Lưu Thế Hiên rất muốn đi lên hỏi rõ thì lại bị thư ký Trương ngăn lại. Trong mắt thư ký Trương thì lợi ích của Thẩm Phục Minh luôn đặt lên hàng đầu, bất cứ ai cũng không thể ảnh hưởng tới. Ở tình hình bây giờ hành vi mất lý trí của Lưu Thế Hiên sẽ liên lụy tới bí thư Thẩm. Cho nên y phải ngăn Lưu Thế Hiên lại. Phó Chủ tịch Lưu, bí thư Thẩm không gọi anh tới, bây giờ anh đi tới sẽ không quá thích hợp. Thư ký Trương lạnh lùng nói. Lưu Thế Hiên còn định giải thích vài câu thì nghe thấy có tiếng gào lớn. Vương Quan Thanh lớn tiếng nói. Bí thư Thẩm, tôi bị oan, có người sai tôi. Thẩm Phục Minh rất không kiên nhẫn xua tay, cũng không muốn nghe Vương Quan Thanh nói mà đi về phía trụ sở. Vương Quan Thanh ngẩn ra đứng đó như hóa đá. Đột nhiên y thấy Lưu Thế Hiên đi ngang qua trước mặt mình liền giơ tay ra định túm. Ai ngờ Lưu Thế Hiên lại nhẹ nhàng tránh ra. Lưu Thế Hiên nhỏ giọng nói. Lão Vương, chỉ cần tôi không ngã thì sẽ Thẩm kéo anh lên, nếu anh nói loạn thì khó mà nói. Lời này của Lưu Thế Hiên đầy vẻ uy hiếp, mắt Vương Quan Thanh dại ra nhìn theo bóng lưng của Lưu Thế Hiên. Một lúc sau y lại cười cười đầy ngây ngô. Lưu Thế Hiên, mày nghĩ mình còn có kết cuộc tốt sao? Đừng nằm mơ, sau đây đến lượt mày đó. Triệu Quốc Đống ngồi xổm trên mặt đất, cầm một tấm ảnh lên rồi nói. Sao lại như vậy? Sao lại đột nhiên tức như vậy? Tôi không phải là bị người bán đứng chứ? Vương Quan Thanh lao lên túm cổ Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống, mày là thằng chó. Tao đối với mày như thế nào thì mày đều biết, sao mày lại muốn hại tao? Triệu Quốc Đống rất khó hiểu nói. Tôi không hại ngài mà, trưởng phòng Vương, tất cả tôi đều làm theo ý ngài. Tôi bị oan. Nghe Triệu Quốc Đống nói xong, Vương Quan Thanh mặt tái mét lại ngồi sụp xuống đất. Làm công an cả đời vậy mà lại bị người đâm trộm sau lưng. Hạ Tưởng, mày dám đâm lén ông và mày không đội trời chung. Đối với những tiếng kêu trong lòng Vương Quan Thanh thì Hạ Tưởng không nghe được. Hắn cố ý đi chậm vài bước, hắn đi đến bên cạnh Vương Toàn Hữu mà nhỏ giọng nói. Coi như được rồi đó ạ. Vương Toàn Hữu vừa hưng phấn vừa lo lắng nói. Có tài liệu cậu vừa bổ sung hôm qua thì Lưu Thế Hiên nhất định sẽ đổ, đúng là phục cậu. Hạ Tưởng xua tay nói. Chủ yếu là công của Vương Thúc và Dương Thúc, tôi chỉ là chân chạy mà thôi. Nếu không phải có Thẩm Phục Minh ở đây, Vương Toàn Hữu đã không nhịn được cười phá lên. Hắn bây giờ đã có cái nhìn khác hẳn với Hạ Tưởng. Nhìn Hạ Tưởng thì luôn nở nụ cười vô hại, nhưng ai ngờ nói lại giấu một trá tim quỷ quyệt. Lúc Hạ Tưởng này mà tốt thì đúng là tốt, nhưng khi xấu thì đúng là rất xấu. Bởi vì Vương Quan Thanh bị cách chức tại chỗ nên Phó trưởng phòng Triệu Thường Dũng tạm thời làm người chủ trì công việc tiếp đón Thẩm Phục Minh. Trong phòng hội nghị công an huyện, Liên Nhược Hạm ngồi bên lạnh lùng nhìn Ngưu Hồng Muội đang ra sức khuyên Dương Bối. Bối Nhi, con và Lưu Hà vốn là người yêu cùng nhau sao có thể nói là hiếp dâm. Con nói Lưu Hà chỉ là uống nhiều rượu nên đánh nhau với Trương Tín Dĩnh là được. Con muốn hại chết Lưu Hà sao? Hại chết Lưu Hà thì con có gì tốt chứ? Con nghe mẹ nói đi, nếu không mẹ không nhận con là con. Dương Bối vừa khóc vừa nói. Mẹ, con không làm được. Lúc ấy hắn đúng là muốn hiếp con và Trương Tín Dĩnh. Hắn đúng là uống rượu nhưng lúc ấy hắn rất tỉnh táo. Hắn chẳng những muốn hại con, còn muốn hiếp cả Trương Tín Dĩnh, có loại đàn ông như vậy sao? Dám hiếp một cô gái khác trước mặt con, hắn là người không? Con nhất định phải kiện hắn, cho hắn ngồi tù. Trương Tín Dĩnh còn định khuyên gì thì Liên Nhược Hạm đã cắt ngang lời. Chị không việc gì phải lo lắng, Lưu Hà không thoát được đâu. Lưu Thế Hiên cũng sẽ ngã xuống. Chị nếu còn muốn coi Lưu Thế Hiên là chỗ dựa thì bỏ ngay suy nghĩ này khỏi đầu đi. Cô là ai? Cô biết gì hả? Ngưu Hồng Muội không nhịn được mà trừng mắt nhìn Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm cười nói. Bà không cần biết tôi là ai. Tôi chỉ muốn nói với bà Hạ Tưởng nếu đã ra tay thì nhất định nắm chắc phần thắng. Tôi hiểu nếu anh ta không một kích đánh ngã đối thủ thì sẽ không mạo muội ra tay. Ngoài ra tôi muốn nói với Dương Bối. Cô không xứng với Hạ Tưởng, cô kém anh ta quá xa. Tôi rất lạ là năm đó sao Hạ Tưởng lại thích được cô. Hạ Tưởng trước khi sống lại coi trọng Dương Bối cũng không có gì phải tò mò, đương nhiên sau khi hắn sống lại thì khác. Ngưu Hồng Muội yếu ớt nói. Lưu Thế Hiên thật sự sẽ ngã sao? Bối Nhi, con nhất định phải nói rõ tình hình với bí thư Lý, đừng nói giúp tên khốn khiến Lưu Hà kia. Liên Nhược Hạm coi như thấy người đổi mặt quá nhanh, cô đứng lên đi tới cửa sổ thì vừa vặn thấy Hạ Tưởng đi theo đám người đến phòng họp,
Cô thấy Hạ Tưởng dùng thân phận thư ký của bí thư huyện ủy đi theo một đám làm trong quan trường mười mấy năm mà không hề luống cuống, còn thành thạo bố trí tất cả. Cảnh vừa nãy của Vương Quan Thanh thì cô nghe thấy rõ ràng, cô không khỏi thầm than Hạ Tưởng này đúng là nhân tài trong chính trị, tính toán chính xác, lợi dụng đầy đủ thế lực khắp nơi, có thể tìm được những điểm có thể tác động toàn cục. Hơn nữa hắn còn trốn ở nơi bí mật không dễ người biết, thành công đạt được thường hơn xa điều hắn suy nghĩ. Giống như có thần giúp vậy, Liên Nhược Hạm đang nghĩ nếu hắn có thể để mình dùng thì tốt biết bao. Thẩm Phục Minh ngồi trong văn phòng của trưởng phòng rồi đợi Triệu Thường Dũng dẫn hai người bị hại Dương Bối và Trương Tín Dĩnh tới. Lưu Thế Hiên rất lo lắng đứng bên, ánh mắt thi thoảng nhìn Thẩm Phục Minh. Thẩm Phục Minh lúc này đã lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với mọi người. Thẩm Phục Minh thi thoảng còn nhìn Lý Đinh Sơn. Y cảm thấy Lý Đinh Sơn không thể không còn chiêu nữa. Nói thật Thẩm Phục Minh cũng đang khá tò mò và mong chờ. Dương Bối và Trương Tín Dĩnh còn chưa được mang tới thì chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Dương Phàm đã đi tới trước mặt Lý Đinh Sơn và nhỏ giọng nói vài câu với Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn tái mặt rồi trầm giọng nói. Chuyện thấy hình bắt bóng không cần đề cập với bí thư Thẩm. Dương Phàm có chút khó xử nói. Tôi lo rằng có người nói xấu bí thư Thẩm nên mới nhân lúc bí thư Thẩm đến khảo sát công việc mà báo cáo một chút. Thẩm Phục Minh nghe thấy rõ ràng nên nói. Bí thư Lý có chuyện gì thì cứ nói ra xem có đúng không. Chương 163, Ngưu Hồng Muội bỏ đá xuống giếng. Lý Đinh Sơn có chút xấu hổ nói. Bí thư Thẩm, chủ nhiệm Dương căn cứ đơn tố cáo của quần chúng rồi điều tra về hành vi tham ô, nhận hối lộ không ngờ lại có phát hiện ngoài ý muốn. Phát hiện gì, vừa lúc mọi người ở đây thì nói cũng không vấn đề gì. Thẩm Phục Minh đương nhiên biết điều lệ giữ bí mật của ủy ban kỷ luật. Y đây là nghĩ Lý Đinh Sơn đang cùng Dương Phàm ra vẻ thần bí mà thôi. Lý Đinh Sơn gật đầu với Dương Phàm. Dương Phàm không hề e ngại mà nói. Căn cứ tình hình chúng tôi nắm giữ và kết quả điều tra thì ở huyện Bá có một cán bộ từng vài lần một mình lái xe lên thành phố chương trình đưa tiền cho một vị lãnh đạo thành ủy. Thẩm Phục Minh đập bàn rồi nói. Quá to gan, đồng chí Dương Phàm. Vấn đề này anh phải báo cáo riêng với tôi. Phải chú ý giữ bí mật không kinh động đến người liên quan. Thẩm Phục Minh biết ý mà dừng lại nhưng Lý Đinh Sơn lại thừa thắng xông lên. Y nói với Dương Phàm. Dương Phàm, bình thường bí thư Thẩm không dễ gì tới huyện Bá thị sát, hơn nữa vụ án mà anh đề cập có liên quan tới lãnh đạo thành ủy. Tài liệu có thể cho bí thư Thẩm xem trước, qua đó cũng nghe ý kiến của bí thư Thẩm. Dương Phàm vội vàng gật đầu rồi lấy một túi hồ sơ trong cặp ra đưa cho Thẩm Phục Minh. Thẩm Phục Minh do dự một chút, vì có vết xe đổ vừa rồi nên y lo có thể là vừa nhìn thì thấy đây là tài liệu khiến người ta hết hồn hay không. Mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm vào Thẩm Phục Minh. Bọn họ đều nghĩ hôm nay trò hay không ngừng xuất hiện làm người ta không theo kịp. Đồng thời cũng thầm than trí tuệ chính trị của cán bộ cơ sở là vô cùng. Mặc dù so sánh với mưu kế của Lý Đinh Sơn thì thủ đoạn của Lưu Thế Hiên là đơn giản hơn nhiều. Mặc dù bị Lý Đinh Sơn không ngừng phá vỡ nhưng cũng khiến người ở đây cùng suy nghĩ nếu mình đổi vào vị trí của Lý Đinh Sơn, mình có thể bị Lưu Thế Hiên đánh bại không? Tim của Lưu Thế Hiên thiếu chút nữa nhảy ra khỏi ngực. Y biết Dương Phàm không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì nhất định có chứng cứ xác thực. Không cần nghĩ cũng biết Dương Phàm sẽ nhằm vào y. Bởi vì y biết bây giờ Dương Phàm và Lý Đinh Sơn đứng chung một phe. Chẳng qua y lại cảm thấy có chút may mắn. Dương Phàm không thể có chứng cứ về việc mình kiếm tiền bẩn và tặng quà. Cho dù ở tình huống xấu nhất Dương Phàm nắm được gì nhưng tiền mình đưa cho bí thư Thẩm vì tự bảo vệ thì cũng phải chèn ép vụ việc này lại. Lưu Thế Hiên có chút đắc ý mà nghĩ, muốn đánh ngã tao thì trừ khi Thẩm Phục Minh ngã, còn đâu không có cửa đâu. Y thầm đánh giá Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng. Khi thấy hai người này mặt không chút thay đổi thì lại nghĩ tới Lưu Hà nằm trong bệnh viện mà rất căm hận. Chờ Lưu Hà qua cửa thì sẽ cho bọn mày biết tay. Thẩm Phục Minh rất bình tĩnh xem tài liệu khoảng 5-6 phút. Không ai có thể từ vẻ mặt của y nhìn ra cái gì, chẳng qua thư ký Trương lại cẩn thận phát hiện ngón tay của Thẩm Phục Minh hơi run lên. Y biết đây là biểu hiện mà bí thư Thẩm gặp vấn đề khó khăn. Hơn nữa càng làm y chấn động chính là từ động tác nhỏ của Thẩm Phục Minh đã lộ ra sự yếu ớt trong lòng bí thư Thẩm. Bí thư Thẩm vốn luôn trầm ổn vậy mà cũng có lúc hoảng hốt sao? Bí thư Thẩm đang sợ. Bí thư Thẩm từ trước đến giờ vẫn khống chế quyền lực trong tay mà lại có lúc sợ sao?
Tài liệu trong tay bí thư Thẩm rốt cuộc ghi cái gì mà khiến bí thư thành ủy, quan to nhất thành phố Trương Trình lại sợ như vậy? Thư ký Trương lén nhìn Lý Ninh Sơn thì thấy người này vẫn cung kính đứng đó, mặt không chút thay đổi, không đắc ý, không hoảng loạn giống như mọi việc đều khống chế được trong tay. Thư ký Trương không khỏi run lên, lần đầu thấy sợ Lý Ninh Sơn. Một bí thư huyện ủy có thể khiến bí thư thành ủy sợ như vậy, hơn nữa Lý Ninh Sơn còn luôn ra vẻ bình tĩnh thì một là y rất tự tin, hai là quá tự kiêu. Tất nhiên Lý Ninh Sơn là người thứ nhất. Thư ký Trương vốn còn nghĩ dựa vào vầng hào quang của bí thư thành ủy thì khi xuống huyện bá nhất định có thể ngang hàng với Lý Ninh Sơn, rất nhanh tạo được phe phái của mình. Nhưng bây giờ y rốt cuộc hiểu được chỗ dựa của mình là bí thư Thẩm cũng bị tài liệu của Lý Ninh Sơn làm cho sợ đến độ run rẩy. Y không có tư cách đấu với Lý Ninh Sơn. Thẩm Phục Minh không nói gì, người trong phòng không ai dám thở mạnh, không ai dám chọc bí thư Thẩm vào lúc này. Trong lúc nhất thời không khí trong phòng rất nặng nề, đột nhiên một tiếng kêu chói tai phá vỡ sự yên lặng. Bí thư Thẩm, bí thư Lý, các ngài phải làm chủ cho Dương Bối nhà chúng tôi. Dương Bối bị thằng xúc sinh Lưu Hà khi dễ. Lưu Hà không là loại tốt đẹp gì. Lưu Thế Hiên cũng không phải người tốt gì. Hắn tham ô, nhận hối lộ, không chuyện ác nào không làm. Hắn còn có quan hệ với phó trưởng phòng văn hóa Cam Bình Tú chỗ tôi. Bịch một tiếng, một cốc nước đã tuột tay rơi xuống đất, nhưng người bị làm rơi không chú ý mà mở to mắt nhìn chằm chằm vào Ngưu Hồng Muội và Dương Bối đẩy cửa đi vào. Mọi người đều nhìn Ngưu Hồng Muội. Nhất là mấy vị lãnh đạo thành ủy càng không thể tin nhìn tới. Bọn họ mặc dù thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc nhân vật cơ sở như Ngưu Hồng Muội. Mọi người đều trợn tròn mắt và thầm nghĩ Lưu Thế Hiên này coi như mất hết mặt mũi. Dù y và Cam Bình Tú kia có quan hệ hay không thì bị nói trước mặt bao người như vậy, danh tiếng coi như mất sạch. Lưu Thế Hiên thiếu chút nữa không thở được, Ngưu Hồng Muội này sao lật lọng như vậy? Rõ ràng đã đồng ý khuyên Dương Bối đổi lời khai. À không ngờ còn cắn ngược lại mình trước mặt bao người như vậy. Lưu Thế Hiên thẹn quá hóa giận mà nói. Ngưu Hồng Muội, bí thư Thẩm ở đây, mời cô chú ý hình tượng của mình, không được ngậm máu phun người. Ngưu Hồng Muội không biết lấy đâu ra dũng cảm. Cũng có thể cô nghe tin Lưu Hà đã tàn phế, lại tin Lưu Thế Hiên nhất định sẽ ngã nên không sợ Lưu Thế Hiên. Ngưu Hồng Muội thở hổn hển đáp lại. Phó Chủ tịch Lưu tôn kính. Con của ông Lưu Hà muốn dùng bạo lực hại Dương Bối con gái tôi, bản tính lưu manh của hắn nhất định truyền từ ông tới. Chuyện ông lén ngủ với phó trưởng phòng văn hóa Cam Bình Tú thì tôi sớm đã biết. Đừng nghĩ rằng hai người một trước một sau tiến vào thì không ai nhận ra. Khụ khụ. Thẩm Phục Minh ho khan một tiếng rồi nói. Chị là người nhà của bị hại, không cần lớn tiếng, có việc gì thì từ từ nói ra. Sao lại như vậy? Lưu Thế Hiên hơi run lên. Bí thư Thẩm có ý gì mà lại muốn nghe Ngưu Hồng Muội nói chuyện? Bí thư Thẩm phải trực tiếp đuổi Ngưu Hồng Muội ra ngoài mới phải chứ, sao có thể lại muốn nghe ả nói? Chẳng lẽ bí thư Thẩm thay đổi ý kiến? Lưu Thế Hiên không để ý ánh mắt phức tạp của mọi người mà lớn tiếng nói. Bí thư Thẩm, tôi xin nói mấy lời. Bí thư Thẩm, tôi cũng muốn nói suy nghĩ của mình ra. Cửa lại được mở, Trương Thục Anh và Trương Tín Dĩnh đẩy cửa tiến vào. Trương Thục Anh hai mắt như tóe lửa nhìn chằm chằm Lưu Thế Hiên, sau đó kéo Trương Tín Dĩnh tách đám người ra mà đi tới trước mặt Thẩm Phục Minh. Bí thư Thẩm, cháu gái tôi bị Lưu Hà hại. Lưu Thế Hiên còn muốn đổi trắng thay đen, muốn khuyên tôi đi làm công tác tư tưởng với Tín Dĩnh. Bảo Tín Dĩnh nói Lưu Hà rượu say nổi điên đánh nhau với cháu nó. Tín Dĩnh nhà tôi từ nhỏ đã dịu dàng, ngoan ngoãn, cho đến bây giờ nói chuyện chưa lớn tiếng chứ đừng nói đánh nhau với người. Cho dù là đánh người thì Tín Dĩnh cũng không đánh kẻ rác rưởi là Lưu Hà. Từ trước đến giờ Tín Dĩnh vẫn coi thường Lưu Hà. Ngưu Hồng Muội nghe vậy liền nói. Đúng đúng bí thư Thẩm, Lưu Thế Hiên cũng khuyên tôi như vậy, cũng muốn Dương Bối nhà tôi phản cung. Y nói đã bàn với Vương Quan Thanh, dù Trương Tín Dĩnh có phản cung hay không, chỉ cần Dương Bối sửa lời thì y có thể động tay chân, hơn nữa còn lấy tiền để dụ dỗ tôi. Nhưng tôi là đảng viên đã qua thử thách, đừng hòng kéo tôi xuống nước. Thẩm Phục Minh rất đau đầu mà nói. Y xua tay nói. Không nói nữa, bí thư Vương, chủ nhiệm Lãnh và bí thư Lý, bí thư Vương và chủ nhiệm Dương lưu lại, những người khác ra ngoài. Chương 164, luôn phải đề phòng người đâm sau lưng. Thẩm Phục Minh lưu lại bí thư đảng ủy cục công an Vương Đại Hải, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lãnh Tá,
Lý Mộng Xuyên và Dương Phàm là có ý gì thì không cần nói cũng biết. Mặt Lưu Thế Hiên xám xanh lại gần như không thể đứng vững. Y định nói gì đó nhưng Dương Phàm đã nháy mắt ra hiệu hai nhân viên ủy ban kỷ luật đến đỡ Lưu Thế Hiên sang bên. Lưu Thế Hiên rất không cam tâm. Lần này y đã bỏ 1/3 tiền tích lũy để đổi lấy bình yên cho Lưu Hà, dùng để giữ chức cho mình còn không đủ sao? Chẳng lẽ bí thư Thẩm còn muốn lấy hết của y? Y đúng là muốn lớn tiếng nói Thẩm Phục Minh mày muốn lấy hết thì mới đảm bảo người nhà ông an toàn phải không? Chỉ là Thẩm Phục Minh sẽ không cho y cơ hội nói loạn. Bên trong thảo luận gì thì mọi người bên ngoài không rõ. Chỉ là không đầy 10 phút đã có quyết định, do chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố lãnh tá tuyên bố quyết định của thành ủy. Thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện Bá Lưu Thế Hiên có lối sống suy thoái, dung túng con trai Lưu Hà vơ vét của cải phi pháp, ảnh hưởng rất xấu. Thành ủy thành phố chương trình quyết định miễn chức thường vụ huyện ủy của Lưu Thế Hiên, đề nghị hội đồng nhân dân huyện Bá cách chức phó chủ tịch thường trực của y. Về phần vụ án của Lưu Hà thì không đề cập tới, nhưng người sáng suốt đều hiểu rõ Thẩm Phục Minh đã thu tay lại. Nếu Lưu Thế Hiên đã bị đá sang bên, Lưu Hà sống hay chết càng không liên quan tới Thẩm Phục Minh. Thẩm Phục Minh đến nhanh mà đi cũng nhanh, y không ăn cơm trưa mà vội vàng về thành phố chương trình. Khi y đi, trong tay còn cầm chặt tập tài liệu, chỉ có thư ký Trương mới nghe thấy Thẩm Phục Minh nói. Lưu Thế Hiên, mày giỏi, mày độc, muốn uy hiếp tao ư? Cẩn thận đó. Thư ký Trương lần đầu thấy Thẩm Phục Minh nghiến răng nghiến lợi như vậy thì không khỏi run lên. Đồng thời y cũng quyết định xuống huyện Bá làm việc phải khiêm tốn làm người, không được xung đột với Lý Đinh Sơn, không được làm quân tốt thí cho Thẩm Phục Minh. Ngoan ngoãn ở huyện Bá 2 năm, không mong công lao nhưng đừng thất bại là được. Lý Đinh Sơn không thể trêu vào, còn cả tên thư ký Hạ Tưởng kia cũng là nhân vật không dễ đối phó. Nếu như cuối cùng đao súng gặp nhau thì Thẩm Phục Minh nhất định sẽ thí xe giữ tướng. Lưu Thế Hiên bị Thẩm Phục Minh không chút lưu tình vứt sang bên đã nói rõ vấn đề. Thư ký Trương Thẩm quyết tâm không thể đặt số mạng của mình vào cơn vui hay buồn của người khác. Đương nhiên thay đổi trong lòng thư ký Trương thì Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn đều không thể biết. Cho dù bọn họ biết thì chuyện đánh ngã Lưu Thế Hiên đã có nhiều thu hoạch ngoài ý muốn, suy nghĩ của thư ký Trương chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn đều không có cảm giác gì nhiều. Cho dù sau lưng thư ký Trương có Thẩm Phục Minh làm chỗ dựa, nhưng y tới huyện Bá nếu không phối hợp công tác thì rất dễ mất quyền lực. Chuyện không đầy nửa tiếng đã truyền khắp trụ sở huyện ủy, không đầy một tiếng đã truyền khắp thị trấn. Không có nhà ai đốt pháo nhưng lại có người gióng trống khua chiêng. Lưu Thế Hiên ngã xuống, Vương Quan Thanh mất chức, Vương Toàn Hữu vỗ vai Hạ Tưởng mà cười nói. Rất được, tiểu Hạ được. Cậu rất được. Dương Phàm cũng cười nói. Cuối cùng cũng làm được một việc, hai người có thấy khi bí thư Thẩm đi mà trên mặt vẫn rất khó coi. Vương Toàn Hữu nhìn quanh không thấy có ai liền nhỏ giọng nói. Ông đưa tài liệu gì tới vậy? Bên trên là thật thì Lưu Thế Hiên tuyệt đối không chạy được, ít nhất cũng phải 8, 10 năm tù. Hôm qua khi Trương Thục Anh tới đã liên hệ với Hạ Tưởng. Làm Hạ Tưởng không ngờ đó là Trương Thục Anh nhìn như không có suy nghĩ lại nắm trong tay tài liệu về Lưu Thế Hiên, hơn nữa số lượng còn không ít. Hơn nữa câu nói của Trương Thục Anh làm cho Hạ Tưởng phải than thở. Đó là bảo Hạ Tưởng kiên định với quy luật quan trường, chính là không được coi nhẹ bất cứ ai, dù là người không đội trời chung, dù là người ngay mặt gây thù với hắn. Có câu nói không thể khi dễ người thành thật nếu một khi chấp nhận thà làm ngọc vỡ hơn ngói lành. Hơn nữa luôn phải đề phòng người đâm sau lưng. Trương Thục Anh lúc ấy cầm tay Trương Tín Dĩnh mà nói với Hạ Tưởng. Lưu Thế Hiên tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh, tôi vốn là muốn uy hiếp y và hợp tác với y để lấy nhiều chỗ tốt hơn. Nhưng bây giờ không cần nữa, Lưu Hà thật quá đáng, tôi muốn y thân bại danh liệt. Trương Tín Dĩnh còn nói một câu làm Hạ Tưởng thiếu chút nữa đổ mồ hôi. Hạ Tưởng. Tôi cũng không sợ nói cho anh là vì sao mình ghét Lưu Hà như vậy còn là bạn thân với Dương Bối, còn qua lại với Lưu Hà. Đó là vì tôi đang thầm thu thập tài liệu của Lưu Hà, tìm ra thủ đoạn kiếm tiền phi pháp của y. Tin trong tài liệu có liên quan tới Lưu Hà thì hơn nửa do tôi cung cấp. Hạ Tưởng nhìn Trương Tín Dĩnh, hắn cho rằng cô xử sự rất ngốc. Nhưng không ngờ Trương Tín Dĩnh lại làm như vậy, khiến người ta cảm thấy người có vẻ không có chút tâm tư cũng có thể âm thầm thu thập tài liệu về Lưu Hà. Nghĩ cũng đúng, Lưu Hà có việc sẽ không giấu Trương Tín Dĩnh. Y nhất định cho rằng Trương Tín Dĩnh là cô gái ngực to đầu óc ngu ngốc.
Hạ Tưởng từ đây cũng có một bài học nho nhỏ, chính là một người luôn bình thường trước mặt hắn thì càng phức tạp, càng khó có thể suy xét. Vẻ bề ngoài chính là muốn cho người khác biết mà thôi, còn trong lòng người đó nghĩ như thế nào thì trừ khi là người thực sự hiểu y, còn đâu không thể nào hiểu được. May cho hắn là quan hệ với Trương Thục Anh từ trước đến giờ tuy không tốt nhưng tuyệt đối không thể nói là xấu. Tuy cũng có xung đột với Trương Tín Dĩnh nhưng vẫn có thể chung sống hòa bình. Có tài liệu của Trương Thục Anh, lại có tài liệu Vương Toàn Hữu và Dương Phàm thu thập được, hơn nữa còn bóng gió nói ra Lưu Thế Hiên. Đây đều là cố gắng làm mờ mịt để Thẩm Phục Minh biết là Lưu Thế Hiên, nhưng lại nghĩ rằng Ủy ban Kỷ luật huyện Bá không tra ra ai là lãnh đạo thành ủy đứng sau Lưu Thế Hiên. Kể từ đó Thẩm Phục Minh vì tự bảo vệ mình đành phải chặt đứt Lưu Thế Hiên. Hạ Tưởng là người đứng sau giật dây chuyện này che giấu quá sâu, không hề lộ mặt, không khiến Thẩm Phục Minh nghi ngờ gì về hắn. Nếu Thẩm Phục Minh biết hắn là người giàn dựng tất cả thì sau việc này tuyệt đối sẽ phải tính sổ, không bỏ qua cho Hạ Tưởng. Nói đùa, thư ký của bí thư huyện ủy đùa giỡn bí thư thành ủy mà lộ ra, dù là ai cũng không thể chịu được cơn nhục nhã trong lòng. Đúng như Hạ Tưởng suy nghĩ, Thẩm Phục Minh tuy rằng vội vàng rời khỏi huyện Bá nhưng chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Chương Trình Lãnh Tá đã ở lại, đại biểu thành ủy điều tra vụ án Lưu Thế Hiên. Lưu Thế Hiên tự biết thế đã mất nên đưa ra điều kiện trao đổi. Y cố gắng nhờ chữa tay phải cho Lưu Hà, y chấp nhận phối hợp với cơ quan điều tra. Lãnh tá đã đồng ý. Cuối cùng huyện ủy huyện Bá quyết định do Trịnh Khiêm và Dương Phàm ra mặt phối hợp với công việc của lãnh tá ở huyện Bá. Trịnh Khiêm khi biết Thẩm Phục Minh thấy ảnh chụp hiện trường vụ lần trước liền lập tức cách chức Vương Quan Thanh thì sợ đến độ đổ mồ hôi. Chờ khi y thấy Hạ Tưởng vào thì như thấy người thân mà chủ động đưa tay bắt tay Hạ Tưởng rồi kích động nói. Thư ký Hạ vất vả rồi, rất cảm ơn. Điều này khiến tất cả mọi người đều suýt nữa rớt cả mắt ra ngoài. Hạ Tưởng vốn không muốn có tiếp xúc gì với Dương Bối nữa, nhưng hắn được Lý Đinh Sơn nhờ vả nên phải thay mặt Lý Đinh Sơn an ủi Dương Bối và Trương Tín Dĩnh. Vì thế hắn không thể tránh né là phải gặp Dương Bối. Liên Nhược Hạm cũng khuyên hắn. Thực ra Dương Bối cũng là một cô gái đáng thương. Có một người mẹ như vậy, hơn nữa tính cách lại yếu đuối, làm ra nhiều chuyện mình không muốn nên có thể tha thứ. Anh không nên làm khó cô ấy. Tôi không làm khó cô ấy, chỉ là cảm thấy không có gì để nói với cô ấy. Hạ Tưởng thực ra cũng không nói đến việc tha thứ cho Dương Bối, nhưng cũng không làm khó cô. Theo hắn thấy giữa mình và Dương Bối không có chút liên quan nào nữa, lời cần nói đã nói. Đúng, chuyện của tôi và Dương Bối thì sao cô lại biết được? Liên Nhược Hạm không ngờ lại cười hì hì đầy tinh nghịch. Rất đơn giản, tôi gọi một cuộc điện hỏi sơ yếu lý lịch của anh là ra ngay mà. Tôi còn tưởng rằng anh đã làm rất nhiều việc, nhưng ai ngờ anh mới tốt nghiệp đại học một năm rất bình thường. Tôi rất khó hiểu sao anh nhìn không giống người xấu mà lại làm việc âm hiểm như vậy. Hạ Tưởng có tác dụng quan trọng như thế nào thì Liên Nhược Hạm tuy không quá rõ, nhưng cô đứng ngoài nên tỉnh táo hơn, cũng có thể đoán được một phần khá lớn, ít ra cô có thể từ chuyện này mà đoán ra bóng dáng của Hạ Tưởng trốn phía sau. Đối với từ âm hiểm mà Liên Nhược Hạm nói, Hạ Tưởng liền ra vẻ được khen ngợi. Không phải tôi âm hiểm mà là do bọn họ quá giả dối. Đúng là như vậy nên thủ đoạn của bọn họ không thể thấy được ánh mặt trời. Cho nên tôi cũng chỉ dùng một vài thủ đoạn không lộ ra ngoài đối phó với bọn họ. Không phải tôi âm hiểm chỉ là đối thủ quá kém mà thôi. Hạ Tưởng ra vẻ đau lòng làm Liên Nhược Hạm cười phá lên. Chưa thấy ai làm chuyện xấu như anh lại không áy náy, còn đổ tội cho đối phương. Không ngờ anh lại mặt dày đến mức như vậy. Tính cách của Liên Nhược Hạm dường như càng lúc càng tốt, dần chuyển sang sự bướng bỉnh và đáng yêu của các cô gái bình thường. Hạ Tưởng liền thật lòng trêu cô. Thực ra khi cô cười cần phù hợp với tuổi của cô bây giờ. Cô bây giờ không cười chờ 10 năm, 8 năm sau thì càng không dám cười. Liên Nhược Hạm có chút kinh ngạc hỏi. Vì sao? Đó là người xấu gây họa. Hạ Tưởng lắc đầu thở dài mà nói với giọng thương cảm. Phụ nữ thích nhất là đẹp, phụ nữ càng đẹp càng thích đẹp hơn nữa. Phụ nữ vì duy trì khí chất tao nhã và khuôn mặt trẻ trung nên khi cười lại sợ có nếp nhăn nên tới lúc đó chỉ hé miệng cười nhẹ mà thôi, phải đảm bảo chỉ lộ ra hai chiếc răng cửa, lộ nhiều một chiếc sẽ không đẹp mắt. Nói linh tinh, tôi đâu có thấy ai cười như vậy. Liên Nhược Hạm cười như hoa nở. Chỉ lộ hai chiếc răng cửa, như vậy mà anh cũng có thể nghĩ ra, có phải anh mắng người là thỏ không? Hạ Tưởng vô lại nói.
Lời mắng người do cô nói, tôi không nói mà. Đúng là người xấu, làm chuyện xấu khắp nơi. Liên Nhược Hạm đảo đảo mắt rồi đưa tay đẩy Hạ Tường. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Về sau ở bên anh thì nhất định phải đề phòng. Hạ Tường không phải chưa gặp người đẹp luôn tự cho mình là đúng, hắn cũng có năng lực miễn dịch với người đẹp. Nhưng Liên Nhược Hạm cười nói đúng là rất quyến rũ khiến hắn ngẩn ra mà nhìn. Cũng may do ở bên Liên Nhược Hạm đủ lâu nên cũng quen với vẻ đẹp của cô, Hạ Tường cười cười tự giễu. Không phải tôi xấu mà do đây là sự bất đắc dĩ của thế giới này. Giống như lúc trước cô ra vẻ lạnh nhạt nhưng bây giờ lại nở nụ cười đầy quyến rũ. Khi còn trẻ cười nhiều một chút sẽ tốt hơn. Tâm trạng Liên Nhược Hạm lại kém đi rất nhiều. Tôi chỉ khi ở bên cô bé Lê thì mới cảm thấy thả lỏng mà thôi, bây giờ coi như có thêm anh. Đối với bí mật và tâm sự người ngoài không được biết của Liên Nhược Hạm, Hạ Tưởng không có tâm tư mà hỏi. Hắn cũng biết cô cũng sẽ không nói ra nên đổi đề tài. Sắp tới mùa đông rồi, cô đến huyện Bá đã được một thời gian, chẳng lẽ còn muốn ở lại đây trong mùa đông sao? Liên Nhược Hạm cũng không biết tức mà nói hay nói thật. Tôi muốn ở bao lâu thì ở, không liên quan tới anh. Hạ Tưởng gặp Dương Bối thì Liên Nhược Hạm cũng đi cùng. Dương Bối lúc này cũng đã bình tĩnh lại, cô nhìn Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm vài lần. Bạn gái của anh đúng là rất đẹp, đúng là tốt hơn em nhiều. Em thực lòng chúc anh hạnh phúc. Hạ Tưởng không giải thích thân phận của Liên Nhược Hạm, cũng không muốn nói đề tài này với Dương Bối. Anh đại biểu bí thư Lý tới an ủi em, mời em tin pháp luật sẽ trả lại công bằng cho em. Nếu còn có yêu cầu gì có thể nói với anh sẽ chuyển lại với bí thư Lý. Trong mắt Dương Bối hiện rõ một tia thất vọng. Anh không còn lời gì khác để nói sao? Hạ Tưởng cười cười nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia buồn bã và mất tự nhiên. Đã quá lâu rồi. Một câu không đầu không đuôi, ngoài hắn ra thì không ai rõ. Đối với Dương Bối mà nói thì chỉ hơn năm, nhưng đối với Hạ Tưởng lại là mười mấy năm. Mười mấy năm cũng tương đương một vòng luân hồi. Thời gian dài đủ để chôn vùi rất nhiều giấc mộng. Dương Bối cúi đầu xuống nói. Em biết, cũng không biết cô hiểu cái gì, là chuyện cũ không thể quay lại, hay là cuộc đời là một con đường một chiều, đã bỏ qua thì vĩnh viễn không thể quay đầu lại nữa. Ngưu Hồng Muội còn muốn nói gì đó nhưng chẳng qua thấy vẻ lạnh nhạt của Liên Nhược Hạm nên không dám mở miệng nói. Khi Hạ Tưởng gặp Trương Tín Dĩnh thì cũng không nói gì. Trương Tín Dĩnh im lặng mà nhìn Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm giống như cô rất có tâm sự. Trương Thục Anh cũng không có vẻ vui mừng như người được thắng lợi, còn có một tia cô đơn. Cô miễn cưỡng cười nói. Thư ký Hạ, tôi cũng không giấu cậu. Ở huyện Bá này tôi đã không có ai để nói chuyện, Tín Dĩnh về sau toàn bộ dựa vào cậu giúp, cậu không được qua cầu rút ván. Hoàng Bằng Phi đã ngã, Vương Quan Thanh bị cách chức, bây giờ Lưu Thế Hiên cũng khó thoát khỏi kiếp ở tù. Đồng minh của Trương Thục Anh ở huyện Bá quả thực sụp đổ không còn ai. Hạ Tưởng một là niệm tình cũ, hai cũng hiểu Trương Thục Anh có tình cảm muốn bảo vệ Trương Tín Dĩnh, điều này làm người ta cảm động. Hơn nữa Trương Tín Dĩnh ngoài việc thích trêu người ra thì cũng không gây phiền phức gì cho hắn cả. Ngược lại vào lúc quan trọng cô lại giúp hắn, ân tình này nhất định phải bù lại. Có bí thư Lý ở đây, có tôi ở đây thì Tín Dĩnh chỉ cần yên tâm công tác, tôn trọng lãnh đạo cấp trên là được. Cô ấy dù sao cũng là sinh viên chính quy nên sẽ có tương lai. Trương Tín Dĩnh cuối cùng cũng bạo gan nói một câu. Hạ Tưởng, ba cô gái lần trước ai mới thật sự là bạn gái của anh? Trên đường quay về trụ sở huyện ủy, Liên Nhược Hạm còn không ngừng trêu chọc Hạ Tưởng. Nợ tình của anh đúng là không ít, Dương Bối không cần phải nói, cô bé Lê có tình cảm thắm thiết với anh, hơn nữa Trương Tín Dĩnh kia hình như cũng có ý với anh. Hạ Tưởng run lên nói. Tha tôi đi, Trương Tín Dĩnh bây giờ đang đứng ở đáy thung lũng nên tâm trạng hơi kỳ quái. Chờ cô ấy bình thường lại thì cô sẽ biết trên đời này có một loại phụ nữ tên phiền toái. Vài ngày sau Lý Đình Sơn rất bận xử lý công việc. Bởi vì Vương Quan Thanh và Lưu Thế Hiên bị cách chức khiến cục diện chính trị huyện Bá rung chuyển. Lý Đình Sơn đề nghị do Trịnh Khiêm đề xuất trong hội nghị thường ủy do Bí thư Đảng ủy Công an huyện Vương Toàn Hữu kiêm chức trưởng phòng công an. Bổ nhiệm Phó trưởng phòng Triệu Thường Dũng làm Phó trưởng phòng thường trực chủ trì công việc hàng ngày. Phó trưởng phòng thường trực vì nguyên nhân sức khỏe nên từ chức sớm. Không lâu sau Hội đồng Nhân dân huyện Bá họp quyết định do Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch huyện Triệu Kiến Tô được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch thường trực huyện.
Ngay sau đó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Lãnh Tá cũng kết thúc chuyến công tác ở huyện Bá mà quay về thành phố Chương Trình. Khi đi cũng mang theo Lưu Thế Hiên lên thành phố Chương Trình. Căn cứ theo chính sách công bằng, công minh của pháp luật nên sẽ tiến hành thẩm vấn Lưu Thế Hiên ở nơi khác. Lý Đình Sơn tự nhiên không có ý kiến gì. Về phần vụ án của Lưu Hà, Lãnh Tá không nhắc tới thì cũng không ai hỏi. Mùa thu huyện Bá đến sớm, mới tháng 9 mà trời đã bắt đầu lạnh, tháng 10 trên thảo nguyên đã có sương giá. Sau gần 2 tháng khẩn trương xây dựng, cuối tháng 10 công ty thực phẩm Húc Quang chính thức khánh thành. Trong nghi thức khánh thành, Bí thư huyện ủy Lý Đình Sơn, Chủ tịch huyện Thạch Bảo Lũy có mặt chúc mừng. Phùng Húc Quang cũng từ thành phố Yến tới tham gia nghi lễ. Nghi thức tiến hành xong, Lý Đình Sơn và Thạch Bảo Lũy trở về, Hạ Tưởng được giữ lại. Hạ Tưởng dành chút thời gian hỏi Phùng Húc Quang về sự tiến triển của chi nhánh siêu thị Giai Gia mà y hợp tác với Mễ Huyên là như thế nào. Phùng Húc Quang mặt mày buồn bã mà nói. Không nhắc cái này, chú em, Mễ Huyên chính là một cô bé chuyên gia hại người. Lời này nghe như có ý khác, Hạ Tưởng không nhịn được bực mình nói. Hai người hợp tác rất hòa hợp mà. Vừa quay người đã quên em là người giới thiệu sang bên, đúng là không có lương tâm. Phùng Húc Quang nghe vậy liền đổi mặt ngay, vội vàng cười hì hì như kẻ trộm mà nói. Anh sắp không chịu nổi cô ấy rồi. Không biết cô ấy có phải trời sinh quyến rũ hay là cố ý hấp dẫn người hay không. Nhưng dù là từ ngôn ngữ hay động tác, đi lại đều làm người ta thấy cô ấy có ám chỉ gì đó. Hạ Tưởng cười ha hả cười nói. Không nhắc tới chuyện Mễ Huyên nữa. Mùa xuân sang năm em sẽ về thành phố Yến, có chào mừng không? Nói linh tinh, đương nhiên là chào mừng rồi. Anh đại biểu toàn bộ nhân viên siêu thị Giai Gia chào mừng chú. Phùng Húc Quang ngồi bắt chân lên ghế mà nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng. Nói thật Mễ Huyên cũng giỏi kinh doanh nhưng so sánh với Thiếu Giai thì cô ấy vẫn kém không ít. Anh đã kinh doanh vài năm nhưng người phục nhất bây giờ chính là Thiếu Giai. Chú em, Thiếu Giai một lòng vì chú không thể bỏ đó. Dù không cho cô ấy được danh phận cũng phải nắm chặt cô ấy trong tay, tuyệt đối đừng để cô ấy chạy. Hai lần về thành phố Yến không gặp được Tiếu Giai, Hạ Tưởng có chút nuối tiếc. Hắn sau khi về thực ra không ngừng gọi điện với Tiếu Giai. Từ trong miệng của Tiếu Giai cũng nghe thấy việc kinh doanh của cô đi vào quỹ đạo, hơn nữa làm càng lúc càng lớn, chẳng những hoàn toàn mở ra thị trường thành phố Yến, hơn nữa còn bắt đầu tiếp xúc với nhà kinh doanh rau quả Bắc Kinh. Hạ Tưởng cũng thật lòng vui mừng cho Tiếu Giai. Nói ra cũng xấu hổ, hắn đưa ra ý tưởng giúp Cao Hải, hiến kế giúp Lý Đình Sơn, còn chỉ điểm cho phương hướng công trình, nhưng hắn lại cố tình không giúp Tiếu Giai làm gì cả, đây hoàn toàn là thành tích do bản thân Tiếu Giai làm ra. Đây cũng là vì hắn hiểu quá ít về thị trường rau quả, đồng thời cũng có việc chẳng những Tiếu Giai thông minh còn rất có ý kiến cá nhân. Tiếu Giai làm việc gì cho đến bây giờ phải thành công thì mới nói với Hạ Tưởng. Cô chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chỉ nói cho hắn là cô đã đạt thành công gì. Về phần trước đó cô gặp khó khăn, phiền não gì thì cô chưa bao giờ nói, giống như cô đạt được thành công rất dễ dàng vậy. Cô không nói nhưng Hạ Tưởng cũng hiểu một phụ nữ xinh đẹp như Tiếu Giai một mình ở bên ngoài sông sáo thì không gặp thị phi và khó khăn là không thể. Mặc dù hắn tin vào sự khôn khéo và năng lực của cô, nhưng hắn luôn lo thay cho cô. Mỗi lần hắn đều hỏi cô có mệt không? Có cần hắn làm gì không? Tiếu Giai luôn nhẹ nhàng nói lướt qua với hắn là cô có thể đối phó được hết, không cần hắn quan tâm cho cô. Chương 165, mùa đông cuối cùng ở huyện Bá. Hạ Tưởng nhớ Tiếu Giai ngoài vấn đề kia thì trong đầu cũng có vài cảm giác là lạ. Bởi vì mỗi lần nói chuyện, Tiếu Giai đều nói với hắn là cô lãi bao nhiêu tiền, trong đó hắn có bao tiền, cô sẽ giữ tiền giúp hắn, kiếm tiền giúp hắn. Mỗi lần Tiếu Giai đều giống như một cô bé được cho ăn kẹo đường và kêu lên khiến Hạ Tưởng ở đầu này lặng lẽ mỉm cười. Hắn thầm than mình thành triệu phú rồi. Tiếu Giai lợi dụng viết thư lãi hơn 40 ngàn. Đây là số tài chính ban đầu. Theo Tiếu Giai tính toán thì sang năm cô sẽ đẩy mạnh khai thác thị trường, chỉ riêng có thể chiếm cứ 20% thị trường thành phố Yến đã là rất lớn. Bởi vì thành phố Yến ngay gần Bắc Kinh nên cô còn muốn mở thị trường Bắc Kinh ra. Tiếu Giai không chỉ đầy tự tin còn khiến Hạ Tưởng cũng phải nói ra suy nghĩ của hắn. Là anh nói em phải mở thị trường Bắc Kinh, cũng là anh nói sẽ cho em một niềm vui bất ngờ nhưng sao bây giờ vẫn chưa có tin tức. Nói suy nghĩ của anh ra đi. Thực ra Tiếu Giai cần chính là sự cổ vũ và ủng hộ của Hạ Tưởng.
Nếu đã biết rõ làng du lịch Tam Sơn sẽ được khai thác, hơn nữa căn cứ theo tin tức đáng tin cậy thì đường vào núi đã được khởi công. Hạ Tưởng cũng không giấu kế hoạch của hắn nên nói. Đất huyện bá rất tốt, có ưu thế trồng rau quả. Chẳng qua mùa đông huyện bá lại kéo dài, trời rất lạnh nên dù gieo trồng cũng sẽ lạnh chết. Nhưng giai đoạn từ mùa thu đến mùa đông có thể lợi dụng đầy đủ ưu thế của ánh nắng cùng chênh lệch nhiệt độ ngày đêm để gieo trồng cải trắng, cải bắp. Mà kiếm một khoản lớn. Tiếu Giai nửa tin nửa ngờ mà nói. Có được không anh? Cô không biết đặc điểm khí hậu huyện bá cũng như cô không có kinh nghiệm trồng rau quả. Anh dám cam đoan rau quả huyện bá sản xuất ra có chất lượng hàng đầu, chỉ cần có nguồn tiêu thụ sẽ bán rất chạy. Hạ Tưởng tin rằng có thể tạo được thương hiệu rau quả huyện bá. Hắn có ưu thế tuyệt vời mà người khác không có, đó là biết trước tương lai. Mấy huyện phía Bắc Bắc Kinh đều lục tục sẽ thành khu vườn trồng rau cho Bắc Kinh. Có huyện bá hay không thì hắn không nhớ, nhưng nếu hắn đến huyện bá chiếm cơ hội trước, tạo huyện bá thành cơ sở trồng rau cũng không phải việc khó khăn. Đúng là vì hắn và Tiếu Giai mỗi lần nói chuyện đều là việc kinh doanh, đều là tiền nên Hạ Tưởng thấy quan hệ giữa mình và Tiếu Giai như là hợp tác thân mật, mà lại rất mờ ám. Quan hệ này nói không rõ, không rõ tình cảm giữa hai người có vẻ như không có ngăn cách, lại giống như không thể đi lại quá gần. So sánh với Tiếu Giai, hắn và Tào Thù Lê nói chuyện lại thoải mái, tùy ý hơn. Cô bé quấn lấy hắn, nói với hắn về chuyện ở trường của cô, nói ai theo đuổi cô, bị cô từ chối mà còn chưa từ bỏ ý định, còn chơi trò cũ rích là tặng 100 bông hoa. Mẹ cô còn nhắc tới Hạ Tưởng, bà lo hắn ở huyện bá chịu lạnh, dù sao huyện bá lạnh hơn thành phố Yến tầm 10 độ. Tào Thù Quân vào học viện quân đội nghe nói theo đuổi một cô gái nhưng bị từ chối nên tên này đau lòng. Từ những câu cuộc nói chuyện không hết đề tài cũng khiến Hạ Tưởng dễ chịu hơn. Phùng Húc Quang nhắc đến Tiếu Giai làm cho Hạ Tưởng suy nghĩ rất nhiều. Hắn lấy lại tinh thần rồi nói với Phùng Húc Quang. Không nhắc tới Tiếu Giai nữa. Nói về việc chi nhánh của anh và Cao Kiến Viễn đi. Siêu thị Giai Gia đã đi vào quỹ đạo, đã có sức ảnh hưởng không nhỏ ở thành phố Yến. Chẳng qua chi nhánh đầu tiên của Phùng Húc Quang vẫn còn chưa có mặt mày là vì khu đất chưa được chứng thực. Lần trước Hạ Tưởng đề xuất hắn bỏ ra 5%, Phùng Húc Quang bỏ ra 5%, tổng cộng 10% cổ phần đưa cho Cao Kiến Viễn để đổi lấy khu đất ở nơi sầm uất. Chẳng qua Cao Kiến Viễn sau lần đó vẫn chưa hiện thân. Phùng Húc Quang cũng không liên hệ được nên tạm thời bỏ sang một bên. Có thể đột nhiên xảy ra chuyện nên tạm thời không thể động, đợi thêm vậy. Anh đã nhìn chúng một mảnh đất nhưng không ngờ muốn mở chi nhánh đầu tiên lại thiếu tài chính nên phải chậm lại. Phùng Húc Quang và Hạ Tưởng ngồi trong văn phòng nhà máy thực phẩm nói chuyện. Y không ngờ huyện bá lại lạnh sớm như vậy, mặc hơi thiếu áo chút là lạnh đến đau đầu. Hạ Tưởng liền cười nói. Được rồi, dù sao nhà máy thực phẩm phát triển rất thuận lợi, anh cũng nên về thành phố Yến chứ. Kiếm được nhiều hay ít nấm khâu bắc và rau quyết cũng tương đương với việc tự nhiên nhặt được. Đúng rồi, nông dân làm việc có nhiệt tình không anh? Rất được, rất hài lòng. Phùng Húc Quang rất hài lòng sức lao động của huyện và nguồn tài nguyên vô tận kia. Nhà máy thực phẩm mời Hoàng Hải làm người phụ trách nhân viên, 1 tháng 4 tệ làm Hoàng Hải vui mừng như nhặt được vàng, làm việc rất chăm chỉ và nhiệt tình. Tên Lưu Hà đáng thương kia bây giờ thế nào rồi? Phùng Húc Quang đột nhiên hỏi tới Lưu Hà với giọng điệu mèo khóc chuột. Lưu Hà à? Hắn bị xử 10 năm tù và đưa tới nhà tù huyện bên, nghe nói ở trong tù bị ức hiếp. Hạ Tưởng lạnh nhạt nói, so sánh với Lưu Thế Hiên thì Lưu Hà tốt hơn. Lưu Thế Hiên bị phán 20 năm tù, Thẩm Phục Minh này cũng đủ độc, có lẽ là muốn Lưu Thế Hiên chết già trong tù. Phùng Húc Quang không ở lâu, cùng ngày hôm đó y đã lái xe về thành phố Yến. Đầu tháng, Trương Kiện chính thức tới huyện bá nhận chức phó bí thư huyện ủy. Huyện bá đề nghị thành ủy thành phố chương trình đồng ý huyện bá gia tăng thêm 2 vị thường vụ gồm phó trưởng ban thư ký huyện ủy và bí thư đảng ủy xã Cổ Trại. Vì vậy số thường vụ huyện ủy huyện bá từ 11 tăng lên 13. Bởi vì Triệu Kiến Tô tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch thường trực của Lưu Thế Hiên, nhưng bản thân y cũng là thường vụ huyện ủy nên có 1 vị phó chủ tịch huyện tăng lên làm thường vụ huyện ủy để đủ số lượng thường vụ huyện ủy. Tưởng Dương là người kiên định ủng hộ Lý Đinh Sơn, mà Trương Kiện lại khiêm tốn. Lễ độ không đưa ra ý kiến phản đối. Vì thế về cơ bản quyền uy của Lý Đinh Sơn cũng không hề bị ảnh hưởng. Không lâu sau Lý Đinh Sơn đề nghị vì tiện cho triển khai công việc nên quyết định Hạ Tưởng làm phó chủ tịch xã Cổ Trại.
Tưởng Dương chẳng những tỏ vẻ đồng ý còn nói xã cổ trại còn thiếu một phó bí thư, không bằng để Hạ Tưởng kiêm phó bí thư và phó chủ tịch xã. Không ngoài dự định, đề nghị của Tưởng Dương được nhất trí thông qua. Vài ngày sau Hạ Tưởng liền chính thức đi nhận chức, hắn dùng thân phận phó bí thư kiêm phó chủ tịch xã cổ trại để bắt tay vào thực hiện kế hoạch bước tiếp theo của Lý Đinh Sơn. Cũng không biết ai lộ tin nhưng bí thư đảng ủy xã Tưởng Dương và chủ tịch xã Vương Vĩnh Nghĩa đều biết Hạ Tưởng không đầy nửa năm nữa sẽ được gọi về thành phố Yến. Điều này làm cho cả hai người gần như giao hết quyền cho Hạ Tưởng. Chỉ cần Hạ Tưởng đề nghị liền đều gật đầu thông qua và không chút do dự mạnh mẽ ủng hộ. Hạ Tưởng biết bọn họ nể mặt mình chính là để Lý Đinh Sơn xem. Hắn liền không khách khí mở rộng kế hoạch của mình. Hắn cũng hiểu sau khi hắn đi thì thành tích sẽ đều là của Tưởng Dương và Vương Vĩnh Nghĩa. Hắn cần lợi dụng thời gian nửa năm để tạo cơ sở, làm chút việc vì dân chúng, đồng thời cũng cần thời gian này để rèn luyện. Quyền uy của Lý Đinh Sơn ở huyện Bá bây giờ không ai có thể dao động được. Nhưng y rất thông minh nên không nhúng tay vào việc bên chính quyền, để Thạch Bảo Lũy đi làm. Thạch Bảo Lũy thật lòng cảm kích Lý Đinh Sơn, không chỉ vì Lý Đinh Sơn diệt trừ một Lưu Thế Hiên đối đầu với y nhiều năm, mà còn ủy quyền cho y. Để cho y phục chính là Lý Đinh Sơn không giống người từ cơ sở từng chút một tiên lên làm bí thư là tham tài và tham quyền. Lý Đinh Sơn vừa có ánh mắt nhìn xa lại không tham tiền, còn thật lòng muốn làm việc tốt vì dân chúng. Bí thư như vậy chẳng những là phúc của chủ tịch huyện như y, còn là phúc của dân chúng huyện Bá. Thạch Bảo Lũy cũng rất nhiệt tình. Thạch Bảo Lũy không còn muốn tranh quyền nên hiểu mình tuổi đã cao, làm quan cả đời rồi, về sau có thăng quan hay không thì khó nói. Nhưng khi đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Bá thì phải cố gắng làm vài việc tốt cho dân chúng. Như vậy không làm thất vọng nhiều năm công tác trong quan trường của mình. Người còn sống cũng cần phải có một tinh thần mà. Thạch Bảo Lũy nghĩ tới việc để dân chúng không ngừng nhắc tới mình thì dù chết cũng đáng. Bởi vì biết được tin tức làng du lịch Tam Sơn chính thức khởi công, Lý Đinh Sơn tung ra một quả bom trong hội nghị thường ủy. Huyện Bá sẽ thu hút đầu tư dựa vào nguồn tài nguyên du lịch phong phú. Tiêu điểm là làng du lịch xã cổ trại với hoa hải nguyên. Ngô Anh Kiệt đã thành thật hơn nhiều, không còn lắc lư nghiêng ngả như trước, còn vùi đầu làm việc nên từ từ được Lý Đinh Sơn tin tưởng. Y nghe xong kế hoạch rất lớn của Lý Đinh Sơn nên có chút khó hiểu hỏi. Bí thư Lý, chúng ta có hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Một là đường không thông, hai là thiếu tiền. Thiếu tiền còn dễ nói, có thể vay, có thể thu hút đầu tư, nhưng không có đường thì chỉ sợ kế hoạch không thể thực hiện. Lý Đinh Sơn gật đầu khen. Lão Ngô phân tích rất đúng thực tế. Huyện Bá bởi vì không có đường nên chậm phát triển rất nhiều năm. Vừa lúc có một cơ hội tuyệt vời đặt trước mặt chúng ta. Một công ty rất lớn của Bắc Kinh đang muốn khai thác làng du lịch Tam Sơn, cách huyện Bá chúng ta chỉ có một vài cây em. Nếu chúng ta thông được 20 km đường núi là có thể mượn ngọn gió đông của làng du lịch Tam Sơn mà đi xuyên qua núi non trùng điệp. Như vậy toàn bộ khoảng cách đến Bắc Kinh sẽ giảm đi rất nhiều. Một hòn đá tạo thành ngàn đợt sóng. Các thường vụ huyện ủy nhìn tài liệu Lý Đinh Sơn phân phát cho mà sôi nổi lên. Huyện Bá gặp khó khăn rất nhiều năm, nghèo đến mức đói kém. Nghèo đến độ không có một chút biện pháp nào, đây là vì không có đường mà muốn kiếm tiền là tất nhiên. Nhưng đường không thông, nhưng bây giờ lại giống như mây tan ra mà thấy mặt trời. Điều trước kia mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ có thể một lần nữa đưa ra hội nghị thảo luận sao không làm cho người ta sôi nổi chứ? Hội nghị thường ủy thảo luận rất sôi nổi. Hội nghị ban đầu dự định một tiếng mà họp ba tiếng liền vẫn chưa tan họp. Cuối cùng đạt thành quyết định do huyện ủy, ủy ban nhân dân bỏ vốn, do xã cổ trại là người thực hiện, lợi dụng lúc nông nhàn tổ chức thôn dân phá núi làm đường. Cuối cùng sau khi đảng ủy xã cổ trại nghiên cứu quyết định công việc sửa đường do Hạ Tưởng toàn quyền phụ trách. Hạ Tưởng bởi vì có quan hệ với Hoàng Hải, lại quen với ông lão móng kia. Hắn lại đảm nhiệm chức phó chủ tịch xã nên cũng đã tạo được quan hệ tốt với dân chúng xã cổ trại, nói cho dân chúng về lợi ích thực tế rất lớn của đường đối với bọn họ. Nhà máy thực phẩm Húc Quang do phó bí thư Tiểu Hạ kéo đến đây đầu tư, cho nên dân chúng đối đãi với Hạ Tưởng rất thân thiết và tin cậy như với con cái của mình vậy. Hạ Tưởng thậm chí không cần đăng đàn phát biểu gì. Chỉ cần nói sửa đường là không đầy nửa ngày sau lao động mạnh khỏe của xã cổ trại đã gần như được huy động hết dưới sự lãnh đạo của Hoàng Hải. Dân chúng chân thật đều có đạo đức tốt, không nói tiền công, chỉ cần có bữa ăn là được. Ai cũng đầy khí thế bắt tay vào công việc phá núi, làm đường.
Đồng thời Lý Đình Sơn cũng mời báo Triều Tỉnh Yến tổ chức độc giả đến huyện bá du lịch. Đồng thời y cũng thông qua quan hệ mà mời bạn bè truyền thông Bắc Kinh và tỉnh Yến đến đây tạo cơn sóng du lịch thảo nguyên ở huyện bá. Sau khi Lưu Thế Hiên bị bắt, Liên Nhược Hạm sẽ không thường xuyên xuất hiện, vừa biến mất là tầm tháng sau đó sẽ đột nhiên xuất hiện. Cô gặp mặt với Hạ Tưởng, trong bữa ăn cơm liền nói một ít việc cô đi du lịch, thám hiểm, sau đó lại biến mất không thấy. Hạ Tưởng bận đến đầu óc tối tăm nên không hỏi nhiều chuyện của cô, vì thế cũng dần thành bạn bè không xa không gần. Mùa đông huyện bá lạnh hơn so với Hạ Tưởng tưởng tượng nhiều, thường xuyên là âm 20 độ, cũng may làm đường chủ yếu là dùng thuốc nổ phá núi nên đất có đông lạnh cũng không ảnh hưởng tới thi công. Nhìn công trường đầy khí thế như vậy, Hạ Tưởng tính toán mùa xuân sang năm là có thể làm đường bằng phẳng và sẽ thông được với đường của làng du lịch Tam Sơn. Dương Bối sau lần trước gặp mặt thì Hạ Tưởng không còn gặp lại cô. Có một lần ngẫu nhiên gặp Trương Tín Dĩnh thì nghe cô nói Dương Bối đã rời khỏi huyện bá. Dương Bối giống như đi tới phía nam, cụ thể là ở đâu thì ngay cả Ngưu Hồng Muội cũng không thể nói rõ. Hạ Tưởng thầm than Dương Bối giống như nghĩ rời khỏi huyện bá là có thể vĩnh viễn quên mọi việc được sao. Chỉ mong cô có thể đi được đường tốt. Trương Tín Dĩnh sau biến cố lần đó nên cũng chín chắn hơn nhiều, rất nhiều thói quen không tốt đã được bỏ đi. Cô thường xuyên nháy mắt nhìn chằm chằm Hạ Tưởng đầy tò mò, làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên và nói vài câu rồi lấy cớ chạy trốn. Mặc dù huyện bá không ngừng tuyên truyền tài nguyên du lịch, không ngừng có các nhà đầu tư muốn đầu tư vào làng du lịch gọi điện tới, nhưng số người tới khảo sát lại không nhiều. Dù sao huyện bá đóng cửa quá lâu, hầu hết mọi người không biết có sự tồn tại của huyện bá. Bây giờ đột nhiên xông ra thì cần phải có một quá trình để người ta tiếp nhận. Một trận tuyết lớn làm cho việc sửa đường tạm thời ngừng lại. Huyện bá cũng như tiến vào thời kỳ ngủ đông, chẳng những trên đường ít người đi lại, ngay cả người trong trụ sở huyện ủy cũng buồn ngủ, không có tinh thần. Vùng núi rất lạnh, không ai muốn ra ngoài, đây là một nguyên nhân khá quan trọng khiến kinh tế huyện bá không phát triển. Trời lạnh con người không muốn vận động, người qua lại ít khiến việc kinh doanh cũng không phát triển được. Hạ Tưởng đang ngồi văn phòng ở đảng ủy xã Cổ Trại. Hắn đang viết nhanh một bức thư đề nghị về việc báo cáo khả thi phát triển cơ sở trồng rau quả ở huyện bá. Hắn chuẩn bị sớm chỉnh sửa lại rồi sẽ trình lên trước mùa xuân sang năm. Hắn lo tháng 3 năm sau mình sẽ bị gọi về thành phố Yến thì đến lúc đó có viết cũng không còn kịp. Cửa sổ văn phòng là cửa kính 2 tầng. 2 tầng kính cách nhau khoảng 2 cm, tường cũng dày 5 cm, trong phòng còn có một bếp than nhưng nhiệt độ trong phòng chỉ tầm 5 độ, lạnh đến độ tay buốt giá. Hạ Tưởng mặc áo bông dày như một con gấu lớn, mặc dù tay rất lạnh nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Bởi vì hắn biết thời gian của hắn đã không còn nhiều. Hắn vốn định ở huyện bá 2 năm rồi đi, như vậy có thể tận mắt thấy được huyện bá từ nghèo khó đến giải quyết được việc này và trở nên ấm no. Bây giờ xem ra chỉ có thể đưa ý tưởng của hắn cho Lý Đình Sơn thực hiện mà thôi. Cốc cốc, có người gõ cửa, Hạ Tưởng không buồn ngẩng đầu mà nói. Vào đi. Cửa không khóa. Cửa vừa mở, một cơn gió lạnh tiến vào mang theo không ít bông tuyết. Hạ Tưởng run lên, tay đã cứng càng lạnh hơn. Hắn vội vàng nói. Mau đóng cửa lại, lạnh quá. Lạnh như vậy còn chú tâm viết như vậy, đúng là giỏi. Tiếng Liên Nhược Hạm đột nhiên vang lên. Cô mặc chiếc áo lông màu trắng bó sát người, dưới chân mặc quần bò, chân đi đôi bốt. Mặc dù mùa đông rất lạnh nhưng vì áo lông có vùng eo thắt lạnh nên vẫn lộ rõ thân hình rất đẹp của cô, tuyệt đối không hề có vẻ béo lên, mà còn tôn thêm vòng eo thon nhỏ của cô. Cô đứng đó thật yêu kiều, đáng yêu, thấm tận tâm can. Hạ Tưởng đụi mắt rồi nói. Cô không sao chứ, trời đầy tuyết như vậy còn tới đây làm gì? Lời này của Hạ Tưởng lộ rõ sự quan tâm làm Liên Nhược Hạm vui vẻ. Cô cười nói. Rảnh rỗi không có việc gì nên chạy qua chạy lại. Vô tình chạy tới huyện bá. Cô nếu thật sự rảnh rỗi không có việc gì thì ngoan ngoãn ở Bắc Kinh đi, đừng cứ xuất hiện trước mắt tôi như vậy, đáng ghét. Hạ Tưởng không nhịn được vung vung bút trong tay lên. Không thấy tôi đang bận à mà còn đến làm loạn. Liên Nhược Hạm không hề giận giống như biết Hạ Tưởng chỉ ra vẻ tức giận mà thôi. Cô kéo ghế ngồi xuống rồi nói. Hình như tôi đã có gần 2 tháng không gặp anh rồi. Hơn nữa giống như mỗi lần tôi xuất hiện trước mặt anh cũng chưa bao giờ gây loạn cho anh mà. Ngược lại đều âm thầm giúp anh không ít việc, anh là đồ không lương tâm, nói như vậy có phải hơi quá không? Hạ Tưởng cười phá lên nói. Được rồi,
nói xem cô đến huyện bá là có việc gì. Anh biết tôi từ đâu tới đây không? Liên Nhược Hạm cố ý đứng lên xoa xoa tay rồi hà hơi nói. Tôi từ Bắc Kinh dọc theo đường núi chạy thẳng tới huyện bá mệt như thế nào không? Mặc dù đường không dễ đi, chẳng qua tôi vẫn kiên trì. Tôi dám nói anh cũng không dám đi đường đó tới đây. Làm loạn. Hạ Tưởng có vẻ tức giận đứng lên vung chân đá bay chiếc ghế. Chiếc ghế va vào phích nước nóng tạo thành tiếng động lớn. Hắn nói. Cô có biết cô làm loạn như thế nào không? Có biết cô đáng giận như thế nào không? Liên Nhược Hạm chưa thấy Hạ Tưởng tức như vậy bao giờ. Mặc dù cô luôn lạnh nhạt, kiêu kỳ nhưng dù sao một cô gái như cô cũng phải sợ đến tái mặt, mặt mày đáng thương nhìn Hạ Tưởng. Tôi làm sao có liên quan gì tới anh? Anh dựa vào cái gì mà tức như vậy? Hạ Thiên Thành còn chưa hết giận, hắn kéo Liên Nhược Hạm đi ra ngoài. Mặt đất đầy tuyết đọng dày hơn 10 cm, trên trời vẫn còn tuyết rơi xuống, tuyết trắng vô tận đập vào mắt người ta đến đau mắt. Hắn dùng chân đá đá tuyết trên mặt đất rồi nhìn thoáng qua chiếc xe Land Rover đỗ trong sân. Liên Nhược Hạm, bố mẹ của cô, người thân, bạn bè của cô đều rất quan tâm tới cô, đều trân trọng cô, hy vọng cô được bình yên. Cô thì hay rồi, chạy đường núi như vậy ư, giữa trời tuyết lớn như vậy mà lái xe đến huyện bá, cô có biết nguy hiểm như thế nào không? Chỉ cần có chút sơ suất, cô đâm vào đá hoặc là rơi xuống núi thì kết quả là xe hỏng người chết. Cô có nghĩ đến cảm nhận của tất cả người quan tâm tới cô sẽ nghĩ như thế nào không? Cô vì sao lại cứ tùy hứng muốn làm gì thì làm như vậy? Liên Nhược Hạm ngẩn ra một chút, trong mắt lộ nước mắt. Cô gạt tay Hạ Tưởng ra rồi thở hổn hển gào lên. Hạ Tưởng, tôi ghét anh, tôi cắt đứt quan hệ với anh. Cô vội vàng chạy lên xe lấy ra một phần tài liệu nhét vào tay Hạ Tưởng. Tôi không phải rảnh rỗi không có việc gì, mà là tôi là vì tự mình kiểm tra thử xem đường này có điều kiện đi hay không. Anh không biết người tốt. Không đợi Hạ Tưởng nói gì, cô đã xoay người khởi động xe rồi chạy như bay trong trời mưa tuyết. Hạ Tưởng ngẩn ra tại chỗ. Đến tận khi xe Land Rover hoàn toàn biến mất trong tầm mắt thì hắn mới giật mình tỉnh lại. Hắn về văn phòng mở tài liệu xem qua một chút, hắn mới biết mình quả thật đã trách lầm Liên Nhược Hạm. Thì ra cô liên hệ với một nhà đầu tư rất có thực lực ở Bắc Kinh, thuyết phục đối phương đến đầu tư vào làng du lịch huyện bá, nhưng điều kiện là đường núi phải thông xe. Liên Nhược Hạm không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà lại tự mình lái xe từ Bắc Kinh đến huyện bá, chính là tự mình thử nghiệm. Có thể nói cô hoàn toàn vì hắn nên mới mạo hiểm như vậy. Chương 166, uất ức của Liên Nhược Hạm và Hạ Tưởng rời đi. Làm việc giúp hắn, còn bị hắn trách, với tính cách của Liên Nhược Hạm không tức mới là lạ. Hạ Tưởng vừa cảm động vừa áy náy, chẳng qua lúc ấy hắn vì quan tâm nên nói hơi nặng một chút. Cô vốn tự do quen, lại luôn luôn không phục người. Phụ nữ mà, phải dựa vào lừa gạt, dụ dỗ mới được. Hắn đúng là đuối lý nên rút máy ra gọi cho Liên Nhược Hạm. Kết quả bên kia không nghe. Không có biện pháp, Hạ Tưởng đành lắc đầu cười cười và nhắn tin. Liên muội, rất giận à. Liên Nhược Hạm rất nhanh nhắn lại. Tôi không có anh trai. Hạ Tưởng liền vội vàng tranh thủ. Vừa nãy tôi nói chuyện hơi nặng, thực ra cô là người tốt. Tôi vừa tùy tiện lại kiêu căng, không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, cảm ơn bí thư Hạ quan tâm. Được rồi, tôi thừa nhận tôi hiểu lầm cô mà. Như vậy đi, tôi người cô ăn cơm, tận mặt nhận lỗi với cô có được không? Không, tôi không muốn xuất hiện trước mặt người nói tôi là kẻ đáng ghét. Hạ Tưởng rất bất đắc dĩ. Đàn ông có đôi khi cúi đầu với phụ nữ cũng không có gì mà. Quả thật do hắn sai trước, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do hắn lo Liên Nhược Hạm chạy xe ở đường trơn trượt mà. Vì thế hắn cắn răng nhắn lại. Rất xin lỗi Liên muội, là tôi sai. Cô cho tôi một cơ hội gặp mặt xin lỗi được không? Một lúc lâu không có hồi âm. Hạ Tưởng đứng ngồi không yên, trong chốc lát lại nghe bên ngoài có tiếng ô tô vang lên không, một lát lại nhìn điện thoại di động xem có động tĩnh gì hay không. Không biết qua bao lâu tiếng chuông điện thoại di động đã vang lên, nhưng là một tin nhắn rất thương cảm. Tôi có lẽ đã rất lâu không thể ra ngoài. Trong nhà muốn tôi đính hôn với một tên mà tôi không thích, không còn cách nào tôi phải bỏ trốn tới chân trời góc biển. Nếu còn cơ hội thì hẹn gặp lại. Hạ Tưởng vội vàng gọi điện nhưng tổng đài nói đã tắt máy. Hắn ngồi nửa ngày không nói gì. Mùa đông dù cho dài đến đâu, lạnh đến đâu nhưng cũng sẽ có một ngày xuân về hoa nở.
Tết âm lịch Hạ Tưởng cũng không về thành phố Yến. Hắn gọi về báo vẫn khỏe với bố mẹ, cũng gọi điện cho Tào Thù Lê và Tào Gia, còn có cả Tiếu Giai chúc Tết. Hắn và Lý Đình Sơn ở lại trụ sở huyện ủy mừng năm mới. Bí thư huyện ủy lưu lại thì hắn là thư ký đương nhiên không thể thiếu. Người đến người đi rất náo nhiệt, cũng thu được không ít quà. Nhưng nguyên tắc của Lý Đình Sơn là đặc sản có thể nhận, tiền và quà quý không nhận. Huyện bá ít nhất phải tới tháng tư thì mới coi như vào mùa xuân. Chẳng qua tuyết vừa tan là nhà máy thực phẩm Húc Quang liền toàn lực khai khẩn đất hoang ở Cổn Long Câu, tạo cơ sở để gieo trồng sau này. Báo cáo khả thi về cơ sở trồng rau quả của Hạ Tưởng đầu tiên trình lên cho bí thư và chủ tịch xã xem, cũng có ký tên của bọn họ. Nhưng cuối cùng do Tưởng Dương trình lên hội nghị thường vụ thì lại biến thành ý tưởng của cá nhân Hạ Tưởng. Tưởng Dương đúng là biết cách làm người, Lý Đình Sơn đương nhiên cũng không bạc đãi. Sau khi hội nghị thường ủy thông qua liền quyết định do Tưởng Dương phụ trách việc này. Chẳng qua trong lý lịch của Hạ Tưởng cũng đã ghi thêm về việc này. Thoáng cái đã tới tháng tư, huyện bá mùa xuân về với một không khí vui tươi trước giờ chưa từng có. Nhà đầu tư Bắc Kinh tới đàm phán đã đạt được thỏa thuận bước đầu. Đường núi hơn 10 km đã được huyện bá tự làm, nhà đầu tư cũng tới khảo sát thực địa và tỏ vẻ sẽ dành khoản tài chính đầu tiên để mở rộng đoạn đường này. Hạ Tưởng thấy đối phương quyết tâm lớn như vậy thì cũng miễn phí tặng một ý tưởng quảng cáo. Đó là từ Bắc Kinh đến huyện bá kéo dài vài chục cây, cứ cách vài cây là đặt một tấm biển quảng cáo lớn, bên trên với các từ ngữ chào đón, chỉ dẫn khách du lịch tới thảo nguyên huyện bá. Ví dụ như vừa ra khỏi Bắc Kinh liền vẽ một quang cảnh trời xanh mây trắng, bên trên viết mấy dòng, hạnh phúc bắt đầu từ đây, đi tiếp 40 km là đến một vùng thế ngoại đào viên. Biển quảng cáo thứ hai chính là cảnh đẹp. Bên trên viết dòng. Đi thêm 35 km sẽ là một nơi rất thoải mái. Biển quảng cáo thứ ba sẽ là cảnh đẹp thảo nguyên, những đồi cỏ và những đàn cừu, bên trên ghi. Trạm tiếp theo, 30 km là quê hương của tâm hồn. Biển quảng cáo thứ tư sẽ vẽ một gia đình đang dắt tay nhau trò chuyện hạnh phúc và đi dạo trên thảo nguyên, bên trên viết. Trạm hạnh phúc tiếp theo. Nhà đầu tư nghe xong liền lớn tiếng khen hay rồi lập tức chỉ thị công ty về làm quảng cáo. Y đúng là không ngừng khen ý tưởng sáng tạo của Hạ Tưởng. Nếu Hạ Tưởng dấn thân vào ngành quảng cáo Bắc Kinh thì không đầy một năm sẽ là người đứng đầu. Tháng 5 cơ sở trồng rau quả huyện bá bắt đầu được áp dụng. Tưởng Dương ngày nào cũng xuống nông thôn, tự mình trông coi với thái độ phụ trách cao. Điều này làm Hạ Tưởng gâu khen và cảm thấy sau này giao cho Y cũng làm hắn yên tâm. Nhà đầu tư làng du lịch Thảo Nguyên đã tới, đoạn đường mười mấy cây em trong phạm vi huyện bá đã được gia cố xong, to và đẹp hơn trước kia nhiều. Nhà máy thực phẩm Húc Quang cũng đưa thiết bị sản xuất tới, những sản phẩm đầu tiên như nấm khẩu bắc, rau quyết được đóng túi đã ra lô, tạo được phản ứng tốt ở thành phố Yến. Huyện bá đang nhanh chóng thay đổi tình hình lạc hậu nhưng đáng tiếc Hạ Tưởng không thể tận mắt nhìn thấy huyện bá từng chút thay đổi. Vì hắn đã nhận được lệnh điều động quay về thành phố Yến. Không đầy một năm, Hạ Tưởng nhìn huyện bá mà mình sắp khỏi rời đi rồi than thở. Hạ Tưởng chỉ là cấp phó phòng, một phó bí thư xã. Nhưng khi tiến hắn thì toàn thể các thường vụ huyện ủy do Lý Đình Sơn cầm đầu, ngoài một phó chủ tịch huyện ra thì tất cả đều đến đông đủ giống như tiến một vị lãnh đạo thành ủy vậy. Lý Đình Sơn cũng không xúc động quá nhiều, y biết mình sớm muộn cũng quay về thành phố Yến cho nên không nói nhiều với Hạ Tưởng. Thạch Bảo Lũy cầm chặt tay Hạ Tưởng rồi nghiêm túc nói. Phó Bí Thư Hạ, Bí Thư Lý và cậu tới huyện bá là chuyện tôi mừng nhất mười mấy năm qua. Về sau nhất định phải tới huyện bá làm khách, đừng quên bạn bè ở huyện bá. Hạ Tưởng gật đầu nói. Nhất định, Chủ tịch Thạch phải bảo trọng. Trịnh Khiêm vỗ vỗ vai Hạ Tưởng. Ở chung thì mới biết Phó Bí Thư Hạ là người có lòng, cũng là người tốt. Tôi rất vui có thể làm bạn với Phó Bí Thư Hạ. Hạ Tưởng trước khi đi đã trả lại hết phim, ảnh cho Trịnh Khiêm. Mặc dù thực ra đến bây giờ đã không có tác dụng nhưng Trịnh Khiêm vẫn xúc động. Y vẫn lo Hạ Tưởng sẽ dùng phim ảnh uy hiếp mình. Nhưng Y không ngờ không chỉ Hạ Tưởng, ngay cả Lý Đình Sơn cũng tôn trọng Y, có chuyện đều nói với giọng bàn bạc. Điều này làm Y hiểu rằng giữa người với người chênh lệch nhau rất nhiều. Lưu Thế Hiên quả thật không thể so sánh với Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng. Trương Kiện chỉ bắt tay Hạ Tưởng mà không nói gì. Sau khi Y đến huyện bá thì Lý Đình Sơn cũng tôn trọng Y, Y cũng biết vị trí của mình, Y cũng vùi đầu vào làm việc, mọi người coi như yên ổn sống chung.
Khi bắt tay Vương Toàn Hữu, y vỗ vỗ rồi nói. Tiểu Hạ, về thành phố Yến phải cố gắng làm việc, tranh thủ trong 3 năm lên cấp huyện, đến lúc đó Thủ Lê cũng sẽ tốt nghiệp là có thể lập gia đình, xong nghỉ lâm môn. Hạ Tưởng không khỏi đỏ mặt và gãi đầu, Dương Phàm từ phía sau chen lên kéo tay Hạ Tưởng từ trên đầu xuống. Đừng gãi đầu, cậu và cô bé kia rất giống nhau, đừng để người khác không coi trọng cậu. Cậu tốt xấu cũng là cán bộ cấp phó phòng, phải ra vẻ giống lãnh đạo chứ. Vương Toàn Hữu cũng trân trọng nói. Ha ha, lão Dương đây là không hiểu được lấy mềm nhẹ chế địch sao. Đối thủ coi thường mới tốt, như vậy mới có thể cho đối phương một kích chí mạng. Phó Chủ tịch Thường trực huyện Triệu Kiến Tô không nói nhiều mà chỉ vỗ vai Hạ Tưởng. Trách nhiệm rất nặng nề, người trong quan trường có nhiều lúc không tự quyết định được, nhưng phải cố gắng không thẹn với lương tâm. Trưởng ban tổ chức cán bộ An Đào nhiệt tình lay lay tay Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, thật lòng tôi rất tiếc cậu phải đi. Về sau nhớ đến huyện bá thăm tôi. Hơn nữa tôi lên thành phố Yến tìm cậu thì không được ra vẻ không biết đó. Hạ Tưởng liền cười ha hả nói. Sao có thể vậy chứ? Về sau ai đến thành phố Yến tìm tôi chỉ cần nhắc tới huyện bá là được chiêu đãi ngay. Ngô Anh Kiệt miễn cưỡng cười cười một tiếng. Tôi sớm biết tương lai của Phó Bí Thư Hạ vô hạn, quả nhiên nhanh như vậy đã thăng chức, còn do thị trưởng thành phố Yến chỉ đích danh. Thành phố Yến là thành phố cấp phó tỉnh, cơ hội nhiều hơn huyện bá nhiều. Tôi chúc Phó Bí Thư Hạ từng bước thăng quan. Tưởng Dương cười rất chân thành. Hợp tác với Phó Bí Thư Hạ không lâu nhưng sự chăm chỉ và năng lực của Phó Bí Thư Hạ làm người ta phải phấn chấn. Làm việc chung với Phó Bí Thư Hạ một thời gian, tôi được lợi không ít. Hạ Tưởng cũng có ấn tượng tốt đối với Tưởng Dương nên nói nhiều vài câu. Trưởng ban chỉ huy quân sự Quách Lượng cũng đến tiễn hắn. Người này giống như đã quên Lưu Thế Hiên, rất nhiệt tình chào từ biệt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không cho quan trường là nơi lúc nào cũng phải ghi nhớ thù hận, cần thiết thì nên quên. Đỗ Song Lâm cố ý dừng ở cuối cùng, vẻ mặt y lộ rõ vẻ lưu luyến. Tiểu Hạ, tuy rằng không muốn cậu đi nhưng quan trường chính là tiến lên, người luôn muốn đi lên chỗ cao. Nhân tài xuất sắc như cậu thì huyện bá quá nhỏ, không lưu được cậu. Chương 167, Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô. Đỗ Song Lâm nhớ đến lúc uống rượu với Hạ Tưởng và nói chuyện, lại nghĩ đến việc Hạ Tưởng giải quyết giúp mình rất nhiều vấn đề khó khăn nên than thở. Thằng con tôi vẫn nhắc tới cậu, tôi bảo nó về sau theo học cậu nhiều vào. Cậu cần chân chạy thì cứ việc gọi, nó lập tức sẽ tới ngay. Đỗ Song Lâm là người dựa vào Lý Đinh Sơn ngay từ đầu, đây coi như là quân cờ và ủng hộ Lý Đinh Sơn đầu tiên, hơn nữa từ đầu đến cuối chưa bao giờ phản đối cả. Hạ Tưởng gật đầu nói. Trưởng ban Đỗ yên tâm, tôi và Đồng Quốc là bạn tốt. Lý Đinh Sơn cố ý bảo Cổ Hợp lái xe đưa Hạ Tưởng về thành phố Yến. Vừa lúc cho Cổ Hợp vài ngày nghỉ về thăm nhà. Xe Hạ Tưởng vừa đi thì Trương Tín Dĩnh thở hổn hển chạy tới nơi. Cô nhìn xe Hạ Tưởng rời đi mà mặt lộ rõ vẻ kích động. Cô nói với Đỗ Song Lâm. Trưởng ban Đỗ, Hạ Tưởng trước khi đi có dặn gì hay không? Đỗ Song Lâm từ chuyện của Lưu Hà lần trước thì thấy Trương Tín Dĩnh đã thay đổi nhiều, cũng thấy cô bé này đáng thương. Thấy trong mắt Trương Tín Dĩnh có tia mất mát nên thầm nghĩ cô bé này lại phải buồn lần nữa rồi. Đỗ Song Lâm lắc đầu nói. Không nói gì, với một thanh niên tiền đồ vô hạn như vậy thì huyện bá không có gì đáng để lưu luyến cả. Mặt Trương Tín Dĩnh hơi tái đi, trong mắt hiện ra một tia buồn bã mà nói. Cũng đúng, tương lai của anh ất như mây, người đẹp ở trong lòng. Huyện bá nhỏ như vậy chỉ là nơi cho người khác sống mà thôi, đây chỉ coi là một trạm không đáng nhắc tới mà thôi. Lời nói của Trương Tín Dĩnh thì Hạ Tưởng tự nhiên không nghe được. Hắn vừa cùng Cổ Hợp nói chuyện vừa suy nghĩ về thành phố Yến. Cuộc sống lại mở ra một trang mới với hắn, là phúc hay là họa thì không ai có thể nói trước. Nhưng hắn có một điều có thể khẳng định, làm phó chủ nhiệm văn phòng cải tạo thôn nội đô sẽ gặp phải khó khăn và áp lực rất lớn. Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô nằm ngay cạnh trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô do thị trưởng Trần Phong làm tổ trưởng trên danh nghĩa, hai vị phó thị trưởng làm phó tổ trưởng. Nhưng người phụ trách chính cũng chính là người thị trưởng Trần tin tưởng nhất, trưởng ban thư ký Cao. Bình thường thị trưởng Trần rất bận nên sẽ không có thời gian mà hỏi mấy việc bình thường của văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô. Vì thế các việc nhỏ do hai phó chủ nhiệm phụ trách là Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc quyết định. Việc lớn thì xin chỉ thị trưởng ban thư ký Cao.
Nhưng dù là việc lớn hay nhỏ thì cuối tuần đều phải tập hợp báo cáo cho thị trưởng Trần một lần. Điều này cũng có thể thấy thị trưởng Trần coi trọng văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô như thế nào. Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô từ lúc thành lập tới nay về thực tế chỉ là một văn phòng tổ cải tạo. Hơn nữa thành phố cũng không rõ ràng quy định nó thuộc cơ quan nào hay có cấp bậc hành chính là gì. Nói cách khác, văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô thực tế có danh tiếng thì kêu, nhưng thực ra chỉ là một cơ cấu vừa không có cấp bậc chính thức cũng không có văn bản liên quan quy định về cơ cấu, chức trách. Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô này coi như một nửa đoàn thể. Nói thẳng ra đây là cơ cấu của thị trưởng Trần. Thực ra cũng không phải do Trần Phong cố ý bỏ qua, mà là thành phố thành lập rất nhiều tổ như thế này, làm sao cứ phải có một cơ cấu chứ? Trên cơ bản các văn phòng tổ công tác này đều là cơ cấu lâm thời đối phó các hạng mục công việc. Thời gian tồn tại của nó cũng không quá lâu, rất nhanh sẽ được xóa bỏ. Lúc trước khi thành lập tổ cải tạo thôn nội đô, Trần Phong cũng có suy nghĩ như vậy. Vì có tâm tư như vậy nên y liền lâm thời bố trí hai phó thị trưởng thêm vào, còn mình tự nắm giữ tổ cải tạo thôn nội đô. Trần Phong cho rằng cải tạo thôn nội đô là việc tốt, chiếm được tỉnh mạnh mẽ ủng hộ thì nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, có lẽ không đầy nửa năm là thành phố Yến sẽ cải tạo thôn nội đô xong toàn bộ. Y thật không ngờ cải tạo thôn nội đô mới đầu đã gặp lực cản và khó khăn như vậy. Từ khi Trần Phong bắt đầu tiến hành cải tạo thôn nội đô tới nay đã hơn năm, nhưng bây giờ còn một nửa thôn nội đô chưa cải tạo xong. Hơn nữa càng về sau khó khăn, yêu cầu của dân chúng cũng càng lúc càng tăng lên, thủ đoạn chống đối cũng càng lúc càng phong phú. Mà quan trọng nhất chính là sau khi bí thư Cao Điểm Danh phê bình, bí thư thành ủy Thôi Hướng cũng thay đổi thái độ mạnh mẽ sang thành ủng hộ có hạn và làng tránh. Trần Phong hai mặt gặp địch nên thấy áp lực tăng lên nhiều. Vì thế y mới thấy trước đó đã đánh giá thấp sự khó khăn của cải tạo thôn nội đô. Trần Phong là người làm việc gì cũng phải tới nơi tối chốn. Hơn nữa y không bao giờ chấp nhận cúi đầu và lùi bước trước khó khăn, đó không phải tính cách của y. Y đầu tiên là mạnh mẽ đề bạt Cao Hải, hơn nữa còn chuyên môn điều động người có năng lực từ các cơ quan khác đến làm phong phú bộ máy văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô. Y điều Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc đến làm phó chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, chủ trì công việc hàng ngày. Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc sau khi nhận chức đã làm ra không ít thành tích, cũng được Trần Phong khen ngợi. Khúc Nhã Hân vốn làm việc ở văn phòng công tác thành phố Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Cô được điều tới văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô làm phó chủ nhiệm, đãi ngộ cấp trưởng phòng. Cô vừa vui mừng cũng ôm hy vọng rất lớn vì được thị trưởng Trần nhìn chúng. Cô chỉ cần làm ra thì ai cũng biết thị trưởng Trần từ trước đến giờ ngài luôn mạnh mẽ để bạt người trung thành với y. Cô ở Hội Liên hiệp Phụ nữ tuy rằng cũng được nhưng không thể coi là quá tốt. May mắn được thị trưởng Trần nhìn chúng thì cô nhất định phải làm thật tốt, qua đó báo đáp ơn chi ngộ của thị trưởng Trần. So sánh với việc Khúc Nhã Hân ở đơn vị cũ coi như cũng được thì Ngô Cảng Đắc lại thảm hơn. Y mặc dù là một phó trưởng phòng quản lý thành phố Cục Quản lý Đô thị thành phố, nhưng từ trước đến giờ lại bất hòa với phó cục trưởng chủ quản Vương Đại Hải, luôn bị phó cục trưởng Vương này chèn ép. Thực ra cục trưởng có quan hệ khá tốt với y, nhưng người kia càng có quan hệ tốt hơn với phó cục trưởng. Vì thế y đành phải không giúp ai, cuối cùng Ngô Cảng Đắc thường xuyên bị làm khó dễ. Ý đồ của phó cục trưởng Vương Đại Hải thì Ngô Cảng Đắc cũng hiểu, đây chính là muốn mình gặp khó khăn, nhưng không muốn một gậy đánh chết. Con cóc rơi xuống chân không cắn chết người cũng đáng ghê tởm mà. Ngô Cảng Đắc không phải không muốn làm hòa quan hệ với Vương Đại Hải. Chẳng qua không biết sao Vương Đại Hải căn bản không hài lòng với y, không vừa mắt với y, coi như không thấy ý muốn làm hòa của y, dù y có mang quà tới cũng từ chối ngay ngoài cửa. Điều này làm Ngô Cảng Đắc cảm thấy rất tức giận, cảm thấy Vương Đại Hải thật quá đáng nên quyết định cùng lắm ông điều đi. Chẳng qua tức thì nói như vậy, nhưng thật sự muốn điều đi là dễ hay sao? Ngô Cảng Đắc không có biện pháp gì đành phải ngoan ngoãn như con rùa rụt cổ sống qua ngày. Không ngờ đột nhiên có một ngày thị trưởng Trần từ trên trời xuất hiện và điều y tới văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô làm phó chủ nhiệm. Điều này làm Ngô Cảng Đắc rất vui mừng, y từ trước đến giờ không biết thị trưởng Trần, cũng không biết thị trưởng Trần là như thế nào lại chọn mình. Trước đây nghe nói thị trưởng Trần chọn nhân tài luôn là phá cách, không ngờ việc này lại rơi xuống người mình. Ngô Cảng Đắc đến văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô như cá gặp nước, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền. Thị trưởng Trần chỉ nói với y một câu. Buông tay làm việc, phải có ý tưởng sáng tạo. Ngô Cảng Đắc có cảm giác kẻ sĩ vì chi kỷ.
khi giải phóng mặt bằng y đều làm gương cho nhân viên, mỗi lần đều xông lên đầu tiên, không sợ rằng co với đám thanh niên khỏe mạnh, không sợ dân chúng cầm gậy gộc trong tay, cứng đối cứng. Tay y đã bị thương mấy lần, chân cũng bị khâu vài mũi, cũng cứng rắn chống trả lại. Y được Trần Phong nhiều lần khen ngợi là nhân tài tiên phong, tích cực trong văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô. Ai cũng biết thị trưởng Trần bình thường ít khen người, hơn nữa chỉ cần là người y nhìn chúng thì luôn trao trọng trách. Ngô Cảng Đắc được thị trưởng Trần khen như vậy thì cảm thấy bao uất ức trong lòng mười mấy năm qua bay hết, cả người thoải mái hơn nữa càng thêm nhiệt tình. Dù đối mặt thiên binh vạn mã y cũng không hề do dự liều chết xung phong. Lại nói hai vị phó chủ nhiệm Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc của văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô từ đầu không biết nhau chuyển thành đồng nghiệp, từ đồng nghiệp thành ngầm tranh đấu, quan hệ của hai người thay đổi khá bất ngờ. Khi mới tới văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô thì còn lo lắng nên khá khách khí, sau đó khi làm quen với công việc mới, cảm nhận được văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô này thoạt nhìn không có danh tiếng nhưng thực ra lại có quyền lực kinh người. Nhỏ từ việc giải tỏa từng gia đình, đến toàn bộ kế hoạch cải tạo thôn nội đô đều phải qua tay hai người xử lý. Một thời gian sau hai người bắt đầu từ quan hệ hòa hợp biến thành cạnh tranh gay gắt, nắm chặt quyền lực vào trong tay, không chấp nhận cho đối phương nhúng tay vào chút nào. Thời gian càng lâu, ý thức cạnh tranh của hai người càng thêm mãnh liệt. Bọn họ đều muốn làm ra thành tích tốt để thị trưởng Trần xem, chờ khi văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô giải tán còn được ở lại bên người thị trưởng Trần, còn được thị trưởng Trần giúp đỡ đưa vào một cơ quan trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Mặc dù biên chế của bọn họ vẫn còn giữ ở cơ quan cũ, nhưng chẳng may quay về còn có vị trí của mình hay không. Kết quả tốt nhất sau khi văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô giải tán là còn được ở lại Ủy ban Nhân dân thành phố. Chẳng qua hai người đều biết văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô không thuộc biên chế của Ủy ban Nhân dân thành phố, nó có thể bị giải tán bất cứ lúc nào. Như vậy nếu giải tán thì cần phải vào cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Nói cho cùng vẫn là thị trưởng Trần coi trọng ai thì nói một câu là người đó có thể được lưu lại. Hai người đều có tâm tư về việc này, đều muốn tiến vào một cơ quan tốt. Cho dù không được đề bạt thì có thể lên làm chức trưởng phòng cũng đáng. Nhưng Ủy ban Nhân dân thành phố đã sớm kín người, đầy chỗ, làm sao còn có chỗ trống cho bọn họ. Cho nên chỉ có thể tìm mọi cách để thị trưởng Trần ghi nhớ trong lòng. Một khi có cán bộ điều đi thì thị trưởng Trần sẽ nhớ tới bọn họ. Quan hệ giữa Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc càng lúc càng khẩn trương. Hai người nghĩ đến cho dù bọn họ đều có thể được lưu lại nhưng có lẽ chỉ một người được làm trưởng phòng chính thức, rốt cuộc là ai thì phải xem biểu hiện của người đó càng tốt hơn hay không. Cho nên chẳng những ngay mặt cạnh tranh kịch liệt, khi gặp mặt cũng chỉ gật đầu nói vài câu mà thôi, sau đó vội vàng vùi đầu vào công việc. Đây là bọn họ muốn đối phương thấy mình cố gắng hơn đối phương. Ngay khi hai người đang cạnh tranh đến mức thiếu chút nữa không đội trời chung thì đột nhiên có một tin tức kinh người vô căn cứ truyền tới, văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô muốn điều thêm một phó chủ nhiệm mới tên là Hạ Tưởng. Chẳng những chỉ có hơn 20 tuổi, hơn nữa còn do thị trưởng Trần Dích danh chọn từ huyện bá tới. Hơn 20 tuổi cũng không có gì đặc biệt hơn người, mình cũng mới có 30 mà, tuổi cũng không chênh nhau là mấy mà. Khúc Nhã Hân đúng là không tin vào lời đồn về tuổi của Hạ Tưởng. Bởi vì cô luôn cho rằng cô từng này tuổi làm trưởng phòng tuy rằng không nhanh nhưng cũng không chậm, huống chi là chức trưởng phòng thực sự. Cho nên cô thà tin vào việc Hạ Tưởng là phó phòng hơn, cho rằng tuổi của y ít nhất phải 27 thì mới làm được trưởng phòng. Dựa theo thông lệ 3 năm thăng một cấp. Hạ Tưởng lên trưởng phòng thì tuổi còn lớn hơn cô, bởi cô lên làm trưởng phòng khi chưa tới tuổi đó mà. Khúc Nhã Hân cũng là thấy không được tự nhiên khi một phó trưởng phòng cùng đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm với hai người trưởng phòng bọn họ. Mặc dù văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô không có biên chế chính thức nhưng là cơ quan có thực quyền, phó phòng sao có thể ngang hàng với trưởng phòng. Cô không khỏi cảm thấy canh cánh trong lòng. Chẳng qua khi cô nghĩ đến tuy rằng Hạ Tưởng trên danh nghĩa là phó chủ nhiệm, nhưng có lẽ là do thị trưởng Trần bố trí Hạ Tưởng này đến làm người giúp cô và Ngô Cảng Đắc, lúc này cô mới cân bằng hơn một chút. Lại nghĩ tới Ngô Cảng Đắc hơn tuổi mình mới làm được trưởng phòng, cô càng yên tâm hơn. Ngô Cảng Đắc không trẻ bằng cô, Hạ Tưởng không có cấp bậc cao bằng cô, kể từ đó càng làm cho cô thêm nổi bật. Chẳng qua Khúc Nhã Hân cũng lén hỏi Cao Hải về Hạ Tưởng bao tuổi, lai lịch như thế nào. Cao Hải cũng trêu chọc và lén ám chỉ. Làm tốt công việc của mình đi. Đừng có hỏi linh tinh. Đồng chí Nhã Hân, Ủy ban Nhân dân thành phố không thể so sánh với Hội Liên hiệp Phụ nữ, ít nói làm nhiều mới là đúng.
Khúc Nhã Hân chạm vào cái đinh không rắn không mềm nên không dám hỏi thăm linh tinh. Hơn nữa ở trong Ủy ban Nhân dân thành phố ngoài thị trưởng Trần và trưởng ban thư ký Cao thì không ai biết Hạ Tưởng là ai. Khúc Nhã Hân tự an ủi mình, cho rằng địa vị của mình không thể dao động rồi thầm quan sát phản ứng của Ngô Cảng Đắc. So với Khúc Nhã Hân lo được lo mất, nếu nói Ngô Cảng Đắc không lo lắng Hạ Tưởng đến hái đào, đoạt thành quả thắng lợi là gạt người. Mắt thấy cải tạo thôn Nội Đô được một nửa, mặc dù nói thôn Đỗ gặp chuyện nhưng cũng không có chuyện gì lớn cả mà. Lừa gạt, thuyết phục dân chúng không được thì y dẫn một đám người tới dạo thì nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Bây giờ thị trưởng Trần lại muốn điều Hạ Tưởng kia tới, có phải là chuyện bé xé ra to không? Đương nhiên y chỉ có thể nghĩ trong lòng, còn ngoài miệng không dám nói ra nửa câu, miệng còn kín hơn cả Khúc Nhã Hân. Ngô Cảng Đắc cảm thấy Khúc Nhã Hân đã 30, lại có gia đình mà suốt ngày tô son, đánh phấn, khi đi đường còn cố ý ưỡn ngực lên, nhất định muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ lãnh đạo. Đáng tiếc thị trưởng Trần không hề có sở thích đó. Trưởng ban thư ký Cao có háo sắc hay không cũng không nhìn ra, nhưng cho dù có cũng sẽ không chú ý Khúc Nhã Hân đã 30 tuổi. Bây giờ nữ sinh viên bên ngoài nhiều mà, vừa trẻ vừa xinh, ai cũng có thể nói mạnh hơn Khúc Nhã Hân gấp trăm lần. Nói thật Khúc Nhã Hân tuy rằng không quá khó coi nhưng cũng không phải là loại làm người ta vừa thấy là đã muốn vật lên giường. Phụ nữ đã 30 tuổi không đoan trang, lẳng lơ, lại không gợi cảm, dáng người cũng không là lướt, dựa vào cái gì mà đòi khoe khoang chứ. Trên thế giới rất nhiều phụ nữ muốn khoe mình, nhưng hầu hết đều là lợn lành chữa thành lợn què. Vì sao? Bởi vì các cô ả này không biết ưu thế của mình ở đâu, coi mấy thứ ghê tởm thành thú vị, nghĩ thứ nhàm chán là trò cười, coi thân hình của mình là thon thả mà không biết nó như thùng phi di động. Đương nhiên thân hình Khúc Nhã Hân cũng không tới mức kém như vậy. Hoàn toàn có thể lấy chơi được, Ngô Cảng Đắc đã nhiều lần phát tiết lên người vợ mà coi đó là Khúc Nhã Hân. Chẳng qua y không quen nhìn cách ăn mặc và tác phong làm việc của Khúc Nhã Hân nên cũng rất khinh thường, cho rằng cô ả không có chút phong độ nào của đại tướng. Khi làm việc lại lôi kéo mấy ông lão, bà lão mà tâm sự việc nhà, không có hình ảnh gì của một cán bộ cả, làm mất hình ảnh của văn phòng tổ cải tạo thôn Nội Đô. Khiến cho dân chúng hiểu lầm rằng cán bộ chính quyền dễ bắt nạt, dễ nói chuyện, cho nên bọn họ mới càng lúc càng gây khó dễ, càng lúc càng loạn, đưa yêu cầu loạn lên. Điều này cũng khiến việc cải tạo thôn Nội Đô bị ngăn cản. Ngô Cảng Đắc xuất thân cục quản lý đô thị nên có suy nghĩ khá đơn giản mà thực tế. Đối phó dân chúng chính là lừa gạt, đe dọa, nếu không thì tiến lên giải tỏa mạnh, y không tin ai dám chống đối chính quyền. Không phải có một chính quyền địa phương đã đưa ra khẩu hiệu, ai dám chống đối với chính quyền sẽ cho y đen đủi cả đời sao. Nói rất hay, nói rất có khí phách, chính quyền nếu chỉ không được điêu dân thì còn cần chính quyền làm gì. Chính quyền không phải tổ chức từ thiện. Chính quyền chính là lão đại nói 102. Cho nên Ngô Cảng Đắc cũng không có suy nghĩ gì về phó chủ nhiệm mới là phó phòng Hạ Tưởng này. Y nghĩ một tên thanh niên, cấp bậc lại thấp tới làm phó chủ nhiệm thì có lợi ích gì, còn không phải làm người giúp việc cho mình sao? Dựa vào kinh nghiệm công tác quản lý đô thị nhiều năm của mình còn không thu phục được một tên thanh niên chưa đầy 25 tuổi sao? Đến lúc đó Hạ Tưởng kia nhất định sẽ nghe lời mình. Nói không chừng có thể sử dụng tốt làm khẩu súng. Có lẽ giúp y đánh ngã Khúc Nhã Hân. Khúc Nhã Hân vừa ngã, vậy trong mắt thị trưởng Trần cũng chỉ có một mình. Đến lúc đó rất có thể tiến vào văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngô Cảng Đắc tính toán rất hay. Hạ Tưởng tuổi không cao, lại từ huyện bá đi lên thì nhất định dễ dàng đối phó, có lẽ nói vài ba câu thì sẽ làm hết theo ý mình. Hơn nữa giữa đàn ông chỉ cần uống vài chén rượu là có thể xưng anh em được ngay. Cho nên Hạ Tưởng đến thì y không hề bài xích mà lại có phần mong chờ. Hy vọng Hạ Tưởng vừa đến là bị mình lừa vài câu cho choáng váng đầu óc, sau đó nghe y chỉ huy mà đấu với Khúc Nhã Hân. Đương nhiên y cũng không phải không có một chút suy nghĩ chính trị nào, y cũng âm thầm hỏi chỗ dựa của Hạ Tưởng nhưng không hỏi được gì cả. Y liền cho rằng đây là do thị trưởng Trần tự nhiên có hứng thú, không chừng có khi nào đó gặp Hạ Tưởng một lần rồi muốn điều Hạ Tưởng tới đây. Nó giống như lần trước thị trưởng Trần đưa mình tới văn phòng tổ cải tạo thôn Nội Đô vậy. Người khác còn nghĩ mình và thị trưởng Trần còn có quan hệ gì. Thực ra chính y hiểu rõ mình không có chút quan hệ nào với thị trưởng Trần. Mặc dù Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc đều biết Hạ Tưởng sẽ sắp tới nhận chức nhưng ngày cụ thể thì không ai thông báo với bọn họ. Thành phố Yến vào tháng 5 bắt đầu nóng. Đàn ông mặc áo sắn ống tay, phụ nữ gần như đều mặc váy.
Mùa xuân của thành phố Yến năm nay đến muộn, Ngô Cảng Đắc hôm nay là lần đầu mặc áo cộc tay nên thấy hơi lạnh. Ai ngờ sáng sớm vừa đi làm y liền phát hiện Khúc Nhã Hân mặc chiếc váy tới đầu gối, tất chân cũng không đi, cặp đùi trắng như tuyết như ẩn như hiện thật chói mắt làm cho y có chút không thoải mái. Ngô Cảng Đắc cười ha hả rồi nói. Phó chủ nhiệm Khúc, chiếc váy đẹp đó. Không ngờ chị đã 30 tuổi, đã có con mà còn giữ được thân hình như vậy. Chương 168, gặp chuyện bất ngờ. Nghe câu châm chọc của Ngô Cảng Đắc, Khúc Nhã Hân không hề tức giận mà nói. Phó chủ nhiệm Ngô cao tuổi rồi thì phải mặc nhiều một chút nếu không sẽ cảm lạnh đó. Ngô Cảng Đắc tức giận mỉa lại một câu. Phó chủ nhiệm Khúc không phải cũng mặc đồ như các cô gái trẻ sao? Mặc váy quá sớm cẩn thận không bị thấp khớp đó. Bây giờ còn không thấy gì nhưng vài năm nữa bị thấp khớp thì hối hận cũng không kịp. Hai người bắt đầu công kích nhau vài câu rồi cười cười đi làm việc. Hai người đã sớm quen châm chọc đối phương, cũng biết những lời này không tổn thương được đối phương, nói qua liền quên, ai mà giữ trong lòng tức giận thì người đó sẽ thua. Hơn 10 giờ, Ngô Cảng Đắc ra ngoài làm việc, Khúc Nhã Hân đang cúi đầu xem tài liệu thì đột nhiên có người gõ cửa. Cô ngồi thẳng lên vuốt lại chiếc váy rồi uy nghiêm nói. Vào đi. Đi vào là một thanh niên, dáng người không thấp trông khá tinh thần, khi cười lộ hàm răng trắng nõn. Xin hỏi chị là phó chủ nhiệm Khúc phải không? Khúc Nhã Hân ngẩn ra. Hạ Tưởng, chẳng lẽ hắn là Hạ Tưởng? Không phải chứ, sao còn trẻ như vậy, nhìn ra nhiều lắm mới 23 mà, sao có thể? Hạ Tưởng ít nhất phải tầm 27 thì cô mới thấy cân bằng trong lòng. Trong lòng cô đúng là bị đả kích mạnh vì đối phương còn quá trẻ. Khúc Nhã Hân cố cười gượng rồi nói. Là tôi, anh là ai, có việc gì? Chào chị, phó chủ nhiệm Khúc. Tôi là Trung Nghĩa Bình, được điều từ Cục Công Thương thành phố tới văn phòng tổ cải tạo thôn Nội Đô, nghe nói phải tới báo danh với chị. Trung Nghĩa Bình nói chuyện rất lễ phép làm tâm trạng Khúc Nhã Hân tốt lên. Đương nhiên còn một nguyên nhân quan trọng khác là bởi vì y không phải Hạ Tưởng. Điều này làm trái tim Khúc Nhã Hân hạ xuống. Cô thầm nghĩ Hạ Tưởng mà trẻ như Trung Nghĩa Bình đúng là trời đất không công bằng, làm sự tự tin của cô bị đả kích mạnh. Văn phòng tổ cải tạo thôn Nội Đô ngoài hai phó chủ nhiệm thì còn có hơn 10 nhân viên công tác. Bọn họ đều nghe đồn thị trưởng Trần sẽ tăng cường quyền lực cho văn phòng tổ cải tạo thôn Nội Đô, cho nên sẽ điều vài người từ mấy cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố tới. Hơn nữa còn có thêm phó chủ nhiệm Hạ Tưởng tới khiến nhân viên của văn phòng tổ cải tạo thôn Nội Đô thoáng cái tăng thêm nhiều. Khúc Nhã Hân giúp Trung Nghĩa Bình làm vài thủ tục rồi bảo sang phòng bên làm quen hoàn cảnh công việc. Cô dặn chú ý các hạng mục công việc. Sau đó về văn phòng thì cô lại phát hiện có một người đang đứng ở cửa gật đầu với cô. Khúc Nhã Hân cũng cười cười đáp lại. Tâm trạng Khúc Nhã Hân lúc này đang tốt, cô thấy người này còn trẻ hơn cả Trung Nghĩa Bình, chẳng qua đen hơn Trung Nghĩa Bình nhưng lại cao ráo và đẹp trai hơn, ánh mắt rất sáng, hơn nữa nụ cười còn có một tia chân thành, thật thà làm người ta vừa nhìn thì thấy đây là người đáng tin cậy. Được, đến một anh chàng đẹp trai. Khúc Nhã Hân mặc dù đã hơn 30 tuổi, nhưng phụ nữ vốn thích mặc đẹp, đồng thời cũng thích đàn ông bảnh bao. Khi quan sát khuôn mặt người khác phái thì đàn ông và phụ nữ không khác gì nhau, đều không tự chủ có ấn tượng tốt đối với cái đẹp khi lần đầu gặp. Cậu đến báo danh hả? Khúc Nhã Hân chủ động nói và bảo đối phương vào. Cô không nhịn nổi lén nhìn đối phương. Người này vừa đẹp trai lại khỏe mạnh, cô không khỏi thầm nghĩ phụ nữ và phụ nữ khác nhau nhiều. Đàn ông và đàn ông cũng như vậy, bây giờ xem ra đúng là thật. Người đàn ông vừa đẹp trai lại tươi sáng như thế này làm người ta vừa nhìn là thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Cô thậm chí còn chủ động rót nước cho đối phương. Ngồi đi, đừng đứng, cậu năm nay bao tuổi mà trông trẻ như vậy. Bởi vì Hạ Tưởng nên bây giờ Khúc Nhã Hân khá mẫn cảm với tuổi của người khác, cô hỏi cũng không hỏi tên mà hỏi tuổi trước. Cô cũng không thấy mình làm như vậy có gì không ổn. Người tới nhận chén nước rồi cảm ơn mà ngồi xuống. Năm nay là năm tuổi của tôi, phó chủ nhiệm Khúc, dáng lẽ mai mới là ngày tôi chính thức đi làm, chẳng qua hôm nay vừa lúc không có việc gì nên tôi tới đây làm quen hoàn cảnh và làm quen đồng nghiệp mới. Quên mất, tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Hạ Tưởng. Khúc Nhã Hân đang cầm lấy danh sách nhân viên, chuẩn bị nghe y nói tên và tiện ghi vào nhưng không ngờ hắn lại là Hạ Tưởng. Hắn sao có thể là Hạ Tưởng? Một tay Khúc Nhã Hân cầm danh sách. Một tay cầm bút đứng sau bàn làm việc mà hai mắt mở to, miệng hé ra không thể tin nhìn chằm chằm vào thanh niên đẹp trai trẻ tuổi trước mặt mà nghĩ.
Hạ Tưởng phó chủ nhiệm trẻ tuổi. Hạ Tưởng chẳng những dễ nhìn hơn cô nghĩ, hơn nữa còn nói cái gì 5 tuổi, vậy không phải 24 sao? Phó chủ nhiệm 24 tuổi được thị trưởng Trần chỉ đích danh mang từ huyện bá tới văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô làm phó chủ nhiệm khác hẳn so với tưởng tượng của Khúc Nhã Hân. Hạ Tưởng này cười rất chân thành, tươi sáng trông như một cậu thanh niên. Hắn lại đứng trước mặt cô khiến cô bất ngờ không kịp đề phòng và thấy mình đang nằm mơ. Không biết là làm cô choáng do vẻ ngoài của Hạ Tưởng hay là tuổi của y quá trẻ nằm ngoài suy đoán của mọi người. Hạ Tưởng có chút kinh ngạc vì Khúc Nhã Hân thất thần. Hắn đương nhiên không đoán được suy nghĩ trong lòng cô. Hắn chỉ cười thầm trong lòng vì biểu hiện của Khúc Nhã Hân mà thôi, nhưng vẫn đứng đó chờ cô tỉnh lại. Khúc Nhã Hân rất nhanh cảm thấy mình thất thần, cô vội vàng cười và đưa tay ra. Thì ra là phó chủ nhiệm Hạ, chào mừng, chào mừng. Sao không gọi điện trước để tôi bố trí? Anh xem, ngay cả bàn làm việc của anh cũng chưa dọn xong. Văn phòng không quá lớn, đặt 3 bàn làm việc thì hơi chật. Bàn làm việc của Khúc Nhã Hân nằm ở trong cùn cạnh cửa sổ, trên bàn đặt văn bản được sắp xếp ngay ngắn. Đối diện với bàn làm việc của cô, cách khoảng 1 mét là một bàn làm việc còn khá lộn xộn, hơn nữa trên mặt đầy bụi, thậm chí ngay cả ghế cũng có tàn thuốc, trên bàn đặt một chiếc cốc thủy tinh cáu bẩn không nhìn ra màu sắc. Không cần phải nói đây nhất định là bàn làm việc của phó chủ nhiệm Ngô Cảng Đắc xuất thân từ Cục Quản lý Đô thị. Còn có một bàn làm việc rõ ràng mới chuyển tới, bên trên có lớp bụi, chiếc bàn hơi cũ, có chỗ đã bị bong chóc. Ghế cũng là ghế cũ và cứng. So sánh với ghế xoay mềm mại của Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc đúng là không cùng cấp bậc. Hạ Tưởng xua tay nói. Phó chủ nhiệm Khúc khách khí rồi, tôi tới đền làm việc, không chú ý nhiều như vậy. Cho tôi mượn chiếc khăn dùng một chút, tôi lau một chút bàn làm việc này là được mà. Hạ Tưởng lấy một chậu nước rồi thấm khăn mà cẩn thận lau sạch sẽ từng ngõ ngách của chiếc bàn. Y cũng lau cả trong ra ngoài chiếc ghế khiến Khúc Nhã Hân không nhúng tay vào không khỏi thầm than, ai nói đàn ông làm việc không cẩn thận. Tiểu Hạ, không, phó chủ nhiệm Hạ làm việc càng thêm cẩn thận và kiên nhẫn. Chẳng qua mặc dù Khúc Nhã Hân nhìn Hạ Tưởng thấy rất thuận mắt, lại thấy hắn rất chịu khó mà trong lòng vẫn không thể chấp nhận sự thật về tuổi của hắn. 24 tuổi đã là phó trưởng phòng, còn muốn người ta sống hay không? Không biết hắn ở huyện bá có chức vụ gì? Hắn và thị trưởng Trần có quan hệ gì không? Dù sao tài liệu về Hạ Tưởng thì Khúc Nhã Hân vẫn không đủ cấp bậc để tiếp xúc. Cao Hải không nói rõ làm cô cũng biết điều mà không dám hỏi nhiều. Hạ Tưởng đang vùi đầu làm việc thì không chú ý có một người đang vội vàng từ ngoài xông vào. Y vừa xông vào đã trừng mắt nhìn hắn mà nói. Cậu tên gì, rảnh rỗi không có việc gì liền ở đây mà lau bàn hả? Mau ra ngoài, có xe đợi đưa tới thôn Đỗ. Thôn Đỗ xảy ra chuyện. Hạ Tưởng không thèm để ý đến thái độ kẻ cả của người kia. Hắn đang giật mình, sự kiện thôn Đỗ sau khi hắn thầm điều hòa, lại khiến Lý Hồng Giang tiếp cận công ty xây dựng Phương Nam, vì thế công ty xây dựng Phương Nam đã không hề âm thầm gây rối nữa. Một bộ phận của công ty xây dựng Phương Nam lưu lại ở thành phố Yến làm việc dưới chỉ đạo của Lý Hồng Giang. Một bộ phận được Lý Hồng Giang đưa tới một công trường ở Nội Mông. Không có công ty xây dựng Phương Nam ủng hộ sau lưng thì thôn Đỗ còn có thể gây động tĩnh gì chứ? Phải nói mùa đông năm trước việc giải phóng mặt bằng và cải tạo thôn Đỗ đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Ngoài 5-6 nhà phải cưỡng chế ra, còn đâu về cơ bản đều đã rời khỏi nhà cũ. Nhà dân gần như đã được san bằng. 5-6 hộ bị cưỡng chế chủ yếu là do muốn thêm tiền bồi thường mà thôi. Chẳng qua giải quyết cũng không hề khó, cắt điện, cắt nước và phát âm thanh công suất lớn là không lâu sau sẽ giải quyết được vấn đề. Không ai chịu được không có điện, không có nước, suốt ngày lại có tiếng nổ ầm ầm như máy bay. Một thời gian thì người sắt cũng có thể bị tiếng ồn biến thành thần kinh. Nếu Hạ Tưởng không nhớ lầm thì Lý Hồng Giang đã theo đúng nguyện vọng lên làm phó tổng giám đốc công ty xây dựng số 2. Khi y gọi điện cảm ơn thì cũng đã nói bây giờ mình có quan hệ rất tốt với công ty xây dựng Phương Nam. Người phụ trách của công ty này Viên Bảo Bình cứ vài hôm lại mời Lý Hồng Giang đi nhậu nhẹt. Trong điện thoại Lý Hồng Giang còn nói tới chuyện thôn Đỗ. Trong một lần uống say, Viên Bảo Bình cũng đã lộ miệng thừa nhận y tham gia vào việc thôn Đỗ. Chẳng qua bây giờ đã hoàn toàn rút khỏi thôn Đỗ, bây giờ đã không cần dở trò nữa. Lúc ấy là trước Tết âm lịch. Nói cách khác đến bây giờ đã trôi qua 3-4 tháng, sao thôn Đỗ còn có vấn đề chưa giải quyết hết sao? Hạ Tưởng có chút buồn bực rồi thuận miệng hỏi một câu. Cụ thể xảy ra chuyện gì?
còn có người chưa chịu giải tỏa sao? Bên thôn Đỗ do công ty nào xây dựng, dự định xây dựng những gì? Văn phòng quản lý giải tỏa và văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô thành phố Yến không có quan hệ trực thuộc gì cả. Đương nhiên theo cấp độ thì văn phòng quản lý giải tỏa có cấp bậc cao hơn, cũng có biên chế chính quy. So sánh với văn phòng quản lý giải tỏa thì văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô càng giống một tổ chức dân gian hơn. Cách cải tạo và giải phóng mặt bằng của văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô hơi khác. Giải phóng mặt bằng bình thường nếu có nhà đầu tư tham gia sẽ trực tiếp để nhà đầu tư tiến hành đàm phán, mặc cả với các hộ được giải tỏa. Bên giải phóng mặt bằng chỉ cần phối hợp xử lý là được. Cải tạo thôn nội đô là việc do một tay Trần Phong dựng lên, là việc quy hoạch toàn thành phố. Sau khi giải phóng mặt bằng thì phải xây dựng khu dân cư mới sẽ có nhà đầu tư phụ trách. Mà có thôn nội đô sau khi giải phóng mặt bằng sẽ được cải tạo thành công viên, công trình công cộng, thậm chí còn có thể tạm thời để đó không dùng, lúc này không có nhà đầu tư tham gia giải phóng mặt bằng. Như vậy việc cải tạo, giải phóng mặt bằng đều do văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô ra mặt áp dụng biện pháp hoặc quang minh hoặc không khiến các hộ đi vào khuôn khổ. Từ phương diện này cũng có thể nói văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô như tay đấm khi giải phóng mặt bằng. Nhưng Trần Phong không biết xuất phát từ suy nghĩ gì mà lại khiến Cao Hải trực tiếp lãnh đạo văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, mà không cho phòng giải phóng mặt bằng tiếp nhận. Có lẽ thị trưởng Trần cho rằng tác phong quan liêu nặng về hình thức trong giải phóng mặt bằng là không dễ thực hiện, còn có thể dễ dàng bị kẻ có ý đồ xấu dắt mũi. Cho nên y mới lập riêng một tổ cải tạo độc lập với phòng giải phóng mặt bằng, chuyên môn đối phó các sự kiện khó khăn. Hạ Tưởng mặc dù từng nghiên cứu tổ cải tạo và giải phóng mặt bằng, cũng thầm nhúng tay vào thôn Đỗ, nhưng cụ thể về việc cải tạo ở thôn Đỗ thì hắn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu. Hắn về thành phố Yến vài ngày liền vội vàng tìm nhà ở, lại gặp một ít bạn bè, còn phải đi chơi với Tào Thù Lê, rồi tới Tào gia làm khách, lịch của hắn kín sạch. Hôm nay hơi rảnh một chút nên dự định tới văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô làm quen hoàn cảnh một chút, không ngờ còn chưa kịp lau bàn làm việc xong đã gặp tình hình khẩn trương. Ngô Cảng Đắc vội vàng về tìm người giúp. Khi thấy Hạ Tưởng còn trẻ lại ngồi xổm trên mặt đất lau bàn nên đương nhiên cho là nhân viên mới tới nên rất không kiên nhẫn xua tay nói. Cậu là ai? Bảo cậu làm việc thì làm đi, sao nói nhiều thế làm gì? Mau lên xe. Khúc Nhã Hân vốn định nhắc nhở Ngô Cảng Đắc một chút đừng bị vẻ ngoài trẻ tuổi của Hạ Tưởng đánh lừa, đó là phó chủ nhiệm mới nhận chức đó. Chẳng qua thái độ và cách nói chuyện của Ngô Cảng Đắc thì cô lại muốn đối phương làm mất lòng Hạ Tưởng. Ba người không chơi với nhau. Ba phó chủ nhiệm thường có hai người hợp lại đối phó một người. Hạ Tưởng còn trẻ đã là phó trưởng phòng, so sánh thì sức cạnh tranh kém hơn Ngô Cảng Đắc. Vậy mình lôi kéo Hạ Tưởng và làm yếu Ngô Cảng Đắc, việc tốt như vậy sao không làm? Vì thế cô giả vờ không nghe thấy Ngô Cảng Đắc mà cười cười xin lỗi với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không phải trẻ con, cũng không phải vừa vào quan trường. Hắn từ việc thấy bàn Ngô Cảng Đắc rất bẩn mà Khúc Nhã Hân không ra tay lau dọn và thu thập giúp là biết hai người này không hợp. Hắn cũng biết Khúc Nhã Hân cố ý không nói ra thân phận của mình chính là có ý đồ gì. Hạ Tưởng đi theo Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc lên một chiếc xe tải nhanh như chớp chạy tới thôn Đỗ. Thôn Đỗ ở phía tây bắc thành phố Yến, nằm trong vị trí đường Nhị Hoàn khá được. Cả khu vực thôn Đỗ này bây giờ đã là mảnh hoang tàn đổ nát, gần như không có chỗ đặt chân. Ở trong đống đổ nát này có một căn nhà ba gian cô đơn đứng đó như một chiếc thuyền nhỏ đáng thương giữa biển khơi. Trên đường đi, Hạ Tưởng đã từ những câu mắng của Ngô Cảng Đắc mà nghe ra chân tướng sự việc. Trong nhà dân là một bà lão ốm đau nằm liệt giường. Bà ta có ba đứa con nhưng không ai ở bên cạnh. Một người ở Bắc Kinh, một ở Thượng Hải, một ở Quảng Châu. Con trai lớn nhất ở Bắc Kinh là phóng viên, con thứ hai làm luật sư ở Thượng Hải. Con thứ ba làm bác sĩ ở Quảng Châu. Bà lão vốn đồng ý việc thành phố bố trí chia cho mình một căn nhà 100 mét vuông mới, nhưng không ngờ bình thường bị bệnh không thấy ba người con. Bây giờ bỗng nhiên nghe thấy căn nhà cũ nát của bà mẹ được đổi thành căn nhà 100 mét vuông. Ba thằng con liền hợp nhau khuyên bà mẹ không chuyển đi vội, đợi bọn nó về rồi chuyển. Trước Tết ba thằng con đã về một chuyến, không biết vì nguyên nhân gì mà lại khó chịu với nhau rồi rời đi. Bà lão ốm đau không thể rời giường được, chẳng qua nghe lời đám con nên nằm ở giường không đi, không đưa ra yêu cầu gì, cũng không trả lời vấn đề gì, chỉ là chết cũng không đi. Khúc Nhã Hân cũng tốt, Ngô Cảng Đắc cũng tốt, đối phó đám vô lại hoặc ngang bướng còn có biện pháp. Nhưng đối với bà lão đau ốm nằm liệt giường lại ngậm miệng không nói thì không có biện pháp gì.
Chuyện này cứ thế kéo dài 3-4 tháng, đến tận hôm nay ba người con của bà lão lại từ ba nơi tụ tập về đây. Bọn chúng đột nhiên đề xuất muốn gặp thị trưởng Trần, nếu không đừng nói chuyện. Ngô Cảng Đắc vừa lúc thấy liền đi lên lý luận, ba thằng con có người là phóng viên, luật sư, bác sĩ nên biết ăn nói, lại hiểu pháp luật, lại có kỹ xảo đàm phán. Ngô Cảng Đắc là người xuất thân bên quản lý đô thị, đối phó đám kinh doanh nhỏ, người bán hàng không có văn hóa thì còn được, nhưng đối phó ba nhân vật trí thức này thì kém quá xa. Người con lớn động tí là kêu gọi truyền thông trung ương vào làm Ngô Cảng Đắc sợ hãi về gọi cứu viện. Hạ Tưởng nhìn ba người đàn ông trước mặt, con cả Ngô Lương trông khá nhanh nhạy, chỉ là trong mắt thường xuyên lộ ra một tia giảo hoạt và cảnh giác, vừa mở miệng là không ngừng nói lời kiêu căng. Con thứ hai Ngô Đạo mang cặp kính gọng vàng, chẳng qua trong đôi mắt tam giác luôn âm thầm đánh giá người khác, giống như muốn thấy hết bí ẩn của người ta vậy, nói chuyện cũng luôn ra vẻ vài câu. Con thứ ba Ngô Tâm trông khá bình thường, không thấy có gì đặc biệt. Nhưng chỉ có điều hai tay y theo thói quen bỏ trong túi như giữ bảo bối không dám bỏ ra. Y nói giọng Quảng Châu rất đúng tiêu chuẩn, nếu không phải y có khuôn mặt điển hình người miền Bắc thì chỉ nghe y nói sẽ nghĩ y là người Quảng Châu. Ngô Cảng Đắc vừa đến gần liền cố ý đi chậm lại. Xem ra tranh cãi lần trước y bại quá thảm. Khúc Nhã Hân rất khó chịu nhìn Ngô Cảng Đắc rồi đi tới trước mặt ba người nói. Ba vị có yêu gì có thể trực tiếp nói với tôi. Tôi có thể chuyển lên lãnh đạo cấp trên. Lãnh đạo sẽ cho các anh câu trả lời thuyết phục. Tôi họ Khúc, là phó chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô. Hạ Tưởng đứng dưới Khúc Nhã Hân nửa người để tôn cô lên, lại khiến cô không cảm thấy mình chiến đấu một cách đơn độc. Khúc Nhã Hân tự nhiên cũng nhận ra Hạ Tưởng ủng hộ nên gật đầu nhìn hắn với ánh mắt khen ngợi và cảm kích. Ngô Lương tiến lên một bước, nghiêm túc nói. Tôi là phóng viên báo Trung ương, các người giải phóng mặt bằng với cách dã man, đánh ngã mẹ tôi xuống giường. Tôi mãnh liệt yêu cầu thành phố cho mẹ tôi một câu trả lời thuyết phục, nếu không tôi sẽ đưa hành vi xấu xa của các người lên báo chí quốc gia. Ngô Đạo đẩy gọng kính rồi gần từng chữ một. Theo tôi biết các người khi giải phóng mặt bằng đã có mâu thuẫn với quy định pháp luật của quốc gia. Nếu như làm căng và kiện ra tòa thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ thua cuộc, lúc ấy thị trưởng cũng không có mặt mũi. Thái độ của Ngô Tâm còn được một chút, y cười nói. Như vậy đi, chúng tôi không muốn tốn thời gian với các người. Trực tiếp gọi thị trưởng của các người đến nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi cũng không phải người cố tình gây sự, chỉ là muốn các người có tinh thần chịu trách nhiệm. Khúc Nhã Hân rất bình tĩnh nói. Bà lão mấy tháng trước đã ký thỏa thuận với thành phố, chính miệng bà cũng đồng ý chuyển đi. Do thành phố thấy bà bị bệnh nên mới không dục chuyển đi. Quyền sử dụng đất là của bà, nên bà ký tên sẽ có hiệu lực. Các anh tuy là con của bà nhưng vẫn do bà quyết định. Ngô Đạo đắc ý cười nói. Điều khoản không công bằng cũng vô ích, vừa đưa ra tòa án sẽ bị phán là không có hiệu lực. Vừa nãy lão Tam đã nói mời thị trưởng các người lại đây. Ba người chúng tôi sẽ nói chuyện với y, cô không đủ cấp bậc, không có quyền quyết định, đừng tốn thời gian. Khúc Nhã Hân hơi tái mặt nói. Thị trưởng Trần bận xử lý nhiều việc lớn, việc nhỏ gì cũng phải phiền đến thị trưởng thì cần nhân viên công tác như chúng tôi làm gì. Ngô Tâm không cho là đúng mà nói. Thị trưởng thì sao chứ? Thị trưởng ở trên cao và thấy dân chúng dễ bắt nạt ư. Không sợ nói cho cô biết, tôi ở bệnh viện thì đừng nói là thị trưởng. Dù là bí thư thành ủy, bí thư tỉnh ủy thấy tôi còn phải ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi muốn làm gì thì làm. Cho nên nói công tác sẽ không chia ra cao thấp. Phó chủ nhiệm Khúc, cô đừng phí công làm gì, về đi. Chương 169, cần thủ đoạn nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Khúc Nhã Hân coi như khá có trách nhiệm nghề nghiệp. Cô bắt đầu kiên nhẫn giải thích với ba người kia về các chính sách và quy định liên quan với công tác giải phóng mặt bằng của thành phố. Ba người kia đều ra vẻ rất nhẫn nại mà nghe. Nghe cô nói xong, Ngô Lương xua tay nói. Được rồi phó chủ nhiệm Khú, công tác của cô đã xong, cũng coi như hết lòng vì công việc. Có lẽ cũng không ai trách cô có thể về được rồi. Chúng tôi cũng không cần phải làm khó cô. Khúc Nhã Hân đúng là chưa bao giờ gặp kẻ dầu muối cũng không vào như vậy, không đưa ra yêu cầu gì mà chỉ nói muốn gặp thị trưởng. Cô có chút tức giận nói. Chính sách của thành phố không phải nói sửa là sửa ngay được. Thành phố vốn còn nể tình vì bà lão có bệnh nên vẫn cung cấp điện nước, bây giờ xem ra các anh muốn ép thành phố dùng biện pháp mạnh phải không? Hạ Tưởng biết Khúc Nhã Hân đấu không lại ba người này.
Một lúc lâu mà cô còn không hiểu ý đồ thật của bọn họ sao? Hắn khẽ kéo ống tay Khúc Nhã Hân rồi nhỏ giọng nói. Phó chủ nhiệm Khúc, để tôi nói chuyện với bọn họ vài câu, chị nghỉ một chút đi. Khúc Nhã Hân thầm nghĩ rằng chỉ bằng tên thanh niên Hạ Tưởng này mà có thể nói qua ba người bọn họ sao? Ba người bọn họ không hề nóng nảy, lại có thân phận, lại quen gặp tình hình. Đừng nói Hạ Tưởng từng đó tuổi, dù là thị trưởng Trần ra mặt cũng chưa chắc làm gì được bọn họ. Chẳng qua Hạ Tưởng dù sao cũng là phó chủ nhiệm, hắn yêu cầu ra mặt giải quyết vấn đề thì cô không có lý do gì từ chối. Cô liền gật đầu đồng thời cũng thấy hơi mệt nên lui ra sau một bước đứng cạnh Ngô Cảng Đắc. Ngô Cảng Đắc thấy Hạ Tưởng ra mặt mới nhớ còn không biết hắn là ai, tên là gì. Y liền hỏi Khúc Nhã Hân. Cô sao lại để một nhân viên đi lên? Không phải cố ý làm chúng ta mất mặt đó chứ? Đúng, hắn tên là gì? Khúc Nhã Hân không trả lời câu hỏi của Ngô Cảng Đắc mà nói lảng sang chuyện khác. Thử một lần vẫn tốt hơn mà, chẳng lẽ thật sự muốn mời thị trưởng Trần ra mặt sao? Chuyện này mà cần thị trưởng Trần giải quyết thì hai người chúng ta chuẩn bị nghỉ việc đi. Ngô Cảng Đắc im miệng nhưng trong lòng không cho là đúng. Thực ra Khúc Nhã Hân cũng không ôm hy vọng gì với Hạ Tưởng. Rõ ràng ba anh em kia đã sớm bàn với nhau, chính là cố ý gây chuyện, không đáp ứng yêu cầu của bọn họ thì bọn họ sẽ không dễ dàng nhân nhượng. Một phóng viên, một luật sư, một bác sĩ đều là nhân vật khó đối phó. Hạ Tưởng đi lên trước một bước, rất nhiệt tình bắt tay ba người. Tôi thay mặt văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô thành phố Yến chào mừng ba vị đi xa về với quê hương. Thay đổi của thành phố Yến bây giờ có thể dùng từ long trời lở đất để hình dung. Ba vị có thể thấy thành phố Yến đang lấy diện mạo mới để chào đón ngày mai. Ba vị nếu muốn cống hiến một chút cho dân chúng quê hương thì tin rằng về thành phố Yến nhất định sẽ làm được nhiều việc. Ngô Đạo có chút khó chịu vì sự nhiệt tình của Hạ Tưởng. Đừng ra vẻ thần bí, có gì thì nói. Hạ Tưởng nhìn ba người, tuy rằng trên mặt hắn nở nụ cười chân thành, chất phác nhưng ba người kia không khỏi run lên như bị hắn nhìn thấu tâm can vậy. Có phải phóng viên của báo Tiến Bộ Trung Hoa tòa soạn báo cấp quốc gia phải không? Hạ Tưởng hỏi Ngô Lương. Ngô Lương thận trọng gật đầu. Anh Ngô Đạo, anh là luật sư của đoàn nào? Hội đồng luật sư Đức Tể Thiên Hạ. Ngô Đạo cũng không rõ Hạ Tưởng hỏi như vậy là có ý gì nhưng cũng không phải giấu. Huống chi cơ quan y làm là một hội đồng luật rất có tiếng tăm. Anh Ngô Tâm làm bác sĩ ở bệnh viện nào vậy? Bệnh viện Lam Thiên, tôi nói anh là ai, hỏi nhiều như vậy có tác dụng gì? Không có thị trưởng các người đến đây thì về hết đi, chúng tôi không nói chuyện thêm với các người nữa. Ngô Tâm cuối cùng đã rút tay trái ra khỏi túi áo vung lên đầy khí thế. Hạ Tưởng quay đầu lại nhìn thanh niên đi sát cạnh mình mà nói. Cậu tên gì? Cậu thanh niên vội vàng cười nói. Tôi tên Trung Nghĩa Bình mới tới, xin hỏi lãnh đạo có chỉ thị gì? Tên này đúng là có ánh mắt, Hạ Tưởng thầm nghĩ rồi gật đầu nói. Đã ghi rõ đơn vị công tác của ba vị này chưa? Ghi rõ vào, lát về nhắc tôi một chút, tôi sẽ báo cáo với trưởng ban thư ký cao, để trưởng ban thư ký cao lấy danh nghĩa Ủy ban Nhân dân thành phố gửi văn bản tới ba chính quyền mấy nơi kia hỏi xem Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo ba đơn vị bọn họ. Hỏi xem ba người bọn họ từ xa như vậy đến ngăn cản chính sách quy hoạch của thành phố Yến là có ý gì. Trung Nghĩa Bình tuy rằng không rõ lai lịch của Hạ Tưởng, nhưng nhìn dáng vẻ và giọng điệu của hắn, lại thấy phó chủ nhiệm Khúc cũng khá kính trọng hắn, vì thế y liền biết đây là lãnh đạo nên vội vàng lấy sổ ra và ghi lại. Vâng, thưa sếp tôi đã nhớ kỹ. Có tên của bọn họ thì dễ thực hiện thôi. Ngô Cảng Đắc thầm nói trong lòng hắn là ai, ra vẻ lãnh đạo ư. Lãnh đạo ai? Chẳng qua y cũng biết lúc này cần phải nhất trí với Hạ Tưởng cho nên phải nhịn không nói. Chờ lát nữa xong sẽ về tính toán. Ngô Lương vừa nghe thấy vậy liền hét lên. Anh muốn làm gì, anh đây là uy hiếp chúng tôi. Giỏi, tôi bây giờ liền cho anh gọi thẳng tới tòa soạn của tôi xem anh dám không. Tôi cũng không tin anh có thể duỗi tay tới tòa soạn báo cấp quốc gia chúng tôi. Anh chẳng qua chỉ là thuộc đơn vị kém vài cấp mà thôi. Không cần. Tôi biết số điện thoại của Phó Tổng Biên tập Diêm Diêm Hải Yến của báo anh, còn gặp một lần. Hạ Tưởng không hề do dự rút điện thoại di động ra gọi cho Lý Đinh Sơn. Phó Tổng Biên tập báo Tiến Bộ Trung Hoa Diêm Hải Yến mùa đông năm trước do Lý Đinh Sơn muốn tuyên truyền huyện bá nên y đã tự mình tới. Lý Đinh Sơn cũng đã ra mặt tiếp khách, Diêm Hải Yến và Lý Đinh Sơn có quan hệ coi như cũng được.
Y ở huyện bá 3 ngày, hầu hết thời gian đều là Hạ Tưởng đi cùng. Nói gặp mặt là khiêm tốn, thực ra Diêm Hải Yến lúc ấy có ấn tượng tốt đối với Hạ Tưởng. Hai người nói chuyện khá hòa hợp. Hạ Tưởng không trực tiếp gọi cho Diêm Hải Yến mà gọi cho Lý Đinh Sơn. Thứ nhất là hắn tôn trọng Lý Đinh Sơn, thứ hai là hắn biết do Lý Đinh Sơn nói chuyện với Diêm Hải Yến thì sẽ có trọng lượng hơn mình nhiều. Ngô Lượng thấy Hạ Tưởng chẳng những trực tiếp gọi được tên phó tổng biên tập của mình ra, còn lấy điện thoại ra gọi, không hề có ý bàn bạc gì cả nên y có chút sợ hãi. Y vội vàng nói, cái này, anh có thể chờ một chút để chúng tôi làm rõ chuyện rồi nói không, đừng động tí là ảnh hưởng tới lãnh đạo. Ngô Đạo và Ngô Tâm cũng khá lo lắng. Nếu như Ủy ban Nhân dân thành phố Yến gửi công văn tới lãnh đạo đơn vị bọn họ, dù với thái độ gì thì lãnh đạo cũng nhất định sẽ rất khó chịu với bọn họ. Lãnh đạo không có tâm tư vì chuyện ở thành phố Yến xa xôi mà phiền lòng. Ủy ban Nhân dân thành phố Yến gửi công văn tới mặc dù có thể bỏ qua nhưng truyền ra sẽ ảnh hưởng không tốt đối với hình ảnh của lãnh đạo. Nếu chẳng may lãnh đạo có họ hàng gì ở thành phố Yến, hoặc là sau này thành phố Yến bởi vì chuyện của bọn họ khiến cho Ủy ban Nhân dân thành phố Yến có ấn tượng không tốt, vậy lãnh đạo không trách bọn họ thì trách ai? Ngô Đạo và Ngô Tâm không hẹn mà cùng nhìn nhau và nghĩ thằng danh này là ai mà lại dở chiêu cao như vậy. Hai người còn chưa kịp mở miệng giảng hòa thì Hạ Tưởng đã gọi điện xong. Lý Đinh Sơn trả lời rất rõ ràng. Cậu chờ một chút, tôi lập tức gọi điện cho Diêm Hải Yến rồi sẽ gọi cho cậu. Hạ Tưởng tươi cười nói. Nói cũng đúng, không phải động việc là nên ảnh hưởng tới lãnh đạo. Thị trưởng Trần bận như vậy mà các anh muốn gặp ngài, đây không phải là cố ý gây rối sao? Nói xong hắn xa sầm mặt nói. Ba vị bình thường ở bên ngoài, mẹ ốm đau liệt giường không có ai ở bên chăm sóc, hiếu thuận. Bây giờ lại từng tên một tranh nhau chạy tới, còn muốn lấy căn bệnh của mẹ mà uy hiếp Ủy ban Nhân dân thành phố sao? Hành vi ác như vậy còn dám ăn nói hùng hổ, lấy lý do. Một tên lấy thân phận phóng viên mà uy hiếp, một người lấy thân phận luật sư luôn mồm nói phải kiện ra tòa án. Còn có một người là bác sĩ gặp qua bao quan to. Đúng là các người có sự nghiệp thành công, rất oai phong, nhưng các người có nghĩ khi mình được nở mày nở mặt thì mẹ các người một mình ốm đau ở trên giường và rất cần con ở bên chăm lo an ủi, các người ở đâu? Hạ Tưởng nhìn chằm chằm ba người đang có chút đỏ mặt, giọng càng thêm nghiêm khắc hơn. Học có thành tích đền đáp quốc gia là đúng, nhưng đừng quên bố mẹ đã sinh ra và nuôi lớn các anh. So với việc lấy danh nghĩa đền đáp xã hội mà kiếm tiền, khiến mình sống cuộc sống gọi là hơn người khác, các anh lại vứt người mẹ khổ sở nuôi lớn mình sang bên, cũng không an ủi bà một câu. Các người thì hay rồi, lúc cần các anh hiếu thuận thì không thấy một ai. Bây giờ nhìn thấy có lợi, thấy nhà mẹ mình có thể đổi sang căn nhà tốt hơn thì từng tên một nhảy ra, lấy bệnh tình của mẹ mà chống đối chính quyền, uy hiếp xã hội. Các người đặt tay lên ngực mình mà hỏi xem có biết cái gì là chữ hiếu không? Còn biết cái gì là cống hiến không? Hạ Tưởng không cho ba người cơ hội thở và phản bác. Hắn cầm điện thoại di động rồi nói. Còn muốn uy hiếp đưa chuyện ra truyền thông trung ương sao? Anh cho là mình có truyền thông trung ương sẽ ủng hộ một người không biết hiếu thảo với mẹ, sẽ tuyên dương y dùng bệnh tình của mẹ mà đối đầu với chính sách địa phương sao? Tôi thấy báo chỉ tỉnh tôi sẽ rất hứng thú với bài ba người con thành công làm như thế nào lấy bệnh tình của mẹ mà uy hiếp, mặc cả với Ủy ban Nhân dân thành phố. Hắn lập tức gọi cho Đỗ Đồng Quốc mà nói. Tiểu Đỗ, là tôi. Có một chuyện như vậy, tôi thấy có một đề tài rất hay để đưa lên. Làm nhất định sẽ đề cao được sản lượng tiêu thụ của báo. Được, tôi ở thôn Đỗ, anh mau lại đây. Ngô Lương hùng hổ nói. Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Y chưa kịp nói thêm thì đột nhiên thấy điện thoại di động vang lên, y mở ra nghe, mặt tái mét rồi liên tục gật đầu nói. Là tôi hiểu, tổng biên tập Diêm, tôi biết chừng mực. Ngô Lương sợ sệt xoay người nói với Ngô Đạo và Ngô Tâm mà nói. Tổng biên tập Diêm rất tức giận, y nói với giọng rất nghiêm khắc, nếu nói anh còn lấy danh nghĩa phóng viên tòa soạn báo mà đàm phán với chính quyền thành phố Yến thì sẽ xử phạt anh. Làm sao bây giờ? Ngô Đạo và Ngô Tâm có chút sợ hãi địa nhìn Hạ Tưởng. Ba người liền nhỏ giọng nói một lúc, cuối cùng Ngô Đạo ra mặt nó. Ba anh em chúng tôi đã bàn, không có đòi thị trưởng Trần ra mặt nữa. Nhưng tiền bồi thường cho mẹ tôi quá thấp, ít nhất phải cho chúng tôi ba căn nhà, nếu không đồng ý điều kiện của chúng tôi sẽ không đồng ý giải phóng mặt bằng. Hạ Tưởng lập tức từ chối. Không làm được,
Bồi thường giải phóng mặt bằng là chính sách chung mà thành phố đặt ra, không cần thiết phải sửa đổi, càng không vì ba người các anh mà thay đổi. Hơn nữa bà lão lúc ấy đã ký vào biên bản, đưa ra tòa án cũng phải tôn trọng. Muốn đối đầu thì chúng tôi sẵn sàng tiếp. Ngô Đạo rất tức giận nói. Anh đừng ép người quá đáng. Ép người quá đáng là các anh, tuyệt tình tuyệt nghĩa là các anh. Chờ một lát phóng viên báo Triều Tỉnh Yến tới chụp ảnh một chút, đến lúc đó tổ chức một vài phóng viên đến cơ quan các vị, phân biệt phỏng vấn lãnh đạo các vị, xâm nhập tìm hiểu tin tức về cách làm việc, làm người của ba vị. Sau đó đưa tin ba người có bằng cấp cao, được người tôn kính làm như thế nào công nhiên đối đầu Ủy ban Nhân dân thành phố, là như thế nào mặc cho tính mạng mẹ già đang đau ốm nằm trên giường, không cho nhân viên chấp pháp đưa bà lão vào bệnh viện. Ngô Tâm giận tím mặt. Mày đừng ngậm máu phun người. Hạ Tưởng cười nói. Nói thật, với những điều mà mấy người các anh đã làm, lời tôi vừa nói coi như còn nhẹ. Có cần tôi nói lời khó nghe hay không? Đỗ Đồng Quốc đúng là tới rất nhanh. Khi mấy người đang nói chuyện thì một chiếc xe bên ngoài viết báo Triều Tỉnh Yến đã tiến tới. Hai phóng viên từ trên xe đi xuống và tiến hành chụp ảnh hiện trường. Đỗ Đồng Quốc cười hì hì đi tới gần rồi nhiệt tình bắt tay Hạ Tưởng. Cậu về thành phố Yến khi nào vậy, sao không báo trước tôi một tiếng? Đúng rồi là ba người này sao? Tôi vừa rồi ở trên đường đã tra ra số điện thoại lãnh đạo bọn họ, có cần bây giờ liên lạc phỏng vấn một chút không? Không cần, không cần. Thấy thật sự là phóng viên tòa soạn báo tới, ba người đều hốt hoảng. Báo Triều Tỉnh Yến đứng về phía chính quyền địa phương là điều không cần phải suy nghĩ. Nếu phóng viên tòa soạn báo địa phương thật sự gọi điện thoại tới cho lãnh đạo của bọn họ, lãnh đạo biết tình hình thực tế không biết có thái độ gì, ba người đều có thể hiểu. Thật không ngờ tên thanh niên trước mặt nói được làm được. Không hề có phong cách làm việc nhát gan, sợ phiền phức của cán bộ chính quyền. Chẳng những nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán còn có thể vừa ra tay đã túm được nhược điểm của bọn họ, làm bọn họ dù khổ cũng không thể nói thành lời. Con người dù không sợ gì cũng có nhược điểm, cũng có điểm lo ngại. Ba người tự cho mình lấy danh nghĩa thành phố lớn. Lại ỷ vào nghề nghiệp đặc thù của mình nên nhất định có thể dọa nhân viên công chức chưa gặp bao chuyện của Ủy ban Nhân dân thành phố Yến. Chỉ cần gặp được Trần Phong thì mọi việc dễ nói chuyện rồi. Chỉ cần Trần Phong ra mặt, bọn họ tự tin có thể đưa ra được điều kiện. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên thanh niên, chỉ vài câu đã chấn được bọn họ. Hơn nữa còn có thủ đoạn ngập trời, chẳng những kinh động tới phó tổng biên tập tòa soạn báo của Ngô Lương, còn gọi một cuộc đã mời được phóng viên của báo Triều Tỉnh Yến. Một nhân viên công chức nhỏ nhoi của Ủy ban Nhân dân thành phố Yến quen phóng viên báo Triều Tỉnh Yến đã may rồi, không ngờ y còn có thể gọi được phóng viên. Ba người bị Hạ Tưởng nắm lấy chỗ hiểm. Phóng viên tòa soạn báo gọi điện tới lãnh đạo, đòi nhất định phải phỏng vấn được lãnh đạo. Cho dù không phỏng vấn được lãnh đạo thì chỉ sợ báo Triều Tỉnh Yến đưa chuyện của bọn họ lên báo, như vậy dù kiện ra tòa có thắng hay không cũng là một chuyện, chẳng qua danh tiếng của bọn họ nhất định sẽ không còn. Không cần phải nghĩ cũng biết kết quả của bọn họ chính là quả trứng gà vỡ. Ba người vội vàng tiến lên vây quanh Hạ Tưởng, nhất là Ngô Lương luôn miệng tươi cười mà nói. Cái này, tất cả đều có thể bàn bạc mà. Mọi người không cần phải làm căng như vậy có được không? Xin hỏi anh họ gì? Hạ Tưởng xua tay nói. Các anh không cần thiết phải biết tôi họ gì, việc cần làm là mau đưa bà lão vào bệnh viện, sau đó cẩn thận chăm sóc bà. Chuyện còn lại thì đừng nghĩ nhiều, mọi việc phải xử lý theo quy định. Ngô Đạo vẫn không cam tâm nói. Anh nhìn xem, bệnh mẹ tôi đã chậm chữa trị lâu như vậy, có phải nên suy nghĩ bồi thường thêm một chút không? Hạ Tưởng thản nhiên nói. Tôi nghĩ lãnh đạo thành phố sẽ tới bệnh viện thăm bà lão, ngoài ra có yêu cầu khác thì các anh cứ việc quấn lấy mà hỏi. Tôi nghĩ báo xã hội sẽ điều tra nguyên nhân mà bà lão mãi không được chữa trị như vậy. Ngô Tâm bất mãn nói. Làm người cũng phải để lại đường lưu đó. Hạ Tưởng không hề nhường bước mà nói. Còn một nguyên nhân khác, việc các anh lấy bệnh tình của mẹ mình ra uy hiếp chính quyền, đây là suy đồi về đạo đức không thể thương lượng. Tôi tha cho các anh một lần cũng là nể mặt bà lão. Bà lão cần các anh chăm sóc, nếu không tôi có rất nhiều phương pháp để các anh phải hối hận. Khi ba người xám xịt đỡ bà mẹ lên, đưa bà mẹ lên xe cấp cứu. Mọi người đều thấy trong mắt bà lão lộ rõ nước mắt. Đây rõ ràng là nước mắt hạnh phúc và vui mừng. Hạ Tưởng tiến Đỗ Đồng Quốc rồi đi tới trước mặt Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc. Vẻ mặt lạnh như băng và nghiêm khắc của hắn đã biến mất,
khôi phục lại nụ cười vô hại. Phó chủ nhiệm Khúc, Phó chủ nhiệm Ngô có hài lòng với cách xử lý vừa rồi của tôi không? Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc lúc này đã tỉnh lại từ trong cơn sợ hãi. Khúc Nhã Hân liền gật đầu khen. Phó chủ nhiệm Hạ xử lý vấn đề rất quyết đoán, có lý có tình. Tôi hôm nay coi như mở rộng tầm mắt. Phó chủ nhiệm Hạ, chẳng lẽ anh là... Ngô Cảng Đắc tuy rằng đã đoán được một chút nhưng đích thân nghe Khúc Nhã Hân chứng thực thì vẫn không muốn tin tên thanh niên trước mặt chính là Phó chủ nhiệm Hạ Tưởng mới điều tới. Phó chủ nhiệm Ngô nói đúng, tôi chính là Hạ Tưởng. Trước mặt hai vị thì tôi nhỏ hơn, về sau mời hai vị phó chủ nhiệm chỉ điểm và giúp đỡ nhiều hơn, không nên vì tôi trẻ mà không giúp tôi đó. Hạ Tưởng đã sớm nhìn ra Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc không hòa hợp. Từ việc Khúc Nhã Hân không thèm để ý đến bàn làm việc rất bẩn của Ngô Cảng Đắc ngay trước mặt là có thể thấy được hai người này có mâu thuẫn thường thấy trong văn phòng. Đương nhiên trong lòng hắn cũng ràng, bởi vì có thêm hắn đến nên tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng không lớn không nhỏ. Một phó chủ nhiệm trẻ tuổi đến thì ai cũng mâu thuẫn về tâm lý. Hạ Tưởng cũng hiểu được trong quan trường thì chỗ nào chẳng có đấu tranh, khắp nơi đều có cạnh tranh. Rất nhiều người vì cạnh tranh một vị trí mà âm thầm ngáng chân nhau. Hắn từ Huyện Bá đã học được rất nhiều thứ quý giá, chính là phải làm việc thực tế để giành quyền chủ động. Nếu hắn muốn đứng vững ở văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, như vậy phải đưa ra đủ bản lĩnh khiến Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc tâm phục khẩu phục. Dương nhiên biện pháp đơn giản nhất chính là dựa vào quan hệ giữa hắn và Cao Hải, như vậy nhất định sẽ khiến cho hai người không có chỗ dựa dám coi nhẹ hắn. Nhưng cách dựa thế đơn giản này chỉ có thể khiến hai người phục bên ngoài mà không phục trong lòng. Vừa lúc hôm nay hắn đến gặp anh em Ngô ra gây chuyện liền mượn cơ hội dùng thủ đoạn nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Không chỉ tranh thủ thời gian cho bà lão, cũng khiến cho Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc hiểu rõ, làm cho bọn họ hiểu được rằng hắn đến văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô là làm việc, không phải tới đây đoạt quyền, cũng không phải là tới hái đào của bọn họ. Nếu mọi người đều muốn yên bình là tốt nhất, nếu như muốn ngầm đấu đá thì đúng như Hạ Tưởng nói với ba người kia, tiếp tới cùng. Khúc Nhã Hân nghĩ ra sao thì Hạ Tưởng không đoán ra. Nhưng hắn từ vẻ mặt tươi cười của Ngô Cảng Đắc mà có câu trả lời. Ngô Cảng Đắc cho dù là không tâm phục khẩu phục đối với hắn, thì về sau cũng sẽ toàn lực phối hợp công việc với hắn, cũng sẽ không còn tỏ vẻ ngang ngược, hoặc gây cản trở. Chương 170, Trần Phong đóng kịch, sức hấp dẫn của Tiếu Giai. Hạ Tưởng đoán rất đúng. Ngô Cảng Đắc đúng là rất phục thủ đoạn vừa rồi của Hạ Tưởng. Y không ngu. Trước đó cũng đoán xem Hạ Tưởng có chỗ dựa gì không, rốt cuộc có quan hệ gì với thị trưởng Trần hay không. Bây giờ y đã hiểu dù Hạ Tưởng và thị trưởng Trần có quan hệ hay không cũng không quan trọng, ít nhất Hạ Tưởng có quan hệ với báo Triều Tỉnh Yến. Hơn nữa tên này vẫn giấu tài không lộ ra, trên đường đi đều không nói ra thân phận của mình, bị mình mắng vài câu mà không hề tức giận, chỉ riêng sự nhẫn nhịn như vậy đã rất cao. Đến sau đó Hạ Tưởng vừa ra tay đã xử lý được ba anh em rất khó chơi kia. Ba tên kia vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến Ngô Cảng Đắc đến cuối cùng không đưa ra yêu cầu gì, còn chủ động rút lui. Ngô Cảng Đắc thầm than lợi hại. Cao thủ trong cao thủ, nhẫn nhịn đến mức này, thủ đoạn cũng rất cao và cứng rắn. Ngô Cảng Đắc xuất thân bên quản lý đô thị, tính cách khá phóng khoáng nhưng y lại rất cẩn thận và tinh tế, giỏi về phân tích vấn đề. Cho nên khi y thấy toàn bộ câu chuyện xảy ra, lại xác nhận thanh niên trước mặt mình chính là phó chủ nhiệm Hạ Tưởng mới tới, chút tâm tư muốn lợi dụng Hạ Tưởng của y lúc trước đã ném tới 9 tầng mây. Y lập tức hạ quyết tâm dùng thủ đoạn nịnh bợ lôi kéo Hạ Tưởng. Trẻ như vậy mà có thủ đoạn này, hơn nữa có chỗ dựa không nhỏ thì không nịnh bợ có được không? Chỉ sợ nịnh nọt chậm sẽ có người đoạt trước một bước. Ngô Cảng Đắc đã nghĩ mọi người đều là đàn ông, ăn bữa cơm. Uống chén rượu là kéo gần quan hệ lại được ngay. Y thầm nhìn Khúc Nhã Hân mà có chút đắc ý và nghĩ đáng tiếc nhỉ phó chủ nhiệm Khúc, Hạ Tưởng này còn rất trẻ, cô muốn hấp dẫn y thì tuổi đúng là hơi cao đó. Mắt Khúc Nhã Hân đảo đảo, trong lòng lại có chút chua xót. Cô vẫn nghĩ Hạ Tưởng tuy rằng nhỏ hơn mình cũng không nhỏ hơn quá nhiều. Không ngờ hắn chẳng những mới 24 tuổi, hơn nữa vừa thông minh lại vừa có thủ đoạn. Hắn vừa rồi gọi một cuộc điện thoại là có thể mời được phóng viên báo Triều Tỉnh Yến tới, xem ra có chỗ dựa không hề nhỏ. Chút tâm tư muốn tranh cao thấp cùng Hạ Tưởng của cô lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại một tia ảo tưởng là cho dù Hạ Tưởng có năng lực mà nếu không được trưởng ban thư ký Cao coi trọng, hơn nữa y chỉ là phó trưởng phòng nên người cuối cùng được giữ lại là cô.
chẳng qua khi về Ủy ban Nhân dân thành phố thì mọi người vừa vặn gặp được Cao Hải từ Tam Giang họp trở về. Cao Hải có chút sửng sốt rồi rất vui mừng bắt tay Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, sao cậu không gọi điện tới trước mà tự mình tới thế này? Sao lại phải vội vàng đi nhận chức như vậy, có phải muốn tôi và thị trưởng Trần ngạc nhiên không? Thị trưởng Trần vừa nãy còn nhắc đến cậu, bảo cậu đến liền lập tức tới văn phòng gặp ngài. Hạ Tưởng vốn định về lau sạch bàn sẽ tìm Cao Hải. Bây giờ đã gặp Cao Hải liền không chậm trễ. Hắn gật đầu với Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc rồi cùng Cao Hải đi vào văn phòng y. Thấy Cao Hải có thái độ thân thiết với Hạ Tưởng như vậy, nghe thấy thị trưởng Trần còn đích thân gọi Hạ Tưởng, Khúc Nhã Hân cuối cùng buồn bã nghĩ rằng phó chủ nhiệm cấp phó phòng Hạ Tưởng này vượt lên cô và Ngô Cảng Đắc chỉ là vấn đề thời gian. Cao Hải biết Hạ Tưởng còn chưa tìm được căn phòng thích hợp liền nói. Tôi còn có một căn phòng trống trong khu nhà ở Ủy ban Nhân dân thành phố, cậu vào đó ở đi, lát nữa đến nhà lấy chìa khóa là được. Vừa lúc vợ tôi nói muốn cậu tới nhà làm quen. Vợ Cao Hải Tần Yến làm trưởng phòng quản lý hậu cần cục cựu cán bộ thành phố. Cựu cán bộ vốn là một đơn vị nhàn hạ, cô lại làm việc ở phòng ban càng nhàn hơn nên rất thoải mái, chỉ cần cơ quan không có việc gì thì thậm chí không cần đi làm. Hạ Tưởng chưa gặp qua Tần Yến nhưng nghe Lý Đinh Sơn nói đây là người phụ nữ hiền hậu. Hạ Tưởng cũng muốn tăng cường quan hệ với Cao Hải thêm bước nữa nên lập tức đồng ý, chẳng qua hắn vẫn từ chối đến ở trong phòng của Cao Hải. Nhà thì không cần làm phiền Cao Thúc, thực ra cháu cũng tìm được mấy căn phòng thích hợp, chẳng qua đều vì Thù Lê cảm thấy xa cô quá nên không đồng ý. Cô học ở học viện kiến trúc, khu nhà ủy ban cách học viện kiến trúc khá xa, có lẽ cô không đồng ý. Hạ Tưởng nửa thật nửa giả mà nói, Tào Thù Lê đúng là đã nói tốt nhất tìm căn phòng ở gần chỗ cô, cũng tiện cho cô tới đó ăn cơm. Nói là giả vì hắn không muốn nhận ân tình của Cao Hải nhiều, không muốn nợ ân tình Cao Hải nhiều. Về sau hắn công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố không thể thiếu hàng ngay qua lại với Cao Hải. Nếu như quan hệ công tư đi lại quá gần với Cao Hải thì sẽ dễ bị mọi người phán đoán. Ủy ban Nhân dân thành phố không thể so với huyện bá. Quan hệ con người là rất phức tạp, không thể không cẩn thận. Hơn nữa thành phố Yến là tỉnh thành, nói không chừng một người rất bình thường ở Ủy ban Nhân dân thành phố còn có chỗ dựa trên tỉnh. Cho nên nhận chức ở Ủy ban Nhân dân thành phố thì cẩn thận là thứ nhất, khiêm tốn là chắc chắn, còn phải bình tĩnh thấy rõ cục diện trước mắt. Nếu đi lại quá gần với Cao Hải thì vừa nhận ơn của đối phương, lại dễ bị y lôi kéo theo cái nhìn của y. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới phân tích tổng thể của hắn. Hạ Tưởng hiểu rõ cơ hội càng lớn, nguy hiểm càng nhiều, bất cứ lúc nào cũng không được coi nhẹ. Đối với Cao Hải, Hạ Tưởng tin thì tin, nhưng hắn không thể tuyệt đối tin tưởng. Nó không giống Lý Đinh Sơn và Tào Vĩnh Quốc, Hạ Tưởng có một cảm giác rất đáng tin cậy. Hạ Tưởng cười cười xấu hổ như vậy, Cao Hải coi như hiểu mà nói. Thanh niên muốn gần nhau cũng tiện cho gặp mặt, điều này tôi hiểu, vậy cũng không có biện pháp. Bên phía học viện kiến trúc thì tôi không có căn phòng nào miễn phí dành cho cậu ở. Cậu tự đi tìm đi. Thị trưởng Trần và phó thị trưởng Tào bây giờ quan hệ rất tốt, nhiều quan điểm của bọn họ khá giống nhau. Phó thị trưởng Tào lại có nhiều kiến thức chuyên nghiệp, thị trưởng Trần bây giờ rất coi trọng phó thị trưởng Tào. Tuy rằng chỉ dùng từ coi trọng hình dung nhưng thái độ giữa thị trưởng và phó thị trưởng tốt như vậy, vậy phải nên dùng việc Trần Phong thưởng thức sẽ chính xác hơn. Nhưng Hạ Tưởng cũng không cảm thấy Cao Hải đây là cố ý làm thấp đi Tào Vĩnh Quốc. Thực ra nói Tào Vĩnh Quốc do một tay Trần Phong đề bạt lên cũng không quá. Trên thực tế đều do Trần Phong dùng quan hệ của mình thì Tào Vĩnh Quốc mới tiến bước dài như vậy. Tào Vĩnh Quốc nhận chức phó thị trưởng thường trực thành phố Yến đã được 4 tháng, đã đi xong toàn bộ quá trình cần thiết. Ông bây giờ đã là thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực tại thành phố Yến, ông xếp thứ 10 trong 13 ủy viên thường vụ. Lẽ ra phó thị trưởng thường trực có thể xếp thứ 6, thứ 7, nhưng Tào Vĩnh Quốc do kinh nghiệm không đủ nên Tào Vĩnh Quốc đành phải xếp gần cuối cùng. Có thể lấy thân phận phó thị trưởng thường trực và thêm chức ủy viên thường vụ, Tào Vĩnh Quốc đã thấy rất thỏa mãn. Cơm phải ăn từng miếng một, đường phải đi từng bước. Ông có thể đột phá cực hạn của bản thân, bước chân vào trung tâm quyền lực, đây coi như bước đi quan trọng đầu tiên. Đường về sau còn rất dài, cho nên trong việc xếp hạng ở hội nghị thường vụ, ông đứng gần cuối cùng thì ông cũng không thấy là việc xấu. Khi căn cơ chưa ổn mà bị người ghen ghét là không tốt. Không biết chừng sẽ làm mất lòng một tên tiểu nhân nào đó thì sao? Tào Vĩnh Quốc mới đến Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng vì được Trần Phong tiến cử,
quan hệ mật thiết với Trần Phong nên cũng là bình thường, không quan hệ mật thiết mới khiến cho người ta nghi ngờ. Hạ Tưởng cũng có thể đoán được bây giờ Tào Vĩnh Quốc cũng muốn theo sát Trần Phong, vùi đầu làm việc, lấy Trần Phong làm chính, trong hội nghị thường vụ đều luôn hết lòng ủng hộ Trần Phong. Dù sao ông đã bị dán mát người của Trần Phong, dù ông có thừa nhận hay không thì người khác cũng cho rằng như vậy. Hơn nữa trong lòng Tào Vĩnh Quốc đúng là rất cảm kích Trần Phong, nên lúc cần tỏ vẻ cũng luôn cố gắng. Hạ Tưởng và Cao Hải nói chuyện một lúc, hết giờ làm, Cao Hải gọi điện cho Trần Phong hỏi xin chỉ thị. Không ngờ Trần Phong đột nhiên có việc nên không thể đi được nên bảo Hạ Tưởng mai đến tìm mình. Trưa hôm nay Cao Hải muốn cùng ăn cơm với Hạ Tưởng nhưng không ngờ trưa cũng đột nhiên có việc nên chỉ có thể để Hạ Tưởng tự mình đi ăn. Cao Hải nói, chiều cậu đừng đến, về nghỉ một chút, mai chính thức đi làm. Cao Hải có ý muốn đưa Hạ Tưởng xuống lầu, Hạ Tưởng cũng không từ chối. Hắn cũng biết đây là Cao Hải cố ý giúp mình một chút, coi như tạo đường cho hắn, cho một số kẻ hám lợi thấy. Thực ra Hạ Tưởng vốn định khiêm tốn nhưng lại không tiện từ chối ý tốt của Cao Hải. Vì thế chỉ có thể đứng lên đi ra ngoài Ủy ban Nhân dân thành phố rồi chào tạm biệt Cao Hải. Đột nhiên có việc ngoài suy đoán của mọi người xuất hiện, Trần Phong lúc này đang cùng thư ký đi xuống lầu và định lên xe thì đột nhiên phát hiện ra Hạ Tưởng nên cười nói. Tiểu Hạ, cậu lại đây một chút. Giọng thị trưởng Trần đủ lớn, giọng của y là thứ rất quen thuộc với người ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Cũng không biết Trần Phong có phải cố ý hay không mà lần này nói rất rõ ràng khiến mọi người đang trong giờ tan tầm nhìn tới. Hạ Tưởng thầm than thảm rồi, không muốn mọi người chú ý cũng khó. Thị trưởng Trần có đôi khi luôn làm cho người ta rất ngạc nhiên. Đáng tiếc anh không biết sự ngạc nhiên này là tốt hay là xấu. Về phần mục đích thật sự của thị trưởng Trần càng khó đoán hơn. Hạ Tưởng đành phải chấp nhận ánh mắt của mọi người mà kiên trì đi tới trước mặt Trần Phong. Muốn hỏi xem Trần Phong tìm mình có việc gì. Không ngờ Trần Phong chỉ khẽ vỗ vai hắn rồi nói. Đến làm tốt công việc, tôi sẽ không để cậu bị thiệt. Mai tới văn phòng tôi một chuyến. Trần Phong đi rồi nhưng Hạ Tưởng đang dở khóc dở cười. Rất tất nhiên Trần Phong đây là cố ý làm cho người khác xem, nhưng cũng không cần phải làm cho nhân viên Ủy ban Nhân dân thành phố xem chứ. Trong Ủy ban Nhân dân thành phố thì thị trưởng Trần là lớn nhất. Trần Phong làm như vậy có phải là thừa không? Hạ Tưởng lắc đầu cười cười và bước chân định đi thì một chiếc xe Audi lặng lẽ dừng sát bên người hắn. Hạ Tưởng ngẩn ra và mới nhớ mình vừa nãy đứng ở một chỗ không đúng. Đây là cửa ra khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, lái xe của lãnh đạo lớn nhỏ đều phải đến cửa chờ đón lãnh đạo. Biển số xe thì hắn không biết, nhưng lái xe Lý Khiết Phu thì hắn biết. Hắn không khỏi vui mừng, Tào Vĩnh Quốc đúng là nhớ tình cũ. Lái xe Lý Khiết Phu cũng được mang tới. Hắn gật đầu với Lý Khiết Phu coi như chào thì đột nhiên có giọng quen thuộc từ sau gọi tới. Đúng là quá trùng hợp, Tiểu Hạ, lên xe cùng bác đi ăn cơm. Trưởng ban thư ký cùng xuống lầu, thị trưởng Trần chủ động chào hỏi, nói chuyện thân mật, cuối cùng lại ngồi xe của phó thị trưởng thường trực Tào Vĩnh Quốc mới nhận chức, cùng thị trưởng Tào rời đi. Lai lịch của Hạ Tưởng lập tức là đề tài được người của Ủy ban Nhân dân thành phố bàn tán sôi nổi. Gần như tất cả mọi người đều bàn về thanh niên rất trẻ này. Thanh niên này hơi đen nhưng trông khỏe mạnh, khi cười rất thật thà vậy mà có thể khiến cho ba nhân vật lớn nắm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố gồm thị trưởng Trần, phó thị trưởng Tào và trưởng ban thư ký Cao cùng coi trọng. Hắn rốt cuộc là ai? Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc không biết trong một căn phòng trên tầng 7 của Ủy ban Nhân dân thành phố có hai người đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Một người trong đó tầm hơn 50 tuổi đầy nho nhã. Nếu như đeo kính thì y còn trông trí thức hơn cả Lý Đinh Sơn. Người bên cạnh hơi cúi người đứng bên, người này cao bình thường, khuôn mặt bình thường và hơi béo. Nếu muốn tìm điểm đặc biệt của y thì giữa trán y có nốt ruồi đỏ. Đáng tiếc y là một người đàn ông trung niên, nếu nốt ruồi này xuất hiện trên mặt phụ nữ thì đó là người đẹp hiếm có. Phó thị trưởng Đàm, anh nói thanh niên đó là Hạ Tưởng. Người đàn ông nho nhã có chút hứng thú mà hỏi. Y dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên kính, ngón tay thon dài của y nhìn qua giống như đang lướt trên cây đàn piano vậy. Đúng thế thưa bí thư Thôi. Thị trưởng Đàm hơi cúi người một chút, y không đoán ra ý đồ thật của Thôi Hướng nên không dám nhiều lời mà nói. Hạ Tưởng được thị trưởng Trần đưa từ huyện bá về, cậu ta trước đây là thư ký của Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn, người của Tống Chiêu Độ. Thôi Hướng cười cười đầy ẩn ý. Trong nụ cười của y có vài phần xa cách và lạnh nhạt.
y về chỗ ngồi suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể nói Hạ Tưởng là cây cầu liên hệ với Lý Đinh Sơn, Cao Hải và Tào Vĩnh Quốc. Không ngờ một tên trông rất bình thường như vậy, một cán bộ trẻ tuổi cấp phó trưởng phòng lại có mạng lưới quan hệ phức tạp như vậy, thậm chí có thể nói về sau hắn sẽ thành cây cầu giữa phó bí thư Lộ, trưởng ban Lô và Tống Chiêu Độ. Không đơn giản, nếu tình hình này do một tay hắn tỉ mỉ tạo thành thì tôi đúng là phải thật lòng khen hắn một câu. Hắn đúng là làm đến mức xử lý việc khó một cách dễ dàng. Vậy thị trưởng Trần có quan hệ gì với hắn? Phó thị trưởng Đàm rất cẩn thận mà hỏi. Y và Thôi Hướng tiếp xúc không nhiều, còn không rõ sở thích của Thôi Hướng, càng không rõ Thôi Hướng hỏi Hạ Tưởng là có ý gì nên thử dò hỏi. Thị trưởng Trần cũng không đơn giản, y đương nhiên cũng thấy tầm quan trọng của Hạ Tưởng, nếu không sao y lại muốn ra mặt diễn kịch cho tôi xem. Ha ha! Thôi Hướng cười cười lắc đầu không cho là đúng rồi nói. Vận mệnh của thành phố Yến bây giờ còn chưa mở ra. Tiến vào một Tào Vĩnh Quốc có lẽ cũng không tạo được nhiều gợn sóng. Thị trưởng Trần rốt cuộc muốn dùng Hạ Tưởng để lôi kéo lợi ích của ai? Đàm Long không dám tiếp lời, y chỉ là không rõ Hạ Tưởng kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà khiến thị trưởng Trần phải điều hắn từ huyện bá xa xôi về đây. Nếu điều đến vì sao không trực tiếp trọng dụng mà lại muốn điều vào văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô kia chứ? Hạ Tưởng đương nhiên không biết việc Trần Phong cố ý cười nói, vỗ vai hắn đã thành tâm điểm của cả Ủy ban Nhân dân thành phố, còn khiến cho bí thư thành ủy Thôi Hướng và phó thị trưởng Đàm Long cũng có hứng thú với mình. Hạ Tưởng chỉ có thể thành thật đi ăn trưa với Tào Vĩnh Quốc, nói vài việc đơn giản và không đề cập gì tới công việc. Buổi chiều không có việc gì hắn liền quyết định đi tìm Thiếu Giai. Về thành phố Yến 2-3 hôm, Hạ Tưởng chỉ có thể gặp Tào Thù Lê một lần, còn chưa kịp gặp Thiếu Giai. Bởi vì trước đó hắn còn dành thời gian về nhà một chuyến. Thằng em trai Hạ An đã được vào thành ủy thành phố Đan Thành công tác. Tuy rằng chỉ là một nhân viên bình thường nhưng cũng làm bố mẹ Hạ Tưởng rất vui mừng. Càng làm cho bố mẹ Hứa Ninh đánh giá cao Hạ An, còn nhiều lần nói một khi Hạ Tưởng về thì nhất định phải nói với bọn họ, để bọn họ cảm ơn Hạ Tưởng. Bố mẹ Hứa Ninh sao lại muốn cảm ơn Hạ Tưởng, lại nói Hạ Tưởng giúp Hạ An cũng không phải vì bọn họ. Bọn họ chẳng qua chỉ là muốn tạo quan hệ với Hạ Tưởng phải không? Hạ Tưởng sau khi về nhà làm bố mẹ hắn rất vui. Nhất là ông bố còn lấy ra chai rượu ngâm nhiều năm nói muốn phải uống vài chén. Cũng không biết tại sao lại truyền ra tin đồn nói Hạ Tưởng có quan hệ khá tốt với bí thư thành ủy Đan Thành. Điều này làm cho Hạ Thiên Thành làm công nhân ở công ty xây dựng số 1 Đan Thành nhiều năm bây giờ lại đột nhiên được thăng chức lên làm phó trưởng phòng. Hạ An cũng rất vui khi Hạ Tưởng về, y không ngừng hỏi han Hạ Tưởng. Tào Vĩnh Quốc lên làm phó thị trưởng thường trực thành phố Yến thì người nhà Hạ Tưởng cũng từ miệng của Tào Vĩnh Vượng em trai Tào Vĩnh Quốc nghe được. Nghe nói Hạ Thiên Thành còn mua pháo treo trước nhà mà đốt. Ông đương nhiên coi giám đốc sở Tào Vĩnh Quốc là thông gia của mình. Tào Thù Lê không có gì để nói. Cô bé sau kỳ nghỉ liền vào năm thứ ba, chẳng qua dù lớn hơn một tuổi mà tính cách vẫn còn trẻ con. Nhắc tới Liên Nhược Hạm là trong lòng Hạ Tưởng lại thấy chua xót và bất đắc dĩ. Từ mùa đông năm trước ở huyện Bá, hắn vô tình làm cô tức giận rời đi, Liên Nhược Hạm giống như biến mất vậy, gọi điện thì máy cũng luôn tắt. Tào Thù Lê cũng không biết cô đi đâu, Liên Nhược Hạm giống như biến mất hoàn toàn, giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Có đôi khi nghĩ tới Liên Nhược Hạm mà trong lòng Hạ Tưởng lại có chút nuối tiếc. Hắn muốn ngay mặt xin lỗi cô một tiếng, cô mạo hiểm lái xe từ Bắc Kinh qua đường núi tới huyện Bá. Không cần nói cái khác. Chỉ riêng tình nghĩa này cũng đủ để hắn trịnh trọng nói một câu cảm ơn, lại càng không nói đến việc hắn nhiều lúc thầm lợi dụng thân phận của cô mà hoàn thành rất nhiều việc, nhiều lần dựa vào cô mà làm được không ít chuyện. Hạ Tưởng ở nhà một tối rồi quay về thành phố Yến. Hắn có rất nhiều việc nên không thể ở lâu. Bố mẹ hắn cũng vui vì hắn điều lên Ủy ban Nhân dân thành phố Yến công tác, nhắc hắn phải làm tốt công việc, nhưng đừng quên thường xuyên báo cáo công việc với Lý Đinh Sơn. Dù sao bí thư Lý cũng là người đưa hắn vào quan trường, không thể nào được quên. Hắn liền gật đầu. Tiếu Giai mua một căn nhà một phòng khách, một phòng ngủ ở khu chung cư Lệ Hương. Căn phòng này mặc dù chỉ có 40 mét vuông nhưng lại dọn dẹp, trang trí rất ấm áp. Nghe nói Hạ Tưởng tới, Tiếu Giai liền bỏ lại tất cả mối làm ăn mà ở nhà đợi. Đầu tiên cô cẩn thận quét dọn nhà cửa, sau đó trang điểm nhẹ, còn mặc bộ quần áo mặc ở nhà và mua ít rượu và đồ ăn. Tim cô đập rất nhanh và mong chờ Hạ Tưởng tới.
có thể nói sau lần quan hệ trước đó thì hai người không ở riêng với nhau. Nam nữ có lần đầu tiên mà lại ở chung một chỗ trong nhà thì đúng là rất mập mờ. Tiếu Giai vừa có chút mong chờ lại có chút hoảng hốt. Cô vừa mong được ôm Hạ Tưởng, lại có chút sợ hãi vì sẽ đau. Khi cô đang suy nghĩ linh tinh thì chuông cửa vang lên. Quả nhiên là Hạ Tưởng, hắn đến làm Tiếu Giai ngẩn ra, nhìn Hạ Tưởng đen hơn, gầy hơn, hình như cao hơn một chút. Không thay đổi là nụ cười thật thà, chất phác và ánh mắt trong suốt có thể làm cho người ta ấm áp và muốn dựa vào lòng. Tiếu Giai cuối cùng không nhịn được mà lao vào lòng Hạ Tưởng. Đồ xấu xa, anh cuối cùng đã tới, em nhớ anh muốn chết. Lần đầu tiên nghe thấy lời ngọt ngào, dịu dàng của Tiếu Giai, Hạ Tưởng có chút không quen nên gãi đầu nói. Anh nghe lầm hay là em nói sai vậy? Hắn vừa dứt câu thì đã ăn một đấm khá mạnh vào trong ngực. Không cho nói, không được phá vỡ không khí này. Hạ Tưởng khẽ vỗ vỗ bờ lưng của Tiếu Giai, trong lòng có chút thương xót. So sánh với Tào Thù Lê, so sánh với Liên Nhược Hạm, thậm chí so sánh với Trương Tín Dĩnh thì Tiếu Giai vất vả và khổ cực hơn nhiều. Một mình cô phải cố gắng, nỗ lực với tất cả, không có ai để nói chuyện, không ai bầu bạn thì đó là người phụ nữ kiên cường như thế nào. Phía sau vẻ vui tươi của cô nhất định sẽ là sự cô đơn, mệt mỏi, khát vọng được hắn ôm và ủng hộ. Cũng không biết qua bao lâu, Tiếu Giai không hề động đậy ở trong lòng hắn, cô đã ngủ. Hạ Tưởng có chút đau lòng, đứng có thể ngủ, Tiếu Giai đúng là rất mệt mỏi, cũng là rất khát vọng có một chỗ dựa vào, cho nên cô mới có thể say sưa đi vào giấc mộng ở trong lòng hắn như vậy. Hắn nhẹ nhàng bế cô lên, rất nhẹ nhàng và cẩn thận vì sợ cô tỉnh giấc. Hắn đi vào phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi nghiêng người nằm xuống bên cạnh cô, quan sát khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chỗ đẹp nhất của Tiếu Giai không phải là khuôn mặt, cũng không phải là ngũ quan hoàn mỹ, mà cô có một luồng khí quyến rũ vô hình. Cho dù cô có nhắm mắt lại thì hàng mi vẫn khẽ run lên, vẻ mặt yên bình mà lặng lẽ, không hề hoạt bát, sôi nổi như khi tỉnh. Trên người cô toát ra một khí chất làm người ta si mê, không lúc nào không nhắc cho người khác cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp mà khêu gợi. Vẻ quyến rũ và mê người của cô làm người ta không nhịn được nhớ đến câu thành ngữ, thiên sinh mỹ cốt trời sinh quyến rũ từ trong xương thủy. Chương 171, phụ nữ và mạng lưới quan hệ đều cần cẩn thận bồi dưỡng. Tiếu Giai không phải cố ý quyến rũ người, mà là đàn ông đều thích phụ nữ có khí chất tự nhiên như vậy. Cái gọi là hồng nhan họa thủy, sắc đẹp là mầm của tai họa, thực ra không thể trách được người phụ nữ, chỉ trách đàn ông quá tham lam. Một người phụ nữ khuynh quốc khuynh thành, vẻ đẹp của cô không gây họa và rắc rối gì cả. Nhưng bởi vì người đàn ông si mê cô nên mới gây tai nạn và họa cho thiên hạ. Một lát sau Hạ Tưởng mới chú ý Tiếu Giai mặc một chiếc áo ở nhà mà thôi. Người đẹp nằm ở bên cạnh, hắn cũng không phải người kiêng phụ nữ, hơn nữa từng có quan hệ với Tiếu Giai nên không khỏi động lòng. Hắn liền như một đứa trẻ nhẹ nhàng cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo của Tiếu Giai. Cúc áo được cởi ra, bên trong là da thịt trắng nõn và co giãn. Hai điểm đỏ bừng bên trên, bên dưới là đám cỏ làm người ta mơ tưởng. Eo nhỏ, bờ mông rộng, đôi chân trơn bóng, đường cong quyến rũ làm lửa trong lòng hắn sôi lên, muốn lập tức lên ngựa tung hoành xa trường. Hạ Tưởng thấy Tiếu Giai ngủ say như đứa bé nên mặc dù lửa dục đang thiêu đốt trong lòng hắn thì vẫn cố cưỡng ép không đánh thức cô. Chẳng qua sau đó hắn không nhịn được mà cởi sạch quần áo của mình, ôm Tiếu Giai vào lòng rồi mơ màng ngủ. Hạ Tưởng đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy có người động đang lén lút rút tay muốn chạy. Hạ Tưởng thầm nghĩ rằng bây giờ cô bé muốn chạy đâu có được. Hắn đột nhiên mở to mắt nghiêng người đè Tiếu Giai xuống dưới mà nói. Đừng mong chạy, bây giờ muốn chạy ư, truyền ra ngoài anh làm cầm thú cũng được. Tiếu Giai đỏ mặt à nhẹ nhàng nói. Ông lớn tha mạng, tiểu nữ không dám nữa. Hạ Tưởng từ từ tách hai chân cô ra rồi nói. Không được. Giết trước rồi tha. Giết thì không kịp rồi, mong quan lớn thương cho tiểu nữ. Tiếu Giai khi nói chuyện vừa có vẻ nũng nịu, yếu ớt đúng là quyến rũ đến tận xương tủy. Điều này càng làm cho Hạ Tưởng ham muốn, mắt hắn lộ ra vẻ dữ tợn mà nói. Tên đã lên dây không thể không bắn, nếu không là đồ ngu. Tiếu Giai giơ tay ôm chặt lấy Hạ Tưởng. Để mặc anh muốn làm gì thì làm, dù sao anh là của khắc tinh của em không ngại. A, cô kêu lên một tiếng. Sao còn hơi đau vậy? Đừng gấp, em phải coi đây là sự giao lưu và trao đổi sâu nhất giữa anh và em. Lần đầu là thử sờ soạng,
dù sao mọi người còn chưa quá quen mà. Lần thứ hai chính là thử điểm mấu chốt của nhau, xem rốt cuộc là tính cách nóng bỏng, dịu dàng hay cứng rắn. Lần thứ ba coi như bắt đầu chú ý chất lượng và thời gian nói chuyện, không nói chuyện sơ lược mà tiến thêm xâm nhập giao lưu đề tài hiền bí hơn. Hạ tưởng đây là đang dụ dỗ Tiếu Giai. Hắn cảm thấy mình giống như một con sói dụ dỗ con thỏ, vì ăn được con thỏ mà không thể không dùng tới võ mồm, còn muốn cho Tiếu Giai quên cô đang gặp nguy hiểm. Tiếu Giai không nói gì mà ôm Hạ Tưởng càng lúc càng chặt. Cô mở miệng cắn mạnh vào vai hắn, cô không dùng sức cũng không nhả ra, cắn đến khi hai người thôi giao lưu. Hạ Tưởng người đầy mồ hôi, hắn ôm chặt Tiếu Giai rồi nói. Có tốt hơn chút nào không? Có đau không em? Tiếu Giai mở miệng nói. Anh làm em đau, em cắn anh cho anh đau. Mới đầu còn đau, bây giờ thì tốt rồi. Cô rất xấu hổ không dám nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trêu chọc cô. Anh không lừa em phải đâu. Nếu như anh lừa em, phụ nữ mà luôn đau thì có lẽ tỷ lệ ly hôn sẽ trên 80%. Tiếu Giai đưa tay vẽ vẽ lên người Hạ Tưởng mà nói. Anh ra nhiều mồ hôi quá. À, cô như nghĩ ra gì đó nên kêu lên sợ hãi. Vừa nãy khi em ngủ, có phải anh nhìn trộm hết người em không? Hạ Tưởng là thằng bé thật thà nên nói. Ừ xem hết rồi, đẹp lắm, vừa trắng lại vừa mềm mại như con thỏ trắng vậy. Hắn thấy Tiếu Giai xấu hổ liền trêu chọc. Có phải thấy thiệt không? Nếu không được thì anh cho em xem cả người anh để tỏ vẻ thành ý của anh. Chẳng những cho em xem thoải mái, còn tùy em muốn làm gì thì làm. Đi chết đi, ai thèm nhìn anh, xấu chết được, vừa đen vừa xấu. Tiếu Giai kêu lên một câu, sau đó mắt đảo đảo lộ ra nụ cười quyến rũ của cô. Anh mệt chưa, có được không, có bản lĩnh thì thêm lần nữa xem. Hạ Tưởng đang ở lứa tuổi thanh niên khỏe mạnh nên khôi phục rất nhanh. Hắn sao có thể chịu được sự khiêu khích lộ liễu của Tiếu Giai như vậy. Hắn liền đè cô xuống dưới rồi uy hiếp. Dám nói linh tinh thì phải chuẩn bị tâm lý chịu đả kích. Tiếu Giai vội vàng xin tha. Bỏ qua cho em đi mà, được không? Em sai là được chứ gì? À, anh. Sau đó là cảnh xuân sắc không thể nói hết. Hạ Tưởng cuối cùng cũng khiến Tiếu Giai bồi thường. Từ lần trước tới giờ đã gần năm làm hắn rất buồn bực. Chẳng qua làm hắn vui chính là trải qua cố gắng của hắn, cuối cùng Tiếu Giai đã qua được cửa ải tâm lý của một người phụ nữ. Tuy không thể nói bây giờ Tiếu Giai đã thành thục hơn, nhưng ít nhất cơ thể cô không còn cứng ngắc, không còn kêu đau, hơn nữa cũng biết phối hợp một chút. Còn nhiều thời gian mà, không gấp, từ từ bồi dưỡng. Đến tối, Hạ Tưởng cũng không rời khỏi cơ thể quyến rũ của Tiếu Giai. Nói không si mê là lừa người, đàn ông đều có ham muốn chiếm hữu. Hạ Tưởng có năng lực tự khống chế hơn người bình thường một chút nhưng không thể tránh khỏi việc phóng túng trong quan hệ. Buổi tối Tiếu Giai tự mình xuống bếp nấu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Tiếu Giai cũng nói sự phát triển trong gần năm qua của mình ra cho Hạ Tưởng nghe. Đến tận bây giờ Hạ Tưởng và Tiếu Giai cũng không gặp nhau nhiều, nhưng vẫn hay liên lạc. Chẳng qua bây giờ tận tai nghe Tiếu Giai kể thì sẽ khác với nghe trong điện thoại mà. Công ty kinh doanh rau quả Tiếu Hạ của Tiếu Giai nhờ Phùng Húc Quang giúp nên đã đăng ký thành lập. Sau khi thành lập cô liền từ từ mở ra một bộ phận thị trường thành phố Yến, sau đó lại tạo lập quan hệ hợp tác với mấy nhà kinh doanh rau quả ở thành phố Lỗ, tỉnh Tề. Trải qua cuộc đàm phán khó khăn cuối cùng đã mua được hàng với giá thấp, mới từ từ đứng vững ở thành phố Yến. Mặc dù Tiếu Giai không nói rõ chẳng qua từ lời của cô, Hạ Tưởng cũng có thể nghe ra cô bị một số nhà kinh doanh ngầm ám chỉ. Chỉ cần cô đáp ứng yêu cầu nào đó của bọn họ thì nhất định sẽ có chỗ tốt hơn. Tiếu Giai quá quyến rũ, cho dù là một người đàn ông tiến ra từ một con đường trăm hoa đua nở cũng không thể chịu được sức hấp dẫn của cô. Tiếu Giai một mình ở bên ngoài liều mạng làm việc đúng là rất khó khăn. Chẳng những phải đề phòng người ta tính kế việc làm ăn, còn phải đề phòng người ta có ý đồ với cơ thể cô. Nếu quá mệt mỏi, khó khăn thì đừng làm có được không? Hạ Tưởng không đành lòng nhìn Tiếu Giai một mình chạy khắp nơi. Hắn rất đau lòng nói. Em là người phụ nữ của anh, về sau anh sẽ tìm một con đường kiếm tiền mà không cần phải chạy qua chạy lại, bận rộn như vậy cho em. Em không. Tiếu Giai rất kiên quyết từ chối. Hạ Tưởng có thể thấy vẻ quật cường trên khuôn mặt cô. Em là người phụ nữ của anh, nhưng em không phải vật phẩm của anh, không muốn dựa vào anh, không muốn nhận gì từ anh. Em trao mình cho anh là coi trọng anh có thể tin cậy, có thể dựa vào.
một người phụ nữ dù kiên cường tới đâu cũng cần có một người đàn ông làm chỗ dựa cho mình. Chỉ cần lúc em khó khăn nhất, mệt nhất, em nghĩ mình còn có anh, có thể dựa vào anh, còn có người luôn ủng hộ em là em lại có tin tưởng và lực lượng. Thực ra em biết phụ nữ dù có lấy chồng hay không đều phải dựa vào một người đàn ông mới được. Em thừa nhận lúc đầu em cũng muốn dựa vào anh, bởi vì anh giúp em rất nhiều mà không đòi lấy gì cả. Em liền giao mình cho anh không được hay sao? Chẳng qua sau này em dần thay đổi suy nghĩ, cảm thấy làm người phụ nữ vĩnh viễn của anh cũng được. Đầu tiên anh rất có tương lai, sau đó anh trẻ tuổi hơn những người đàn ông thành công, ở bên anh em không có áp lực về tâm lý, cũng không áy náy cướp chồng người khác. Cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất, em cũng có yêu anh một chút. Hạ Tường lặng lặng lắng nghe mà không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tiếu Giai. Hắn cảm thấy Tiếu Giai từ mơ hồ tới rõ ràng, hình ảnh của cô dần dần trở nên rõ ràng trong mắt hắn. Hắn không ngu, cũng biết Tiếu Giai chủ động dâng hiến cho mình không phải không có gì mong muốn. Trên đời không phải không có sự may mắn, nhưng Tiếu Giai tất nhiên không phải người mê trai. Hắn vẫn mong chờ có một ngày có thể thẳng thắn mặt đối mặt với Tiếu Giai. Hắn không cưới cô nhưng hắn muốn biết trong lòng cô mong muốn gì, cũng cần biết hắn rốt cuộc có thể làm gì vì cô. Con người đều có ham muốn, không thể nào có một người toàn tâm toàn ý đối tốt với anh mà không có mong muốn gì. Tiếu Giai chẳng qua là chôn giấu quá sâu ham muốn và mong ước của mình mà thôi. Em nói hết chân tướng cho anh nghe xong không được cười em, không được ghét bỏ em, càng không được muốn có em, được không? Tiếu Giai giơ ngón tay ra móc tay với Hạ Tường. Hạ Tường móc tay cô rồi đưa tay sờ sờ mặt cô. Sao thế, anh sẽ đối tốt với em, sẽ không làm em phải uất ức. Thực ra lúc trước em hợp tác với Văn Dương, muốn kiếm tiền gấp như vậy là do bố em nợ người ta tiền, bị người đánh gãy chân, chủ nợ hôm nào cũng đến nhà đòi tiền, còn nói nếu còn không có tiền thì sẽ đánh gãy chân em trai em, bán em đi. Em không dám về nhà mà phải liều mạng nghĩ cách kiếm tiền. Sau đó em trộm được con dấu, viết thư vài lãi từng đó tiền. Em cũng biết kiếm tiền phi pháp không thể lâu dài, nhưng em không có cách nào cả. Lúc ấy em vay anh tiền để viết thư, anh còn thay em che giấu việc này. Sau khi chuyện thành công anh còn yên tâm giao tiền anh đáng nhận được vào tay em. Em ngoài giao mình cho anh thì không có gì cả. Hơn nữa nói thật lúc ấy mà anh lấy số tiền của mình đi thì em sẽ thành trắng tay. Bởi vì số tiền của em mới vừa vặn trả nợ cho bố em. Nói cách khác công ty bây giờ có tiền vốn đều là số tiền của anh. Em chẳng qua chỉ là cầm tiền của anh mà kinh đa ông thôi, nói đúng ra anh là ông chủ của em. Tiếu Giai ra vẻ đáng thương mà nhìn Hạ Tường. Hạ Tường không khỏi cảm thấy thương tiếc, hắn khẽ vuốt tóc Tiếu Giai rồi nói. Cô bé ngốc, anh không nói muốn tiền của em mà. Lại nói em có thể cầm tiền chạy trốn tới một nơi anh không thể tìm ra mà. Anh coi em là người như thế nào? Tiếu Giai tức giận gạt tay Hạ Tường ra. Em và anh đã như vậy, người cũng cho anh còn nói mát như vậy sao? Em cảnh cáo anh, Hạ Tường. Anh không thể coi thường nhân cách của em. Về sau không cần biết anh có cần em hay không, em cả đời này cũng không lấy chồng. Mặc kệ là đứng sau lưng anh, hay là bị anh vô tình đuổi đi thì cả đời này từ đầu tới cuối em chỉ có một người đàn ông là anh. Hạ Tường cảm động đứng lên ôm Tiếu Giai vào lòng. Anh muốn có em, lại không thể cưới em thì có phải quá giả dối không? Đương nhiên đàn ông đều là kẻ giả dối, đều ích kỷ. Tiếu Giai cười cười lộ ra tình cảm yêu thương. Chẳng qua vậy cũng tốt, em thích sự giả dối chân thật, ích kỷ đáng yêu của anh. Ít nhất ở bên anh, em có thể cảm thấy anh đối tốt với em, mà không phải nói này nghĩ kia. Hạ Tường ôm chặt Tiếu Giai mà nói. Có cơ hội em bảo em tới đây giúp mình đi, một mình rất mệt mỏi. Tiếu Giai cuộn mình trong lòng Hạ Tường, rất thỏa mãn mà nói. Chờ bố em khỏi bệnh thì em cũng bảo em tới đây. Đến lúc đó nếu nó có chỗ nào không hiểu thì anh phải thay em dạy dỗ nó. Đúng, có cần em mua một căn phòng ở thành phố cho anh không? Trong tay em còn một khoản tiền rảnh rỗi, nhưng không nhiều, chỉ có thể mua một căn phòng nhỏ thôi. Không cần. Hạ Tường lắc đầu, suy nghĩ của hắn rất thực tế. Bây giờ em cần tiền lưu động, với số tiền trong tay em có thể kiếm được càng nhiều hơn. Bây giờ anh chỉ là một quan nhỏ không thể nhỏ hơn thì đâu ra tiền mua nhà. Đợi xem thành phố có giải quyết một căn phòng cho anh không, nếu không được thì thuê trước rồi nói. Anh đúng là quan liêu, chỉ muốn thơm lây nhờ quốc gia.
Anh là người quốc gia nên đương nhiên được lo ăn, ở, mặc rồi. Hạ Tưởng cười ha hả, hắn có một nguyên tắc không tham, không lấy, không muốn. Nhưng thứ thuộc về hắn thì hắn phải tranh thủ. Ví dụ như nhà tập thể thì hẳn là có thể được Ủy ban Nhân dân thành phố chia cho. Khi hai người đang nói chuyện thì Tào Thù Lê đột nhiên gọi tới, Hạ Tưởng đứng lên ra nghe. Hắn nhìn Tiếu Giai rồi đi ra ban công nói chuyện, Tào Thù Lê cũng không có việc gì, chỉ là hỏi hắn xem đã tìm được nhà chưa. Có một người bạn của cô giới thiệu một căn phòng gần học viện kiến trúc. Cô hỏi Hạ Tưởng khi nào rảnh thì tới xem, Hạ Tưởng liền đáp ứng rồi tính thời gian. Hắn nói mai hết giờ làm sẽ gọi điện cho cô. Hạ Tưởng nghe xong đi vào phòng thì thấy Tiếu Giai đang cầm máy tính chăm chú tính toán con số trong sổ. Hạ Tưởng cười cười cầm tay cô mà nói. Không hỏi xem là ai ư. Tiếu Giai giống như giật mình tỉnh lại kêu, a, một tiếng rồi xua tay nói. Em không hỏi anh, cũng không muốn, không có tâm tư mà nghĩ. Em cũng không phải người suốt ngày ở bên mà quản được anh. Đàn ông không giữ được thì không bằng để bọn họ đi với gió. Chỉ cần trong lòng bọn họ có mình thì sẽ quay về, chim khi mặt trời lặn sẽ về tổ mà. Hạ Tưởng không khỏi thầm phục sự thông minh của Tiếu Giai. Nếu anh không về thì sao? Không về thì không về, mục tiêu đầu tiên của em là kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, mục tiêu thứ hai mới là anh. Không có anh, em còn không biết tìm người đàn ông có tiền sao? Hạ Tưởng ra vẻ tức giận mà trêu chọc cô, hai người liền quấn lấy nhau. Hôm sau khi đi làm, Hạ Tưởng vào văn phòng thì phát hiện bàn và ghế đã đổi sang đồ mới. Hắn lại thấy bàn của Khúc Nhã Hân là bàn của hắn, ghế của Ngô Cảng Đắc vốn là ghế của hắn. Hắn liền hiểu hai người này tranh nhau đổi cho hắn, nghĩ đến hai người kia đều làm ở đây trước mình nên cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra, hắn chỉ có thể ra vẻ không phát hiện. Hạ Tưởng chào hai người rồi ngồi xuống. Khúc Nhã Hân cầm một tờ biểu đi tới. Chủ nhiệm Hạ, đây là phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của thôn Tiếu Gia, tôi và phó chủ nhiệm Ngô cũng đã xem qua, anh xem có cần bổ sung gì không? Có chỗ nào không đủ thì mời anh sửa lại rồi báo cáo lên với trưởng ban thư ký Cao. Ngô Cảng Đắc cũng vội vàng tươi cười đi tới, trong tay cũng cầm một phần tài liệu. Chủ nhiệm Hạ, trong thôn Nhị Thập Lý có mấy tên côn đồ rất khó chơi. Lần trước thiếu chút nữa còn đẩy ngã xe chấp pháp của chúng ta. Tôi dự định cho bọn học một bài học, gọi đồn công an địa phương tới bắt bọn họ có được không? Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc đều ra vẻ xin chỉ thị làm Hạ Tưởng có chút giật mình và thầm nghĩ hôm nay là sao vậy nhỉ? Ngày hôm qua Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc đúng là rất bất mãn vì hắn tới, còn muốn đánh phủ đầu hắn. Vậy mà hai người hôm nay lại tranh nhau tỏ vẻ lấy lòng hắn. Chẳng lẽ vì chuyện xử lý ba anh em Ngô gia hôm qua? Thủ đoạn của Hạ Tưởng hôm qua đúng là làm Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc chấn động. Chẳng qua nếu chỉ là việc hôm qua thì hai người chỉ có thể là coi trọng Hạ Tưởng mà thôi, đâu đến mức phải nhún nhường xin chỉ thị như vậy. Nguyên nhân chính khiến hai người biết mình không thể so sánh với Hạ Tưởng đó là chiều qua bọn họ nghe thấy lời đồn về chuyện ba người ở trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Cái gọi là chuyện ba người chính là trưởng ban thư ký Cao đưa tiễn. Thị trưởng Trần chào đón, cuối cùng là lên xe rời đi với phó thị trưởng Tào. Chuyện này truyền tới tai của Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc. Phản ứng của Khúc Nhã Hân chính là văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô này sẽ thành đất của Hạ Tưởng, mọi việc đều do hắn quyết định, cô là người giúp việc cho hắn. Suy nghĩ của Ngô Cảng Đắc là theo sát Hạ Tưởng, đoàn kết với Hạ Tưởng, lấy Hạ Tưởng làm trung tâm. Cố gắng làm cho vị phó chủ nhiệm Hạ này thích. Hạ Tưởng nhìn qua phương án của Khúc Nhã Hân rồi nói. Được rồi, nếu phó chủ nhiệm Khúc đã tin tôi như vậy, tôi sẽ lập tức báo cáo lên với trưởng ban thư ký Cao. Về phần vấn đề ở thôn Nhị Thập Lý mà phó chủ nhiệm Ngô nói thì tôi cảm thấy nên suy nghĩ một chút rồi quyết định. Giải phóng mặt bằng là việc lớn, phải đối phó thận trọng. Tim Ngô Cảng Đắc đập mạnh một chút, vẻ mặt cũng trở nên khó coi. Ý nghĩ có phải lần trước mình không cẩn thận mắng phó chủ nhiệm Hạ vài câu, phó chủ nhiệm Hạ nhớ thù không? Nghe giọng điệu xem ra chủ nhiệm Hạ rất bất mãn với mình. Y thầm lau mồ hôi rồi nhỏ giọng nói. Phó chủ nhiệm Hạ có cao kiến gì xin cứ nói, tôi sẽ làm theo. Khúc Nhã Hân khinh thường nhìn Ngô Cảng Đắc rồi về lại chỗ ngồi. Ngô Cảng Đắc không thèm để ý đến cô ta mà chỉ có chút khẩn trương nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vốn định há mồm nói rõ việc cải tạo thôn Nhị Thập Lý thì hắn cũng rõ. Đây là do công ty bất động sản Cát Thành xây dựng khu đô thị Cát Thành.
đã có công ty bất động sản nhận xây dựng thì theo lý do bọn họ ra mặt, văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô có thể không ra mặt thì cố gắng không ra mặt. Chẳng qua hắn thấy vẻ mặt lo lắng của Ngô Cảng Đắc thì thầm nghĩ Ngô Cảng Đắc xuất thân bên quản lý đô thị, muốn thu phục y chẳng những phải tạo áp lực từ trên xuống, dùng mấy thủ đoạn cảnh cáo một chút cũng cần thiết. Phải từng chút một khiến đối phương hoàn toàn phục mình thì sau mới đỡ phiền phức. Hạ Tưởng vốn cũng không muốn tranh quyền gì với hai người Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc. Hai người này cũng không có ưu thế như của hắn. Ưu thế này lại không thể nói rõ, có khi chỉ có thể trực tiếp làm theo ý của hắn. Hơn nữa hắn suy nghĩ không chỉ là văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô nhỏ nhoi này, mà là âm thầm giúp Tào Vĩnh Quốc và Trần Phong vượt qua thử thách nghiêm khắc nhất. Cho nên phải dùng thủ đoạn nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán hoàn toàn thu phục hai người này. Phải không để bọn họ âm thầm dở trò, phải làm bọn họ tâm phục khẩu phục là điều hắn phải làm được. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là hắn biết Trần Phong đưa hắn tới văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô chính là muốn thử thách năng lực của hắn, xem hắn có kỹ xảo khống chế tốt văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô nhỏ bé này không. Trần Phong cũng không rõ ràng xác định phạm vi chức trách của hắn, cũng không nói rõ trong ba vị phó chủ nhiệm ai làm chính, đây rõ ràng là muốn mọi người tranh cao thấp. Hạ Tưởng nếu như không xông ra được trong ba người, không biểu hiện tốt, không thu phục được lòng người thì Trần Phong nhất định sẽ rất thất vọng. Hạ Tưởng rất bình tĩnh nói. Phó chủ nhiệm Ngô, thôn nhị thập lý trong quy hoạch của thành phố thì cũng được, nhưng đã có người nhận xây dựng. Hắn nói tới đây liền thôi. Hạ Tưởng giơ đồng hồ lên nhìn rồi nói. Đến giờ rồi, tôi đi báo cáo công việc với thị trưởng Trần, chờ tôi về rồi nói tiếp được không? Chương 172, dùng cả ân và uy. Ngô Cảng Đắc đâu dám nói gì, chỉ biết gật đầu. Một cán bộ cấp phó phòng lại nghiêm túc nói đến báo cáo công việc với thị trưởng cấp phó tỉnh, hơn nữa trông rất tự tin. Nếu là người khác không hồi hộp mới là lạ. Chẳng qua nếu đổi là người khác thì dù hắn làm trong cơ quan thực chất thì Ngô Cảng Đắc cũng cười đến rụng răng. Nhưng đối phương là Hạ Tưởng, y không hề cho rằng Hạ Tưởng lớn lối mà thấy đó là đương nhiên. Tâm lý con người đôi khi rất khó hiểu, cùng một chuyện xảy ra trên những người khác nhau thì hiệu quả cũng là khác nhau rất nhiều. Ngô Cảng Đắc đột nhiên phát hiện trong lòng mình có một chút sợ hãi Hạ Tưởng. Không chỉ sợ lai lịch, thân phận không rõ và chỗ dựa bí hiểm của Hạ Tưởng, mà còn sợ thái độ luôn bình tĩnh của hắn. Trong ấn tượng của Ngô Cảng Đắc thì dù là cục trưởng cục quản lý đô thị đi gặp thị trưởng Trần cũng không hề trấn tĩnh như Hạ Tưởng, còn khẩn trương đến độ đổ mồ hôi. Hạ Tưởng này thì hay rồi, nói đi gặp thị trưởng Trần mà như đi gặp người nhà mình vậy. Người nhà, trong đầu Ngô Cảng Đắc đột nhiên có suy nghĩ này. Chẳng lẽ Hạ Tưởng thật sự có họ hàng với thị trưởng Trần? Hạ Tưởng đi lên văn phòng của Trần Phong trên tầng 7, Giang Thiên khách khí mời hắn vào, bảo hắn chờ một lát. Giang Thiên nói thị trưởng Trần đang nghe điện. Giang Thiên rót nước cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng vội vàng đoạt trước và rót cho Giang Thiên một chén, rồi rót cho mình mà cười nói. Sao dám làm phiền thư ký Giang? Giang Thiên cười cười nhìn Hạ Tưởng và thầm nghĩ thị trưởng Trần đúng là yêu thích nhân tài mới đem đối phương từ huyện bá về đây. Chẳng qua thanh niên này ngoài việc tinh mắt và chịu khó ra thì mình đúng là không phát hiện có tài năng gì. Vậy mà thị trưởng Trần chẳng những điều y tới, hôm qua còn gióng trống khua chiêng nâng hắn lên, hắn rốt cuộc có tác dụng gì? Giang Thiên đi theo Trần Phong đã gần 2 năm, cấp bậc của y bây giờ là trưởng phòng. Nếu có cơ hội thích hợp thì xuống làm chủ tịch quận hoặc là bí thư quận ủy cũng không phải không có khả năng. Trần Phong trước đây cũng có ý này, chẳng qua gần đây thị trưởng Trần rất bận nên có vẻ quên việc này. Là thư ký thì ai cũng muốn được thả xuống dưới. Dù làm thư ký cho lãnh đạo phụ trách một phương thì cũng vẫn cảm thấy phục vụ người khá bó buộc. Chẳng qua chuyện phái xuống dưới nếu lãnh đạo không đề cập thì thư ký sao dám chủ động nói ra. Giang Thiên chỉ có thể đợi chờ đợi ngày mình như chim bay ra khỏi lồng. Cho nên suy nghĩ vài phương diện thì y có chút hâm mộ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng từ bên cạnh Lý Đinh Sơn nhảy đến văn phòng cải tạo thôn nội đô thì tốt xấu cũng có quyền tự chủ, hơn nữa quyền lực cũng không nhỏ. Quan trọng nhất là đến thời điểm mấu chốt còn được điều tới cơ quan quan trọng nào đó. Hạ Tưởng và Giang Thiên nói chuyện vài câu rồi được Trần Phong gọi vào phòng. Trần Phong đầu tiên là đánh giá Hạ Tưởng một chút rồi nói. Tiểu Hạ, cậu cuối cùng cũng đã tới. Tôi trông mòn con mắt rồi đó. Hạ Tưởng bây giờ đã quen với cách nói chuyện của Trần Phong. Cách khen ngợi có vẻ hơi quá của Trần Phong nhưng thực ra lại ẩn giấu vài phần diễn kịch ở trong đó. Đây là thủ đoạn rất cao để thu phục lòng người.
Hạ Tưởng liền ra vẻ rất cung kính. Cảm ơn thị trưởng Trần đã coi trọng, tôi nhất định sẽ cố gắng tạo ra thành tích ở văn phòng cải tạo thôn nội đô. Trần Phong ngẩn ra một chút rồi cười cười đầy ẩn ý. Được rồi, cậu đừng khách khí với tôi. Cậu gọi Cao Hải là thúc thúc, phó thị trưởng Tào là bá bá đầy thân thiết, đến chỗ tôi lại thành thị trưởng Trần, còn ra vẻ rụt rè e sợ. Tiểu Hạ, cậu bảo tôi nên nói gì với cậu đây? Thái độ của Trần Phong nửa thật nửa giả. Hạ Tưởng sao có thể hoàn toàn coi là thật, càng không thể cho rằng đối phương vô tâm. Vì thế hắn chỉ có thể ra vẻ xấu hổ nói. Tôi cũng muốn có quan hệ mật thiết với thị trưởng Trần, nhưng dù sao tiếp xúc quá ít, không hiểu rõ tính cách của ngài, muốn vuốt mông ngựa lại sợ sờ vào đùi ngựa nên không thể không cẩn thận một chút. Thị trưởng Trần, ngài đừng vội, chờ một thời gian nữa hiểu hơn thì ngài sẽ phát hiện tôi là một người thành thật, cố gắng làm tốt công việc, lại trung thành tuyệt đối. Trần Phong đúng là không có biện pháp gì với Hạ Tưởng nên phải cười mắng. Đúng là láo cá, khó đối phó, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu. Nói đi, cậu đã tới thành phố Yến thì có gì khó khăn không hả? Không nói ra thì tôi coi như không có khó khăn gì. Có, đúng là có. Hạ Tưởng ra vẻ nóng lòng mà nói như sợ Trần Phong đổi ý. Trần Phong có chút sửng sốt, y nghĩ Hạ Tưởng nhất định sẽ lại tỏ vẻ trung thành, sau đó xua tay nói không có gì khó khăn. Không ngờ hắn còn thuận thế mà bò lên, thật sự đưa ra yêu cầu. Trần Phong thầm nghĩ tên Hạ Tưởng này đúng là không thể suy nghĩ theo cách thông thường. Trần Phong cười nói. Nói đi. Hạ Tưởng liền vỗ vỗ chiếc ghế dưới mông mà cười hì hì nói. Điều kiện làm việc trong văn phòng thị trưởng Trần đúng là rất tốt, nhưng bàn làm việc của văn phòng cải tạo thôn nội đô đều cũ, hơn nữa còn sắp hỏng. Tôi lo lúc nào đó không cẩn thận ngã xuống thì tôi không thể nào làm việc cho thị trưởng Trần được nữa. Hạ Tưởng thầm nghĩ ông không phải nói tôi với ông có quan hệ xa cách sao, vậy thì tốt, tôi liền tiến gần xem sao. Dù sao đây là ông đề xuất trước, ông là thị trưởng không thể nào nói không giữ lời mà. Trần Phong dở khóc dở cười, y còn nghĩ rằng Hạ Tưởng sẽ đòi quyền với mình, không ngờ tên này hay rồi. Nói chuyện với thị trưởng vậy mà lại nói mấy việc bàn, ghế làm việc, đúng là chuyện bé xé ra to, lãng phí cơ hội quý giá. Y liền gõ gõ ngón tay vào bàn. Cậu đó, chút việc nhỏ này của cậu mà cũng đề cập với tôi là thị trưởng. Tôi là thị trưởng mà có nhiều thời gian lo mấy việc vặt này sao? Về sau muốn đồ dùng làm việc thì tìm bên phụ trách hậu cần là được. Nếu bọn họ kéo quá lâu thì cậu có thể trực tiếp tìm Lâm Song Ngọc phòng tổng hợp 2, cô ấy sẽ cố gắng xử lý thỏa đáng. Được rồi, cậu còn yêu cầu gì không? Không còn thì cố làm tốt công việc. Cuộc gặp Trần Phong giống như không có nội dung thực chất gì cả. Chẳng qua Hạ Tưởng hiểu một điều chính là Trần Phong muốn điều mình về thành phố Yến cũng không đơn giản là nhìn chúng tài năng của mình, nhất định là còn có ý đồ khác. Với năng lực của Trần Phong thì chỉ cần một câu là nói ra được mạng lưới quan hệ của hắn. Trần Phong nói ra được quan hệ mật thiết của hắn với Tào Vĩnh Quốc, với trí tuệ chính trị của Trần Phong thì sao không biết quan hệ của Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn, đồng thời quan hệ của Lý Đinh Sơn và Tống Chiêu Độ cũng hiểu rõ ràng. Tuy rằng Hạ Tưởng không đoán ra được mục đích của Trần Phong là gì, nhưng hắn cũng hiểu với thực lực của Trần Phong thì chỗ dựa của hắn là Tống Chiêu Độ cũng không được coi trọng mấy. Hơn nữa Tống Chiêu Độ vừa thất thế, không ai thấy được dấu hiệu quay trở lại. Xuống dưới tầng, Hạ Tưởng vào văn phòng Cao Hải ngồi nói chuyện một lúc. Cao Hải cũng không giấu gì mà trực tiếp nói Hạ Tưởng không cần lo lắng về cấp phó trưởng phòng của hắn. Bảo hắn cứ mạnh dạn làm việc. Đầu tiên nắm giữ quyền chủ động của văn phòng cải tạo thôn nội đô, đến lúc đó thì bên trên cũng không thể không cho hắn một danh nghĩa chính thức. Hạ Tưởng biết cái gọi là danh nghĩa chính thức đó là tuyên bố hắn chủ trì công việc của văn phòng cải tạo thôn nội đô. Hắn cười cười không nói gì, cũng không nói cho Cao Hải là trên thực tế hắn đã hoàn thành bước đi đầu tiên. Về tới văn phòng, Hạ Tưởng có chút ngạc nhiên phát hiện ba chiếc bàn trong phòng đã được đổi mới hết, tất cả đều là đồ dùng có cấp bậc không thấp. Một người phụ nữ mặc chiếc váy màu lam đang quay lưng về phía Hạ Tưởng mà nói chuyện với Khúc Nhã Hân. Phó chủ nhiệm Khúc, văn phòng cải tạo thôn nội đô các chị lần này coi như kiếm được thiết bị làm việc mà Ủy ban Nhân dân thành phố mới mua. Số thiết bị này vốn định trang bị cho cán bộ cấp huyện trở lên. Không ngờ thư ký Giang tự mình gọi điện thoại đến phòng tổng hợp, bảo phòng tổng hợp ra mặt tìm bên hậu cần cấp cho các chị một bộ. Ai có mặt mũi lớn như vậy mà để thư ký Giang ra mặt? Thư ký Giang ra mặt chính là ý của thị trưởng Trần.
xem ra văn phòng cải tạo thôn nội đô đúng là được thị trưởng Trần chú ý. Ngô Cảng Đắc đang ở bên nhìn đến độ sáng mắt, y đi quanh chiếc bàn làm việc mới mà không ngừng chậc chậc thành tiếng. Xem ra y đang rất hưng phấn, mắt y rất sáng nên phát hiện ra Hạ Tưởng đã đứng ở cửa nên vội vàng nói. Phó chủ nhiệm Hạ đã trở lại, không cần đoán tôi cũng biết khẳng định là thị trưởng Trần nể mặt anh nên mới nhớ tới mà cho văn phòng cải tạo thôn nội đô thiết bị mới. Người phụ nữ mặc váy màu lam nhạt quay đầu lại, cô gái này có khuôn mặt dài và gầy khá giống người Hàn Quốc. Khi cô nhìn người thì ánh mắt cố gắng mở to nhưng không quá lớn, khiến cô trông khá bướng bỉnh. Mặc dù nhìn qua cô không quá đẹp, hơn nữa đã gần 30, đã trải qua tuổi thanh niên nhưng tuyệt đối không thể nói là khó nhìn, còn có một hương vị xuất trần. Điều này làm Hạ Tưởng có chút ngạc nhiên. Trưởng phòng Lâm, đây là phó chủ nhiệm Hạ Tưởng văn phòng cải tạo thôn nội đô chúng tôi. Khúc Nhã Hân giới thiệu nói. Phó chủ nhiệm Hạ đây là trưởng phòng Lâm phòng tổng hợp 2. Khúc Nhã Hân giới thiệu rất có ý, nói tên của Hạ Tưởng nhưng không nói tên đầy đủ của Lâm Song Ngọc. Lâm Song Ngọc chủ động đưa tay ra mà nói. Chào phó chủ nhiệm Hạ, tôi là Lâm Song Ngọc. Hạ Tưởng khẽ nắm rồi bỏ ra, rất có lễ phép mà nói. Không ngờ trưởng phòng Lâm tự mình tới đây, làm phiền chị. Lời này tất nhiên là thầm thừa nhận là hắn yêu cầu thị trưởng Trần đổi mới thiết bị làm việc của văn phòng cải tạo thôn nội đô. Khúc Nhã Hân vốn còn mơ rằng đây không phải công lao của Hạ Tưởng, không ngờ mặt mũi của hắn lại lớn như vậy, vì thế trong lòng càng thêm buồn bã. Cô cảm thấy mình không còn cơ hội gì để mà tranh vị trí số 1 với Hạ Tưởng. Lâm Song Ngọc khi cười cũng rất thú vị, cô khẽ che miệng, sau đó lại buông tay. Tuy rằng động tác này không thích hợp với phụ nữ 30 tuổi nhưng trên người cô lại không thấy có gì không ổn, hơn nữa càng làm cô trẻ thêm vài tuổi. So sánh với phó chủ nhiệm Hạ thì tôi già rồi. Đúng rồi, chủ nhiệm Hạ, anh có phải khá quen với thư ký Giang không? Thư ký Giang khi gọi điện thì nói với giọng rất quan tâm. Một khi thư ký Giang nói với giọng quan tâm như vậy, muốn lập tức xử lý thì tôi sao dám chậm trễ? Không tự mình đi xuống xem một chuyến thì tôi không yên tâm. Lời này có ý gì thì rất rõ ràng, Hạ Tưởng cũng không trực tiếp trả lời mà nói. Thư ký Giang luôn làm việc rất nghiêm túc, mọi người đều biết thư ký Giang làm việc rất ổn thỏa. Lâm Song Ngọc không tỏ vẻ gì với cách trả lời nước đôi này của Hạ Tưởng. Cô ở trong quan trường vài năm nên không biểu hiện vẻ giật mình trên mặt. Cô cười cười nói, nếu việc này do tôi mang tới, phó chủ nhiệm Hạ cũng vừa lúc ở đây thì nghiệm thu một chút, tôi cũng yên tâm rời đi. Về sau phó chủ nhiệm Hạ còn có gì cần thì trực tiếp tìm tôi là được. Lâm Song Ngọc nói như vậy có ám chỉ gì? Chờ Lâm Song Ngọc đi, Khúc Nhã Hân khẽ hừ một tiếng. Quả nhiên không hổ là chim sơn ca, đúng là giỏi dò la tin tức. Không đợi Hạ Tưởng hỏi, Ngô Cảng Đắc đã chủ động nói ra sở thích của Lâm Song Ngọc. Phó chủ nhiệm Hạ mới đến nên không biết sở thích của vị trưởng phòng Lâm này chính là thích hỏi thăm tin tức. Ai có quan hệ với ai? Quan hệ gần với ai thì cô ta đều muốn hỏi rõ ràng. Cô ta chẳng những thích hỏi thăm sau lưng người khác, còn thích trước mặt hỏi người khác. Về sau anh phải tránh xa cô ta một chút, tránh cho bị trúng bẫy của cô ta. Khúc Nhã Hân thầm nghĩ chỉ bằng chút trình độ nhỏ nhoi của Lâm Song Ngọc mà còn muốn gài bẫy Hạ Tưởng sao. Vừa rồi nói mấy câu đã bị Hạ Tưởng nói qua loa tránh khỏi. Qua đó có thể thấy Hạ Tưởng cũng là nhân vật lợi hại. Ngô Cảng Đắc thấy vẻ mặt Hạ Tưởng khá tốt. Có lẽ tâm trạng cũng được nên cười nói. Chủ nhiệm Hạ, chuyện của thôn Nhị Thập Lý, tôi nghĩ đến công ty bất động sản Cát Thành đã nhận xây dựng. Giám đốc công ty này rất biết cư xử, cũng có quan hệ khá tốt với văn phòng cải tạo thôn nội đô chúng ta. Y nói do chúng ta ra mặt sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn một chút, cho nên. Cho nên gì? Hạ Tưởng biết trong chuyện này nhất định có vấn đề. Công ty bất động sản Cát Thành không ra mặt có lẽ là biết khó khăn trong đó. Hoặc là bọn họ trả giá quá thấp khiến dân chúng khó chịu. Nhưng Ngô Cảng Đắc chủ động xin đi xử lý cũng là điều đáng phải suy nghĩ. Quyền lực trong tay văn phòng cải tạo thôn nội đô nói nhỏ cũng nhỏ, nói lớn cũng lớn. Nếu không có lực cản thì văn phòng cải tạo thôn nội đô chỉ để đó không tác dụng gì. Nếu lực cản càng lớn thì tác dụng của văn phòng cải tạo thôn nội đô càng lớn. Ngô Cảng Đắc nhận chút chỗ tốt trong đó cũng không đáng gì. Hạ Tưởng lo là người sau lưng ủng hộ bất động sản Cát Thành là ai, cho nên hắn cố ý dọa Ngô Cảng Đắc một chút. Phó chủ nhiệm Ngô, thị trưởng Trần đưa chúng ta tới đây thành lập văn phòng cải tạo thôn nội đô,
chính là hy vọng chúng ta không dựa vào các quan hệ linh tinh, có thể công bằng giải quyết vấn đề. Nếu chúng ta nhanh như vậy có quan hệ phức tạp, rắc rối với công ty bất động sản, nhà đầu tư xây dựng, thị trưởng Trần biết sẽ rất nhanh đổi chúng ta ngay, lại một lần nữa dùng nhóm người mới. Ngô Cảng Đắc sợ đến độ đổ mồ hôi mà nói. Chủ nhiệm Hạ, tôi cũng chỉ là ăn vài bữa cơm với phó chủ nhiệm Khúc mà thôi, không có gì khác cả. Khúc Nhã Hân không vui mà nói. Chủ nhiệm Hạ, hình như trưởng ban thư ký Cao còn chưa rõ ràng quy định ai chủ trì công việc của văn phòng cải tạo thôn nội đô mà. Thái độ công tác của anh phải chỉnh một chút mới phải. Hạ Tường không hề tức giận mà cười hì hì nói. Phó chủ nhiệm Khúc nói rất đúng. Tôi chỉ là thuận miệng nói mà thôi, đừng coi là thật rồi để trong lòng. Sau đó hắn lấy tay chỉ vào túi của Khúc Nhã Hân rồi nói. Chiếc túi rất đẹp, hàng hiệu đó. Bao nhiêu tiền nhỉ? Khúc Nhã Hân hoảng hốt vội vàng bỏ túi xuống dưới rồi nói. Không biết thì đừng nói linh tinh, đây là tôi mua ở chợ mà. Hạ Tưởng xua tay không tiếp lời cô mà nói với Ngô Cảng Đắc. Đồng hồ của phó chủ nhiệm Ngô rất được, hãng Tissot Thụy Sĩ cơ à? Ngô Cảng Đắc vội vàng rụt tay lại mà nói. Đồ giả thôi mà. Hạ Tưởng cũng không nói nhiều mà chỉ lẩm bẩm một tiếng. Một khi xảy ra chuyện thì thật hay giả sẽ do Cục Công Thương định đoạt. Nếu dám định là hàng thật thì có thể phải ngồi tù. Hắn lại nhìn Ngô Cảng Đắc rồi thở dài một tiếng. Đừng trách tôi lắm miệng. Phó chủ nhiệm Ngô, tôi thấy anh khá được nên mới có ý tốt nhắc anh một chút. Ăn uống thì không có gì là lớn, nhưng nếu vì cầm chút đồ vật rồi làm tay sai cho người khác, nếu cuối cùng bị đưa lên thị trưởng Trần thì kết quả như thế nào chắc anh cũng biết đó. Ngô Cảng Đắc đổ mồ hôi như mưa, sau đó vội vàng tháo đồng hồ trên tay xuống mà nói. Kiều Bạch Điền lừa tôi nói chỉ có mấy trăm tệ và tặng tôi chiếc đồng hồ này. Tên khốn kiếp đó. Khúc Nhã Hân cầm túi nhìn một chút vài lần rồi có chút không tin nói. Vậy túi này đáng bao tiền? Kiều Bạch Điền nói cũng chỉ vài trăm thôi mà. Hạ Tưởng cười cười ra vẻ tin hay không tùy các người. Hắn cầm lấy đồng hồ đeo lại cho Ngô Cảng Đắc. Phó chủ nhiệm Ngô, trước hết cứ đeo vào. Kiều Bạch Điền nói bao tiền thì là từng đó. Dù sao anh cũng không rõ giá trị thật. Vấn đề không ở chỗ chiếc đồng hồ và túi đáng giá bao tiền. Mà ở chỗ Kiều Bạch Điền rốt cuộc muốn văn phòng cải tạo thôn nội đô chúng ta làm gì cho y. Với tài chính của Ngô Cảng Đắc thì sẽ không mua được chiếc đồng hồ Thụy Sĩ này, với thẩm mỹ của Khúc Nhã Hân cũng sẽ không mua đồ này. Cho nên Hạ Tưởng có thể đoán ra hai thứ này là do người khác tặng bọn họ. Khúc Nhã Hân còn muốn cãi vài câu nhưng Ngô Cảng Đắc lại nháy mắt ra hiệu. Ngô Cảng Đắc nói, Phó chủ nhiệm Hạ, không giấu anh, thực ra Kiều Bạch Điền cũng không có ý đồ xấu gì cả. Y chỉ là muốn văn phòng cải tạo thôn nội đô chúng ta giải quyết mấy hộ không chịu giải tỏa ở thôn Nhị Thập Lý mà thôi. Tôi và phó chủ nhiệm Khúc cũng chỉ qua lại 2-3 lần với Kiều Bạch Điền, cũng không có chuyện gì quá. Hạ Tưởng không nói gì, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc ấy có công ty nào cạnh tranh quyền khai thác Nhị Thập Lý với bất động sản Cát Thành? Công ty bất động sản Thiên An. Khúc Nhã Hân nói, đối với một ít tư liệu và số liệu thì cô nhớ rõ hơn Ngô Cảng Đắc. Cô có chút nuối tiếc bỏ chiếc túi xuống rồi nói. Phó chủ nhiệm Hạ, vậy anh nói có nhận chiếc túi này không? Bị Hạ Tưởng dọa làm cho Khúc Nhã Hân có chút lo sợ. Dù sao lòng dạ đàn bà không sâu, hơn nữa Hạ Tưởng có năng lực nhìn cái là ra giá trị của túi và đồng hồ, điều này nói rõ ánh mắt của hắn rất nhạy bén. Khúc Nhã Hân không thể không hỏi vài câu, nếu chẳng may hắn thầm báo cáo với trưởng ban thư ký Cao cũng không phải việc tốt. Cô dù sao cũng lăn lộn trong quan trường vài năm, có một số việc có thể lớn, có thể nhỏ, tất cả đều do một câu của lãnh đạo. Hạ Tưởng điềm nhiên nói. Nhận, vì sao không nhận chứ? Kiều Bạch Điền có ý tốt thì không thể nào lạnh nhạt mà. Đã tặng thì nhận, về phần thôn Nhị Thập Lý thì phải nghiên cứu, chưa thể có quyết định. Hạ Tưởng nói như vậy làm Khúc Nhã Hân rất phục. Khúc Nhã Hân thầm nghĩ tên Hạ Tưởng này tuổi không nhiều nhưng cách làm việc lại trầm ổn. Hơn nữa còn rất khó đoán biết. Cô bây giờ đã tâm phục khẩu phục. Được rồi, dù mạnh hơn nữa thì phụ nữ cũng không bằng đàn ông mà, nhưng hắn cũng không vấn đề gì mà. Coi như là tạo đường về sau cho mình. Tuổi mình còn trẻ, đường còn dài, không nên vì việc ai chủ trì công việc văn phòng cải tạo thôn nội đô mà làm mất lòng y. Khúc Nhã Hân đúng là vừa tức lại vừa sợ Hạ Tưởng, sâu trong lòng cũng đã cam chịu việc Hạ Tưởng chủ trì công việc của văn phòng cải tạo thôn nội đô.
Ngô Cảng Đắc càng không cần phải nói, y không thể không bội phục cách nói chuyện trầm ổn, lúc cao lúc thấp của Hạ Tường. Y bây giờ không hề dám có suy nghĩ lợi dụng Hạ Tường mà chèn ép Khúc Nhã Hân nữa. Ngược lại y quyết tâm nghe theo sự chỉ huy của Hạ Tường. Vậy để bọn họ làm loạn lên và chúng ta không quản sao? Ngô Cảng Đắc không dám lớn tiếng. Chương 173, phải phát hiện ra người đứng phía sau màn. Thanh niên dễ bốc đồng, nóng nảy, thích tự hành hạ mình thì cứ để bọn họ làm vậy đi. Bất động sản Cát Thành không nóng lòng ra mặt, chúng ta sao lại phải gấp như vậy? Dù sao kéo dài thì tổn thất là Cát Thành, chẳng qua tôi cũng có một đề nghị. Ngô Cảng Đắc rất cung kính nói. Mời chủ nhiệm Hạ nói cho tôi biết. Hạ Tường liền cười cười đầy chân thành mà nói. Ha ha, ý tưởng của tôi chẳng qua chỉ là thả con tép, bắt con tôm, coi như là dựa vào bản tham khảo của phó chủ nhiệm Ngô. Nếu Kiều Bạch Điền đã nhờ như vậy thì chúng ta không thể không làm gì mà, phải không? Phó chủ nhiệm Ngô có thể dẫn theo mấy người sang đó xem một chút, xem bọn họ làm ầm lên là vì đòi cái gì. Dù sao mình tới đã tỏ lòng thành rồi, còn về phần vì sao không ra tay ngăn lại là do số lượng người không đủ, năng lực có hạn nên bọn họ không thể nào đối chọi phải không? Đúng đúng, sẽ làm theo ý của phó chủ nhiệm Hạ. Ngô Cảng Đắc vui mừng ra mặt, y bây giờ đúng là vừa kính phục vừa sợ hãi Hạ Tường. Ngô Cảng Đắc vừa đi, Hạ Tường liền cười cười xin lỗi Khúc Nhã Hân. Làm phó chủ nhiệm Khúc cười chê rồi, tôi mới tới nên đầu óc chưa chín chắn. Vậy mà phó chủ nhiệm Ngô còn có thể đồng ý với ý tưởng của tôi, điều này làm tôi rất phục sự khiêm tốn và tính giác ngộ của anh ta. Khúc Nhã Hân cười nói. Chủ yếu là do phó chủ nhiệm Hạ trẻ tuổi, có năng lực, nhìn nhận vấn đề rất chuẩn. Cô đang thầm nghĩ trong lòng, Ngô Cảng Đắc mà khiêm tốn. Trò đùa gì vậy, y xuất thân quản lý đô thị, người chẳng có đầu óc, cũng không có thủ đoạn. Đáng tiếc bị thằng Hạ Tưởng làm cho phục. Ngô Cảng Đắc bây giờ là sợ Hạ Tưởng mà không phải giác ngộ cao gì. Hạ Tưởng có thể đoán được sự bất mãn của Khúc Nhã Hân, chẳng qua hắn không có thời gian đấu đi đấu lại với bọn họ. Cho nên hắn phải dùng thủ đoạn phi thường lập tức đánh ngã bọn họ. Bởi vì hắn biết việc cải tạo thôn nội đô được một nửa thì gặp cản trở càng lúc càng lớn. Nguyên nhân không hoàn toàn do dân chúng, mà rất nhiều vấn đề ngay từ đầu là do các thế lực khắp nơi không coi trọng cải tạo thôn nội đô. Bây giờ thấy được giá trị kinh doanh lớn sau khi cải tạo. Dù là khu dân cư mới được xây dựng hay là cải tạo thành địa điểm công cộng đều cần đầu tư rất nhiều tài chính. Các thế lực khắp nơi tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội rất lớn này. Bọn họ nghe tin liền bắt đầu hành động, đều muốn xen vào một tay. Hạ Tường biết Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân không thể nào biết được tin tức về sự thảm khốc trong đó. Nhưng bây giờ ở mặt ngoài chính là cải tạo nửa số thôn nội đô còn lại tiến bước rất khó khăn. Gặp khó khăn càng lúc càng nhiều, lực cản càng lúc càng lớn, rất nhiều hiện tượng tưởng không tới lại không ngừng kéo đến. Hạ Tường hiểu văn phòng cải tạo thôn nội đô thực ra chính là một hỏa lò lớn. Bây giờ lửa bên dưới lò càng đốt càng to, hai người Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc nếu không sớm nhận ra thì kiểu gì cũng bị cháy. Thành phố Yến là tỉnh thành, lại là thành phố cấp phó tỉnh nên mặc dù có quyền tự chủ nhất định, nhưng mặt mũi của tỉnh thành thì phải chấp hành theo chính sách của tỉnh. Không nói các thường vụ tỉnh ủy liên quan, hơn nữa mấy tên phó chủ tịch tỉnh có ý đồ, chỉ riêng thành phố Yến cũng có hơn 10 thường vụ. Ai cũng có quan hệ của mình, ai cũng suy xét cho lợi ích của bản thân mình. Đối mặt với lợi ích kinh tế quá lớn thì không ai không muốn đưa tay ra mò một chút. Văn phòng cải tạo thôn nội đô lại là một chuyện lớn nhất từ trước đến nay của thành phố Yến, bỏ qua thì sẽ không có lần sau. Vì thế rất nhiều người muốn thừa cơ kiếm một khoản, muốn chia một bát canh. Chuyện ở phố Nhị Thập Lý là một ví dụ rõ ràng. Phó chủ nhiệm Khúc, bất động sản Thiên An và bất động sản Cát Thành có lai lịch gì? Hạ Tường không để ý tới vẻ châm chọc trong lời của Khúc Nhã Hân, cũng không có tâm trí để mà so đo với cô. Trong mắt hắn không phải là một văn phòng cải tạo thôn nội đô mà là toàn bộ thành phố Yến. Hắn phải biết rõ mục đích thật sự của Trần Phong, cũng phải nghĩ hết biện pháp không để Cao Thành Tùng làm ngã Trần Phong. Bảo vệ Trần Phong chính là bảo vệ Tào Vĩnh Quốc. Giám đốc bất động sản Thiên An là Tôn Hiện Vĩ, 40 tuổi, trước kia dựa vào kinh doanh thuốc mà lập nghiệp. 3 năm trước đây Tôn Hiện Vĩ đột nhiên tham gia ngành sản xuất bất động sản, làm hai khu dân cư bán lãi không ít. Tôn Hiện Vĩ xử sự khiêm tốn, chưa bao giờ nhận lời phỏng vấn của truyền thông, cũng không nghe nói y có chỗ dựa gì. Khúc Nhã Hân không cần xem tài liệu đã có thể đọc phanh vách.
Giám đốc bất động sản Cát Thành là Kiều Bạch Điền, 45 tuổi, ngay từ đầu đã lập nghiệp bằng nghề bất động sản. Cuột khởi rất nhanh, trong vòng mấy năm đã xây dựng được mấy tòa nhà khá nổi tiếng, ví dụ như Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, Vọng Nguyệt Lâu, Thủy Tạ Hoa Đô. Nghe nói y có chỗ dựa ở trên tỉnh, thành phố, cụ thể là ai đều có nhiều lời đồn đoán. Chẳng qua có lẽ đều là không căn cứ. Kiều Bạch Điền là một người nho nhã. Các khu dân cư xây dựng đều nổi tiếng với vẻ cổ điển, đẹp mắt, hơn nữa còn có cái tên đẹp. Hạ Tưởng cười cười và gật đầu với Khúc Nhã Hân. Hắn hiểu Khúc Nhã Hân không thể biết chỗ dựa thực sự của bất động sản Thiên An và bất động sản Cát Thành, bởi vì cô chưa đến cấp độ tiếp xúc việc bí mật đó. Phải nói bắt đầu từ giai đoạn bây giờ đến liên tục mười mấy năm sau là thời kỳ phát triển hoàng kim của bất động sản thành phố Yến. Ngành bất động sản này như một chiếc giếng không khỏe mạnh, nó chiếm rất nhiều tài chính của hệ thống ngân hàng, cũng nuốt không ít tiền mồ hôi nước mắt tích tụ cả đời của dân chúng. Gần như tất cả các ông trùm bất động sản của thành phố Yến đều bắt đầu từ lúc này. Đương nhiên không bao gồm đầu sỏ bất động sản lớn nhất của tỉnh Yến, Thành Đạt Tài. Thành Đạt Tài lập nghiệp khá lâu, bây giờ tập đoàn Đạt Tài của y coi như đã khống chế nửa thị trường bất động sản thành phố Yến. Nếu so sánh với tập đoàn Đạt Tài thì bất động sản Thiên An và bất động sản Cát Thành chẳng qua chỉ là trẻ con mới tập bước đi. Hạ Tưởng thầm nghĩ rằng có cơ hội thì sẽ gặp Kiều Bạch Điền một lần. Bất động sản Cát Thành của y có thể nắm được phố Nhị Thập Lý thì nhất định chiếm được nhân vật đứng sau mạnh mẽ ủng hộ. Phố Nhị Thập Lý coi như nằm ở khu phố trung tâm trong quy hoạch của thành phố Yến. Mảnh đất vàng này được xây dựng thành khu dân cư thì đúng là tấc đất tấc vàng. Bất động sản Thiên An cạnh tranh thua bọn họ thì sẽ cam tâm chấp nhận thất bại, không âm thầm gây chút khó dễ sao? Hạ Tưởng không tin. Chẳng qua hắn tạm thời cũng không có tin tức xem ai là người đứng sau ủng hộ các công ty bất động sản tư nhân này. Chẳng qua Hạ Tưởng không gấp, chỉ cần Ngô Cảng Đắc làm theo kế hoạch của hắn thì sớm muộn sẽ có người chủ động trồi lên mặt nước. Buổi trưa Ngô Cảng Đắc vội vàng trở về. Bụi đất ở hiện trường làm cho mặt, quần áo của hắn toàn bụi, chẳng qua tâm trạng khá vui vẻ. Ngô Cảng Đắc vừa thấy Hạ Tưởng liền nói. May quá, còn kịp mời phó chủ nhiệm Hạ đi ăn trưa. Trưa nay chúng ta ngồi một chút, coi như chào mừng phó chủ nhiệm Hạ chứ. Hạ Tưởng cầm một chiếc khăn mặt ướt phủi bụi thay cho Ngô Cảng Đắc rồi nói. Cả người đầy đất mà tới nhà hàng ăn, còn không sợ người ta đuổi ra sao? Phó chủ nhiệm Ngô mau đi rửa mặt đi, tình hình hiện trường thế nào? Ngô Cảng Đắc thấy hành động thân thiết của Hạ Tưởng mà thấy ấm áp. Y lại nhìn Khúc Nhã Hân và nghĩ đàn ông đúng là tốt, nói chuyện thẳng thắn, làm việc sảng khoái. Phụ nữ đúng là phiền phức, chuyện gì cũng nghĩ là to. Ngô Cảng Đắc thấy quan hệ của mình và Hạ Tưởng đã gần hơn một chút. Y vừa vội vàng rửa mặt vừa nói. Tình hình rất bình thường. Sau khi tôi tới đó liền mang theo thái độ thờ ơ lạnh nhạt đi vòng vo nửa ngày nhưng không phát hiện ai tới làm loạn, cũng không có việc gì lạ. Chẳng qua xe thi công của bất động sản Cát Thành vừa tới liền lập tức có mười mấy tên thanh niên trai tráng, mỗi người cầm trong tay một cây gậy sắt rất hung hăng. Người Cát Thành yêu cầu chúng ta ra mặt, tôi nói hôm nay người tới không đủ. Bọn họ lại bảo chúng tôi liên hệ với đồn công an địa phương, tôi giả vờ gọi điện thoại, sau đó nói trưởng đồn không có ở đó và kéo dài thời gian với bọn họ tới bây giờ. Bọn họ vốn muốn mời tôi ăn cơm, chẳng qua nhớ còn chưa mở tiệc chào mừng phó chủ nhiệm Hạ nên vội vàng về. Buổi trưa ba người Hạ Tưởng, Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân ăn lẩu ở một nhà hàng lẩu đối diện với trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Mặc dù bây giờ là đầu hè nhưng người thành phố Yến rất hứng thú với món lẩu mới xuất hiện này, không ngờ rất đông khách. Cũng may Ngô Cảng Đắc quen với chủ nhà hàng lẩu này nên lấy được một phòng riêng. Ba người dù sao không quá quen thuộc nên lúc ăn cũng không nói nhiều, cũng không uống nhiều vì chiều còn đi làm. Chẳng qua sau vài chén khiến quan hệ kéo gần hơn rất nhiều. Nhất là Ngô Cảng Đắc uống vài chén liền bắt đầu xưng anh em với Hạ Tưởng giống như bạn bè quen biết nhiều năm rồi vậy. Hạ Tưởng cũng biết Ngô Cảng Đắc đây là nửa thật nửa giả, mượn rượu mà nói nhưng hắn không nói phá, cũng chạm chén và trao đổi với đối phương. Mặc dù nói chuyện nhưng Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân đều cố ý tránh không hỏi về lai lịch của Hạ Tưởng. Chẳng qua hai người đều không hẹn mà cùng cảm ơn việc Hạ Tưởng vừa lên đã được đổi bàn làm việc mới, đều nói Hạ Tưởng mang tới không khí mới cho văn phòng cải tạo thôn nội đô. Cả chiều hôm đó Hạ Tưởng vùi đầu xem rất nhiều tài liệu. Hắn cũng hiểu đôi chút về tiến triển của việc cải tạo thôn nội đô trong giai đoạn này. Thành phố Yến có tổng cộng 20 thôn nội đô, không bao gồm 20 thôn ở ngoại thành.
Thôn nội đô đều ở vành đai thứ hai, hơn nữa ít nhất có một nửa nằm trong vành đai thứ nhất, thậm chí là các khu đất vàng ở trung tâm. Vây quanh các nhà cao tầng ở khu buôn bán lại có một loạt nhà cũ xuống cấp thì đúng là lãng phí tài nguyên quá lớn. Cũng không có lợi cho sự phát triển của cả thành phố Yến. Thành phố Yến mới phát triển, không có lịch sử quá lâu đời, lại không có quá khứ huy hoàng. Mấy năm trước thành phố Yến còn là một thị trấn nhỏ. Sau khi giải phóng lựa chọn tỉnh thành của tỉnh Yến thì về cơ bản không ai nghĩ tới thành phố Yến. Chỉ là vị trí của thành phố Yến vừa lúc nằm ở giữa, thành phố Bảo cách Bắc Kinh khá gần, phía nam thì có thành phố Đan Thành coi như cách một đoạn mà thôi, gần các tỉnh lân cận. Cuối cùng thành phố Yến có thể thành tỉnh thành là do vị trí ưu việt của nó. Bởi vì thành phố Yến phát triển quá nhanh, lại do nguyên nhân lịch sử nên rất nhiều thôn nhỏ không kịp chuyển đi, sau đó bị đủ các công trình kiến trúc cao tầng vây quanh. Trải qua vài năm phát triển khiến cho hình thành kỳ quan thôn nội đô độc nhất vô nhị. Trong quy hoạch lâu dài của thành phố Yến thì nó chẳng những làm mất đi hình ảnh của thành phố Yến, hơn nữa còn ngăn cản kinh tế phát triển. Nó giống như một lớp bì trên da vậy, vừa xấu vừa ảnh hưởng tới sức khỏe của cơ thể, nhất định phải chữa trị. Bây giờ đã chỉnh thể chia việc cải tạo thôn nội đô thành hai bộ phận. Nói cách khác các khu vực hẻo lánh thì công tác giải phóng mặt bằng là khá dễ dàng. Nhưng càng là khu gần trung tâm thì càng khó khăn, càng tới gần khu phố trung tâm thì giá đất càng cao, lợi ích kinh tế càng lớn, qua đó mâu thuẫn cũng nhiều hơn. Suy nghĩ của Hạ Tưởng càng lúc càng rõ ràng, cải tạo thôn nội đô dễ dàng nhất là ở giai đoạn thứ nhất, bây giờ đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Các thôn nội đô ở khu phố ngoài trung tâm hơn phân nửa cải tạo thành công viên và nơi giải trí. Nhưng giai đoạn thứ hai thì hầu hết thôn nội đô sẽ được xây dựng thành các khu dân cư, như vậy ba phương thế lực đều xuất hiện. Văn phòng cải tạo thôn nội đô đại biểu cho chính quyền, nông dân là người bị di rời, bọn họ cũng có ham muốn lợi ích, muốn kiếm được nhiều hơn. Giữa người và người luôn có mâu thuẫn, không thể nào không mất lòng nhau được. Hạ Tưởng đọc tài liệu đến độ đau đầu liền đứng lên xoa xoa huyệt thái dương. Hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua cửa kính màu trà là phố Hoa Trung bên ngoài Ủy ban Nhân dân thành phố. Người đi trên đường liên miên không dứt, ánh mặt trời chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách. Ánh nắng chói chang làm người ta cảm thấy nóng nực, thời tiết càng lúc càng nóng, thành phố Yến mùa hè giống như một cái lò thiêu, không hề kém gì so với Bắc Kinh. Không biết Liên Nhược Hạm sao rồi. Cô biến mất lâu như vậy mà không có tin tức gì. Nói thật Hạ Tưởng đúng là nhớ cô gái nhìn như tùy hứng nhưng vẫn kiên trì nguyên tắc, cũng không cố tình gây chuyện, càng không ỷ thế hiếp người, lạnh nhạt như ánh trăng, đẹp như hoa hồng. Tuy rằng vài lần bị hắn thầm lợi dụng, cũng có xung đột không lớn không nhỏ với hắn, nhưng thật lòng mà nói cô tuyệt đối không nợ gì hắn. Mà ngược lại Hạ Tưởng nợ cô rất nhiều. Không nói hắn bảo Tào Thù Lê lưu cô lại, âm thầm dùng cô để làm loạn cục diện của huyện bá. Nếu không có cô giúp em hắn tới thành ủy thành phố Đan Thành công tác, chỉ riêng việc giữa trời tuyết cô chạy đường núi từ Bắc Kinh tới huyện bá đã làm hắn cả đời khó quên. Sao có thể quên được một cô gái xinh xắn mạo hiểm giữa trời tuyết chạy từ Bắc Kinh theo đường núi tới huyện bá vì nói cho hắn đường núi có thể thông xe. Sao có thể quên được lúc cô dứt khoát quay người đi, không hề do dự biến mất trong mưa tuyết ngập trời, từ đó về sau không có chút tin tức gì. Điều này làm hắn không có cơ hội cảm ơn. Liên Nhược Hạm thật đúng là một cô gái làm người ta không thể cân nhắc được. Hạ Tưởng cười cười lắc đầu, có một số người và việc đã trôi qua không nên suy nghĩ tới. Giống như Dương Bối vậy, nghe nói vẫn không có tin tức gì về hắn. Sau lần biến động đó không biết tính cách yếu đuối của cô có thể kiên cường được không? Phó chủ nhiệm Hạ uống nước. Một giọng nói làm Hạ Tưởng mơ màng tỉnh lại, Trung Nghĩa Bình đang có chút xấu hổ đứng đó. Tay cầm chén nước. Hạ Tưởng nghĩ đến lúc xử lý ba anh em Ngô gia thì Trung Nghĩa Bình có biểu hiện khá tốt, cách cư xử thông minh, năng lực ứng biến mạnh. Hạ Tưởng có ấn tượng khá tốt nên cười cười nhận nước. Rót nước là việc nhỏ mà, tôi tự làm là được, không cần phiền cậu. Tiểu Trung, ngồi xuống nói chuyện. Trung Nghĩa Bình sau khi ngồi xuống thì mới đầu có chút rụt rè, chỉ sau đó liền nói nhiều hơn. Dù sao y và Hạ Tưởng tuổi tương đương nhau. Có nhiều tiếng nói chung, nói chuyện với Hạ Tưởng coi như khá hào hợp. Trung Nghĩa Bình tốt nghiệp Đại học Giao thông Thượng Hải, y dựa vào bản lĩnh thật sự mà vào Cục Công Thương thành phố Yến. Y công tác 2 năm rất chăm chỉ, thật thà, chưa bao giờ mắc sai lầm, các đợt khảo sát đều là ưu tú. Nhưng dù là thăng chức hay là phúc lợi đều không tới lượt y.
Y thế mới biết được sau lưng không ai thì muốn thăng chức sẽ giống như trúng xổ số vậy, khả năng là rất thấp. Không biết thị trưởng Trần sao lại phát hiện ra mình, y đột nhiên nhận được lệnh điều động, bảo y tới văn phòng cải tạo thôn nội đô ủy ban nhân dân thành phố báo danh. Mặc dù y không rõ văn phòng cải tạo thôn nội đô cụ thể là cơ cấu gì, nhưng nếu thị trưởng Trần nhìn chúng y, Trung Nghĩa Bình ngoài mừng như điên thì rất cảm kích thị trưởng Trần. Vừa tới văn phòng cải tạo thôn nội đô, y phát hiện Hạ Tưởng còn trẻ hơn mình, nhưng lại là phó chủ nhiệm, cùng cấp với hai vị phó chủ nhiệm kia. Y đúng là vừa kính sợ vừa tò mò với Hạ Tưởng. Đồng thời y cũng rất tán đồng thủ đoạn xử lý anh em Ngô gia của Hạ Tưởng. Đồng thời Trung Nghĩa Bình cũng có chút tò mò vì Hạ Tưởng còn trẻ như vậy đã làm phó chủ nhiệm văn phòng cải tạo thôn nội đô. Trung Nghĩa Bình mặc dù không quá nịnh bợ nhưng cũng biết bưng trà rót nước cho lãnh đạo sẽ được lãnh đạo có ấn tượng tốt, vì thế sẽ nhân cơ hội đến gần lãnh đạo. Vì thế y liền tìm cơ hội lấy danh nghĩa rót nước cho Hạ Tưởng, qua đó kéo gần quan hệ với Hạ Tưởng. Trong lòng Hạ Tưởng rõ ràng ý đồ Trung Nghĩa Bình tới. Hắn cũng hiểu cậu này coi như cũng được, cũng có ý bồi dưỡng vài người của mình nên rất kiên nhẫn nói chuyện với y. Ngô Cảng Đắc và Khúc Nhã Hân không thèm để ý việc Trung Nghĩa Bình muốn tạo quan hệ với Hạ Tưởng. Ở cơ quan nhà nước muốn tiến lên thì phải tìm mọi cách mà qua lại với lãnh đạo. Vì thế bọn họ tập mãi cũng thành quen. Không biết lúc nào đã hết giờ làm, Trung Nghĩa Bình liền đề xuất mời Hạ Tưởng đi ăn, nhưng Hạ Tưởng đã từ chối. Xin lỗi tôi có hẹn rồi, để lần sau đi. Trung Nghĩa Bình có chút nuối tiếc nói. Được ạ, tôi lần sau sẽ hẹn phó chủ nhiệm Hạ trước. Tôi nhớ là ngài đã đồng ý nhận lời mời của tôi. Trung Nghĩa Bình vừa đi, Ngô Cảng Đắc liền cười hì hì đi tới nói. Có hoạt động gì à? Hạ Tưởng thấy đối phương nháy nháy mắt liền biết y nghĩ việc gì nên vừa tức vừa buồn cười nói. Đừng nghĩ linh tinh, tôi chỉ về trường cũ một chút mà thôi. Tôi biết rồi. Ngô Cảng Đắc đổi mặt một chút, nhưng vẫn có vẻ gian xảo. Nhất định là tìm em gái cùng trường nào phải không? Hạ Tưởng coi như phục Ngô Cảng Đắc, chó ngáp phải ruồi cũng không cần chuẩn như vậy chứ. Thành phố Yến đến tối thì trời bắt đầu giảm nhiệt độ đi. Đường phố không còn nhiều người qua lại như trước nữa, dòng xe cộ và người đi đường ít dần đi. Ánh nắng chiều kéo dài cái bóng của Hạ Tưởng dưới mặt đất trông không chân thật. Hắn xuống xe đứng ở ngã tư đường hết nhìn đông lại nhìn tây như người xa cách mười mấy năm về chỗ cũ. Đời trước sau khi tốt nghiệp đại học, hắn tuy rằng vẫn ở lại thành phố Yến nhưng Hạ Tưởng không về học viện kiến trúc lần nào. Bây giờ đứng trước cửa học viện kiến trúc, ngẩng đầu nhìn mấy hàng bán rán, bán trái cây quen thuộc, còn có cả cô hàng nước, Hạ Tưởng không tự chủ nghĩ tới mấy món mà lúc trước hắn thích ăn nhất như bánh rán và chai soda ướp lạnh. Tuổi trẻ đúng là tốt, khi đó dù ăn gì cũng ngon, tiêu hóa không vấn đề gì, không phải lo đau bụng. Hắn còn nhớ rõ từng một hơi uống nửa phích nước nóng. Sau đó lại uống nửa phích nước lạnh ngắt. Hắn không hề có cảm giác không thoải mái. Đúng là thanh niên nên không suy nghĩ đến sức khỏe của mình sau này. Hạ Tưởng đến chào cặp vợ chồng bán hàng bánh rán làm bọn họ có chút giật mình. Chương 174, cơn tức của người đẹp và mối tình của Hạ Tưởng. Bà chủ quán và chồng đều vui mừng gật đầu chào Hạ Tưởng, lại dùng giọng bên huyện nói làm Hạ Tưởng cảm thấy rất thân thiết. Đời trước hắn đã ăn đủ món ngon, đặc sản nhưng vẫn nhớ món bánh rán ở hàng này. Bữa sáng với món bánh rán và chai soda lạnh đúng là rất tuyệt vời. Chị bánh rán, ông anh vui vẻ, thất hỉ nhà anh chị đâu rồi? Hạ Tưởng chẳng những biết biệt hiệu của đôi vợ chồng này, còn biết con gái bọn họ tên là Thất Hỉ. Được rồi, đừng có gọi cái biệt hiệu đó, khó nghe lắm. Tôi tên Lưu Xảo Nhi, chồng tôi tên Vương Đại Bản, con gái tôi tên Vương Tiểu Nha, đừng có gọi mấy cái biệt hiệu kia nữa. Ăn chút bánh nhé, tôi không cho hành vào đó. Bà chủ quán Lưu Xảo Nhi rất khó chịu với việc Hạ Tưởng gọi biệt hiệu của mình nên nói. Hạ Tưởng cười ha hả và thấy trong lòng rất thoải mái. Chủ quán Lưu Xảo Nhi này còn nhớ cả hắn không ăn hành. Hơn 2 năm rồi cơ mà, hắn cũng không khách khí, có đôi khi người bình thường lại dễ có hạnh phúc hơn. Chào tạm biệt vợ chồng chủ quán bánh rán, Hạ Tưởng tiến vào cổng học viện kiến trúc, cảm nhận một hơi thở quen thuộc đập vào mặt. Điều này làm trái tim hắn rung lên vài lần. Hạ Tưởng cười cười tự giễu rồi rút điện thoại di động ra gọi cho Tào Thù Lê. Hạ Tưởng biết Tào Thù Lê ở trong khu ký túc số 3 dành cho nữ sinh. Tào Thù Lê hưng phấn nói. Hạ Tưởng, anh mau tới ký túc cứu em bị bọn họ trói rồi.
Hạ Tưởng nghe thấy tiếng cười đùa ở bên nên cười nói. Đừng lừa anh, có phải là lại bày trò quỷ gì để hại anh không? Cô bé Lê, em phải ghi nhớ một điều vấn đề nguyên tắc là không được thỏa hiệp. Tào Thù Lê cười hì hì nói. Em không muốn thỏa hiệp, nhưng các cô ấy nói gì cũng không bỏ qua cho em, bắt anh phải ra mặt mới được. Nói anh mà không ra mặt, các cô ấy không cho em ra ngoài với anh, sợ anh là người xấu, sợ em bị anh lừa. Hạ Tưởng coi như hiểu rõ được nguyên nhân, đây là do các nữ sinh trong phòng ký túc của Tào Thù Lê muốn tận mắt nhìn thấy hắn. Được rồi, coi như cho cô bé Lê mặt mũi, biết trên núi có hổ mà còn có thể lên, chẳng lẽ còn sợ mấy cô bé đó sao? Vì thế hắn liền đi tới phòng của Tào Thù Lê. Anh này rất được, mình sẽ vui vì được đi cùng anh ta. Một cô gái hơi thấp cười nói, cô còn lén nhìn Hạ Tưởng vài cái, sau đó quay người nhỏ giọng nói. Ánh mắt của anh ấy rất được, đúng là cực phẩm. Khó được nhất chính là có sự trầm ổn mà nam sinh khác không có. Nói như thế nào nhỉ, chính là phong độ đàn ông làm người ta si mê. Hạ Tưởng đổ mồ hôi. Hắn mới rời khỏi nhà trường 2 năm mà sao nữ sinh bây giờ đã lợi hại như vậy, dám trực diện đánh giá đàn ông ư. Hắn sao có thể không nghe thấy tiếng nói lý nhí của hai cô gái, thực ra các cô đây là cố ý nói cho hắn nghe. Gần nhau như vậy, dù cho cố nhỏ giọng nói thì hắn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Hắn cũng không dám ở ngay trước mặt Tào Thù Lê mà trêu chọc hai cô nữ sinh kia, mà chỉ có thể cúi đầu buồn bực bước đi. Chẳng qua chỉ nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của hai cô nữ sinh. Ồ, xấu hổ à, thật hay giả. Trời ơi, mình muốn đi làm quen với anh ấy, mình không sợ mất mặt. Hạ Tưởng cố nhịn cười mà đi tới phòng Tào Thù Lê. Ký túc dành cho nữ sinh có vẻ mới hơn ký túc của nam sinh không ít. Bởi vì khi học viện kiến trúc thành lập thì có lẽ đánh giá nhầm nên cho rằng nữ sinh đăng ký vào học viện kiến trúc không nhiều. Không ngờ thành lập không lâu ngành xây dựng phát triển mạnh, lại thêm nhiều chuyên ngành, nữ sinh viên tăng lên nhiều. Vì thế nhà trường đành mua thêm một khu đất gần trường, xây ký túc cho nữ sinh. Cho nên so sánh với tường bên ký túc nam đã xuống cấp, chỗ vàng chỗ đen thì tường ký túc nữ trắng nõn, vệ sinh sạch sẽ, còn cả mùi xà phòng tắm và xà phòng giặt thơm ngát. Có thể nói tốt hơn nhiều so với bên ký túc nam toàn bọn thối chân nhiều. Hạ Tưởng lên đến cửa phòng, khẽ gõ cửa thì có một giọng nữ sinh truyền ra. Mời vào. Không phải Tào Thù Lê, bên trong vắng lặng như tờ. Nhất định có tình hình, Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi đưa một ngón tay ra nhẹ nhàng mở cửa. Quả nhiên cửa khép hờ được mở ra, Hạ Tưởng không hề suy nghĩ mà đưa tay lên, vừa vặn đỡ được chiếc gối trên trời rơi xuống, sau đó nhanh chóng chắn chiếc gối trước mặt, đẩy cửa đi vào. Giống hệt như hắn đoán, Hạ Tưởng vừa vào cửa liền thấy 5-6 cái đánh vào gối. Nếu không phải có chiếc gối chống đỡ thì hắn đã bị đánh lén vào mặt. Hạ Tưởng cười hì hì bỏ chiếc gối ra. Cúi đầu nhìn thì thấy 5-6 túi ni lông nước đã vỡ, chiếc gối trong tay đã ướt nhẹp. Cũng may, hắn chỉ bị nước bắn lên tóc một chút mà thôi, trên người không có nước. Hạ Tưởng nhìn các cô nữ sinh trong phòng, Tào Thù Lê chu miệng muốn cười mà không dám cười, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý và thỏa mãn. Tất nhiên là Tào Thù Lê rất hài lòng với biểu hiện của Hạ Tưởng. 5 cô nữ sinh khác, có 2 cô mặc váy, 2 cô mặc quần ngố, 1 cô mặc quần đùi ngắn. Không cần biết là trắng hay đen, là đẹp hay xấu thì đều há hốc mồm không thể tin nhìn Hạ Tưởng. Có vẻ các cô không nghĩ ra kế liên hoàn của mình lại bị Hạ Tưởng phá. Hạ Tưởng có chút xấu hổ cười nói. Gối này của ai vậy? Chắc là đợi mai trời nắng phơi ra vậy, tối nay chỉ có thể gối tay thôi. Xin lỗi, nhưng đừng trách anh, trách người ném nước đó. Tào Thù Lê đã không nhịn được, cô bật cười hì hì. Cô mặc chiếc váy màu vàng nhạt ngồi trên giường. Cặp chân như ẩn như hiện tạo thành đường cong đẹp mắt. Dù cô cố nhịn nhưng vẫn cười đến độ giường rung lên. Đã bảo mấy bà mà, bảo mấy bà đừng hại anh ấy, mấy bà còn không nghe. Bây giờ thì hay rồi, ấn tiểu xong, tối nay có thể gối lên tay mà mơ mộng. Ấn tiểu xong mặc một chiếc váy màu nhạt, người không cao chẳng qua lại đẹp. Có thể nói ngoài Tào Thù Lê ra thì cô là người đẹp nhất trong phòng. Cô lại là người nghịch ngợm nhất. Ấn tiểu xong chu miệng. Đầu tiên là trừng mắt nhìn Tào Thù Lê đầy đe dọa, sau đó lại cười hì hì đi tới trước mặt Hạ Tưởng, lấy lại gối trong tay hắn, sau đó nói. Lát nữa bật quạt một lát là khô mà, có gì đâu. Chẳng qua anh đúng là gặp phiền phức lớn. Hạ Tưởng,
anh là lén lút lừa Thù Lê ra khỏi tay bọn em, còn chưa trải qua thử thách của toàn phòng là sao? Anh nếu làm ra chuyện chém trước tâu sau thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý đợi cơn trả thù của cả phòng em. Cô hùa hùa tay trước mặt Hạ Tưởng rồi nói tiếp. Anh đã chuẩn bị chưa? Hạ Tưởng gãi đầu, sờ mũi rồi lễ phép nói. Tiểu Song, em có phải người Bắc Kinh không? Em có phải đã lên TV không? Anh nhìn em giống như đã thấy trên TV vậy. Ấn Tiểu Song ngẩn ra, có chút khó hiểu nhìn Tào Thù Lê. Tào Thù Lê lắc đầu cười cười, ý là cô không biết cũng không quản. Ấn Tiểu Song gật đầu nói. Người Bắc Kinh là đúng, nhưng phía sau thì anh nói linh tinh gì vậy? Em đã lên TV lúc nào sao em không nhớ? Thật sự không có sao. Hạ Tưởng ra vẻ kinh ngạc nói. Anh nhớ kỹ mà, tuyệt đối không nhớ sai. Có lẽ là một năm trước, là đài truyền hình Bắc Kinh. Không có mà, thật sự không thể nhớ rõ. Ấn Tiểu Song nghiêng nghiêng đầu cố gắng nhớ lại. Hạ Tưởng cố nhịn cười nháy nháy mắt với Tào Thù Lê. Tào Thù Lê liền hiểu ý từ trên giường nhảy xuống đẩy Ấn Tiểu Song ra rồi đứng bên cạnh Hạ Tưởng, cầm tay hắn. Mình trân trọng giới thiệu Hạ Tưởng với mọi người. Anh ấy tốt nghiệp học viện kiến trúc, là khóa trên của chúng ta. Lúc này Ấn Tiểu Song mới tỉnh ra, biết vừa nãy bị Hạ Tưởng lừa. Cô không hề giận mà cười hì hì nhìn Hạ Tưởng từ trên xuống dưới, liên tục gật đầu nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.